Chương 3381. Mượn hiện tại mà nói, vô luận lĩnh ngộ của hắn đối với đại đạo đạt tới trình độ gì thì những đại đạo này đều chỉ có thể xếp tại chủ đan điền mà thôi. Tất cả đều không dám vượt qua nó. Không nói đâu xa, nạp vật thế giới đã khoách trương viễn siêu phạm vi của Tả Nguyệt Chí Tôn vực, pháp tắc trong đó cũng càng ngày càng chắc chắn. Bắt đầu có xu hướng đuổi kịp thần giới, thậm chí còn có thể đem đan điền khác dung hợp vào bên trong, hình thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Dù vậy, nạp vật thế giới vẫn như trước, chỉ có thể xếp ở phía sau chủ đan điền mà thôi. Nếu như nói chủ đan điền này không có thần bí mà nói, có đánh chết hắn cũng không tin. Như vậy ta thử nhờ chủ đan điền xem. Nếu như không làm được chuyện cưỡng ép dung hợp, như vậy hiện tại chỉ có thể mượn lực lượng của chủ đan điền để thử một chút. Nuốt vào mấy khỏa đan dược mà hắn trộm được từ trong tay Đa Ba Vương Tử, thương thế trên người lập tức hoàn toàn khôi phục. Nhiếp Vân lại một lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ, tĩnh tâm. Sau đó hắn lại nhìn về phía hai đại đan điền Diễm Hòa, Hàn Băng, nạp vật thế giới, bảo hộ. Ngồi ngay ngắn ở trong nạp vật thế giới, tinh thần khẽ động, lực lượng trưởng khống giả lập tức xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong. Dựa theo đạo lý mà nói, ở bên trong nạp vật thế giới, hắn thân là trưởng khống giả thì sẽ bất tử bất diệt. Vô luận bị tổn thương tới đâu thì cũng có thể lập tức khôi phục. Chỉ là, chuyện liên quan đến chủ đan điền, hắn cũng không còn được tự tin như trước nữa. Bởi vì, nạp vật đan điền cũng là do chủ đan điền diễn sinh mà ra. Nếu như nói hiện tại nạp vật thế giới là hoàng đế, thì chủ đan điền chính là hoàng thái hậu. Những đan điền khác chính là hoàng đệ. Hoàng đế dù có mạnh mẽ tới đâu, thì cũng không thể làm trái ý tứ của hoàng thái hậu. Dung hợp, hắn lập tức khống chế Diễm Hỏa đan điền và Hàn Băng đan điền tới gần phía chủ đan điền. Rất nhanh hai đại đan điền đã bắt đầu giao hòa như trước, lần nữa bắt đầu đi theo tiến độ triệt để dung hợp. Hỏa diễm, Hàn Băng lần nữa giao hòa. Một nóng một lạnh mạnh mẽ trùng kích tới khiến cho cả người Nhiếp Vân như bị nóng lạnh đan xen, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, giống như đang không ngừng trải qua trời đông giá rét và giữa hè vậy. Chủ đan điền, động thủ. Khi cảm thấy sắp có chút không kiên trì nổi, thì trong lòng Nhiếp Vân không nhịn được thở phào một tiếng. Tinh thần khống chế chủ đan điền tiến về phía hai đại đan điền. Chủ đan điền giống như một cái tinh cầu cực lớn, vốn đang chậm rãi xoay tròn, không có động tĩnh. Thế nhưng giờ phút này dưới sự cưỡng ép khống chế của hắn đã di chuyển, đụng vào hai đại đan điền. Răng rắc, có chủ đan điền tham dự, hai đại đan điền vốn có xung đột, giống như tùy thời có thể nổ tung, bạo phát lại lập tức xuất hiện biến hóa. Lập tức nổ tung, biến thành những hạt nhỏ phân tán khắp nơi. Đại đạo nguyên vẹn, muốn dung hợp rất khó, thủy hỏa không dung. Thế nhưng sau khi phân tán thành hạt, muốn dung hợp thì lại đơn giản hơn nhiều. Dù sao tuy rằng những hạt này đều mang theo thuộc tính, thế nhưng lực cản trở cũng sẽ yếu hơn không ít. Cô. Rất nhanh đã có rất nhiều hạt nhỏ đại đạo hoàn toàn dung hợp vào cùng một chỗ. Nương theo những hạt nhỏ đại đạo triệt để dung hợp, bên cạnh chủ đan điền lập tức có một đan điền hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện. Cái đan điền này không nhìn không ra được màu sắc, cũng không nhìn ra được điểm đặc thù. Chỉ lẳng lặng lơ lửng đứng trước mặt chủ đan điền, vô cùng yên tĩnh. Thứ này, chẳng lẽ chính là đan điền sau khi dung hợp hay sao? Hai mắt Nhiếp Vân lập tức sáng ngời. Vừa rồi hắn đem hai đại đan điền Diễm Hỏa, Hàn Băng dung hợp, mượn lực lượng của chủ đan điền đánh nát. Cuối cùng lại xuất hiện một đan điền như vậy, không cần nói thì hắn cũng biết. Thứ này tất nhiên là đan điền sau khi dung hợp. Cái đan điền này không ngờ lại còn xếp ở phía trước nạp vật thế giới. Thật hay giả vậy? Sau khi nhìn rõ đan điền, lại nhìn rõ ràng vị trí của nó, Nhiếp Vân không nhịn được có chút sững sờ. Không ngờ, tới vị trí của cái đan điền mới này lại còn ở phía trước nạp vật đan điền. Nếu như không phải hắn đã tận mắt nhìn thấy, như vậy hắn cũng không dám tin tưởng. Trước kia, vô luận có bao nhiêu đan điền tấn chức, thậm chí là vượt qua thiên đạo đan điền, thì cũng chỉ có thể xếp phía sau nạp vật đan điền mà thôi. Cũng giống như Mộc Thần đan điền, sau khi luyện hóa thần nông Bách Thảo Kinh, lĩnh ngộ đối với loại đại đạo này của hắn đã đạt tới đỉnh phong ở trong thần giới. Đáng tiếc, đại đạo này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở phía sau nạp vật đan điền, không dám vượt qua phía trước. Thế nhưng bây giờ đan điền mới mà Diễm Hỏa, Hàn Băng dung hợp ra lại còn xếp ở phía trước nạp vật đan điền. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ đan điền sau khi dung hợp lại có lực lượng cường đại hơn hay sao? Trong lòng nghi hoặc, Nhiếp Vân không nhịn được phải nhìn sang phía đan điền sau khi dung hợp. Vừa mới nhìn qua, hắn lại lần nữa sửng sốt. Giờ phút này đan điền đã không có đặc tính của hai loại đan điền Diễm Hỏa, Hàn Băng, giống như là một cái đan điền hoàn toàn mới, không nhìn ra được cụ thể nó đại biểu cho loại đại đạo gì. Bàn tay nhẹ nhàng vẽ ra một cái, một đầu đại đạo từ bên trong đan điền lan tràn ra bên ngoài. Có tất cả thuộc tính của Hàn Băng, Diễm Hỏa, đây là một loại đại đạo hoàn toàn mới hay sao? Nhiếp Vân có chút sửng sốt.
đại đạo bên trong đan điền sau khi dung hợp lại khác với 3000 đại đạo, là một loại đại đạo hoàn toàn mới, trong đó có dung hợp tất cả thuộc tính của diễm hỏa, hàn băng, uy lực cực lớn. So với cái gọi là thôn phệ đại đạo trước đó cũng còn mạnh hơn không ít. Thử uy lực của nó xem. Điều tra đan điền sau khi dung hợp một lần, dung nhập vào trong toàn thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân thể của Nhiếp Vân khẽ động một cái, một ngón tay đã điểm về phía một kiện thần binh hoàng cảnh viên mãn ở trước mắt. Răng rắc, tốc độ của ngón tay hắn cũng không nhanh, thế nhưng lại mang theo lực lượng không có cách nào ngăn cản được. Thần binh hoàng cảnh viên mãn ở trước mắt lại giống như vỏ trứng gà bị nghiền nát. Đối với hắn cũng không có một chút ngăn cản năng lực nào. Tiếng nghiền nát vang lên, kiện thần binh hoàng cảnh viên mãn này lập tức biến thành bụi phấn. Chuyện này, Nhiếp Vân nháy mắt, không thể tin được chuyện mà mình vừa mới làm được. Đây chính là thần binh hoàng cảnh viên mãn. Trước đó, cho dù đại đạo dung hợp rất mạnh thì cũng đừng mong có thể bẻ gãy được nó. Thế nhưng khi sử dụng đại đạo mới sau khi dung hợp, thứ này lại giống như một khối bùn nhão vậy. Không tốn bao nhiêu sức là có thể bóp nát. Thật hay giả vậy? Cái đại đạo hoàn toàn mới này rốt cuộc là cái gì? Sao lại lợi hại như vậy chứ? Ở trong thần giới, sáng chế ra một cái đại đạo hoàn toàn mới, chỉ cần loại đại đạo này đạt tới tình trạng siêu việt thiên đạo, thì cũng coi như đã đạt tới đế cảnh. Chẳng lẽ, ta đã đạt tới đế cảnh hay sao? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại suy nghĩ, khiến cho Nhiếp Vân không khỏi giật mình. Thần giới, Phổ Thiên Hoàng Cung, Phổ Thiên Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trong đó. Trong khoảng thời gian này ta không có mặt, báo cáo toàn bộ sự tình phát sinh một lần đi. Đại đế nhìn các đại thần trước mắt, trong ánh mắt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ gì. Vâng, vị đại thần này không dám nói nhảm, tranh thủ nói tường tận trong khoảng thời gian này, Vân Châu Thành thậm chí toàn bộ Phổ Thiên Hoàng Triều phát sinh sự tình một lần. Người nói đã điều tra nội tình của Nhiếp Vân rõ ràng, cẩn thận nói một chút. Phổ Thiên Đại Đế nhìn qua. Vừa rồi thời điểm đại thần này hồi báo, nhắc tới Nhiếp Vân. Đồng thời nói, hắn đã tiến hành điều tra người này, tra được không ít bí mật. Nhiếp Vân này lần thứ nhất xuất hiện là ở Hỏa Thần Vực, cách nay vẫn chưa tới một năm, tiếp xúc với hắn chính là Chí Hào Tướng Quân, thuộc hạ của Đa Ba Vương Tử. Vị đại thần này chậm rãi nói ra, hiển lộ ra thủ đoạn thu thập tin tức để cho người ta chấn kinh cùng khủng hoảng. Thần giới lớn như vậy, người đâu chỉ triệu tỷ, muốn điều tra sao mà khó khăn, nhưng hắn lại có thể tra rõ ràng những thứ này, đủ thấy năng lực. Hắn công bố là thổ dân sinh trưởng ở núi lớn. Không đi ra bên ngoài, thực lực ngay lúc đó, vừa tới vương cảnh sơ kỳ. Đại thần nói tiếp, vương cảnh sơ kỳ. Phổ Thiên Đại Đế nhướng mày. Vâng, đại thần gật đầu. Ý của ngươi là, không đến một năm thời gian, hắn từ vương cảnh sơ kỳ đạt tới vương cảnh viên mãn. Phổ Thiên Đại Đế hỏi, căn cứ tin tức, là như vậy. Đại thần gật đầu. Cái này, Phổ Thiên Đại Đế chấn kinh rồi. Người khác chỉ biết thiếu niên này là vương cảnh viên mãn, không đáng để lo. Nhưng hắn biết người này có thể so sánh với hoàng cảnh viên mãn bình thường. Nói cách khác, chỉ dùng không đến một năm, thiếu niên không rõ lai lịch kia, liền từ vương cảnh sơ kỳ có sức chiến đấu hoàng cảnh viên mãn. Loại tốc độ tấn cấp này, còn là người sao? Coi như thần thú siêu cấp, thậm chí đế thú, cũng không nhanh như vậy đi. Ta sơ bộ hoài nghi. Nhiếp Vân này có thể là phi thăng giả. Đại thần nói tiếp. Phi thăng giả. Vâng, bình thường phi thăng giả ở thế giới của mình. Tích lũy thời gian quá lâu, mới có thể hậu tích bạc phát, cấp tốc tăng lên. Đại thần phân tích, nói tiếp phán đoán của ngươi đi. Phổ Thiên Đại Đế gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, bất quá vị đại thần này còn chưa kịp nói. Đột nhiên con mắt của Phổ Thiên Đại Đế bỗng nhiên trợn tròn, trực tiếp từ ngai vàng đứng lên. Bệ hạ, nhìn thấy đại đế thất thố như vậy, đại thần sửng sốt, nhịn không được hỏi. Lời còn chưa dứt, liền thấy đại đế khoát tay áo, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, đã thuấn di rời đi. Chuyện gì xảy ra? Bệ hạ sẽ thất thố như vậy. Thấy bệ hạ biến mất, trong lòng đại thần lột bột một cái, toát ra một dự cảm không tốt. Thực lực của Phổ Thiên Đại Đế ở thần giới là nằm trong top 5, lại thêm thường xuyên chính chiến, tâm tính sớm đã chu luyện như tấm gương. Chí ít hắn làm đại thần đã không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua bệ hạ thất thố. Vô luận sự tình lớn như thế nào, biểu tình cũng chưa từng có biến hóa. Nhưng ngay mới vừa rồi, nét mặt của hắn thay đổi, thậm chí một tiếng không nói xoay người rời đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho một vị đại đế như thế? Phủ đệ của Nguyên Dương đế quân. Sương Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp luyện chế ra thần binh đế cảnh, làm thân thể của ngươi, về sau cha con chúng ta sẽ không tách ra nữa. Nguyên Dương đế quân nhìn bóng người trong chân linh đang trước mắt, ánh mắt tràn đầy yêu chiều, cùng bóng người trong đèn hàn huyên một hồi, mới ra khỏi phòng. Đế quân đại nhân, thần tháp đế quân đang ở trong điện chờ đợi. Thấy hắn đi ra.
Kiếp ma lão nhân tiến lên đón. Thần tháp tới. Tốt, ta đi nhìn xem. Thân thể của Nguyên Dương đế quân nhoáng một cái đi vào đại điện, quả nhiên thấy thần tháp đế quân cao lớn ngồi ở trên ghế an tĩnh uống trà. Ngươi tới tìm ta. Chẳng lẽ vật kia có tin tức? Nhìn thấy thân ảnh của hắn, Nguyên Dương đế quân nhịn không được hỏi, trong thanh âm lộ vẻ kích động. Đó là tự nhiên, thần tháp ta xuất thủ, tự nhiên không tầm thường. Thần tháp đế quân tràn đầy tự luyến. Tốt, ở nơi nào? Lúc nào chúng ta xuất phát? Cắt ngang hắn tự luyến, Nguyên Dương đế quân nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi, lần này khẳng định thành công. Thần tháp đế quân nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, mau mau chuẩn bị đi. Nguyên Dương đế quân kích động gật đầu, đang muốn tiếp tục nói cái gì, đột nhiên lông mày dương lên, ngây tại chỗ. Đây là... Quay đầu nhìn về phía thần tháp đế quân, thấy hắn giờ phút này cũng không thể tin được nhìn qua. Đi, đi qua nhìn một chút. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, đồng thời biến mất tại chỗ. Đã thuấn di rời đi. Thần giới, vô biên hải. Làm đại bản doanh của phi thăng giả, cường giả nơi này cơ hồ đều là phi thăng giả. Chỉ cần thu hoạch được tư cách vô biên vệ, đều có thể ở chỗ này nhận lấy vật tư, tiến hành tu luyện. Phi thăng giả thiên sinh thì có kiên nhẫn cùng tính bền dẻo tốt hơn. Còn có kinh nghiệm, tu luyện làm ít công to, tiến bộ rất nhanh. Chính vì vậy, mặc dù vô biên hải chỉ là một trong 9 đại thế lực của thần giới, nhưng trong đó hội tụ cường giả, lại vượt xa bát đại thế lực khác, phổ thiên hoàng triều so sánh kém không phải một chút. Nhất là cường giả đế cảnh, chừng hơn 10 vị. Không chỉ số lượng nhiều, cao thủ cũng lợi hại, trong đó lợi hại nhất dĩ nhiên chính là Hiên Viên Đại Đế. Thần giới đệ nhất cường giả, nhân vật siêu cấp lĩnh ngộ giới vực dung hợp đột phá. Thời khắc này Hiên Viên Đại Đế đang đứng ở trên một ngọn núi, nhìn hải dương tứ ngược trước mắt, an tĩnh giống như một bức họa. Đăng 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 đăng. Phía sau hắn đi tới một bóng người, là một thanh niên. Bệ hạ, ngươi tìm ta. Thanh niên mở miệng nói. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, người thanh niên này đúng là người quen của hắn, tình nhân của Giao Xương, Nghiêu Huyền. Thời khắc này Nghiêu Huyền nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế, vẻ mặt sùng bái. Vô luận cường giả đế cảnh hay người bình thường ở vô biên hải, đều sẽ sùng bái người trước mắt này. Năm đó thổ dân thần giới cùng phi thăng giả chiến đấu hừng hực khí thế, nếu như không phải người này hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ tất cả phi thăng giả sớm đã bị diệt. Hiên Viên Đại Đế lấy sức một mình, cưỡng ép đánh lui mấy chục cường giả đế cảnh vây công, thậm chí tự tay đổ sát mấy vị, lúc này mới kết thúc chiến đấu. Có thể nói lực chiến đấu của hắn là thần giới thứ nhất, không phải thổi phồng, mà là đánh ra. Cường đại, nghịch thiên. Ta nghe người nói thần nông truyền nhân xuất hiện lần nữa, có phải thật hay không? Hiên Viên Đại Đế hỏi. Hiên Viên Đại Đế là trung niên nhân, không có lăng lệ như trong truyền thuyết, có chỉ là hòa ái cùng từ thiện, không biết thân phận của hắn chỉ nhìn tướng mạo, còn sẽ tưởng rằng là đại thúc nhà bên hiền lành, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Đúng, hắn đã xuất hiện, ngay ở Vân Châu Thành, Giao Xương chính là hắn cứu. Nghiêu Huyền nói. Nâng tới Giao Xương, trên mặt của hắn tràn đầy hạnh phúc, nhịn không được bật cười. Tình huống của nàng ta biết, ta cũng bất lực. Một tiểu nhân vật không có đạt tới đế cảnh, có thể chữa cho tốt, xem ra là được thần nông đại đế truyền thừa. Hiên Viên Đại Đế gật đầu. Mặc dù trong giới vực hắn dung hợp không có y đạo, nhưng bằng vào thực lực, thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại, hắn xuất thủ cũng cứu không được. Đối phương một cái không có đạt tới đế cảnh cứu sống, y thuật mạnh, ngoại trừ thần nông đại đế truyền thừa, thì không có khả năng thứ hai. Nghiêu Huyền lên tiếng. Có cơ hội dẫn ta đi gặp tiểu tử may mắn này. Hiên Viên Đại Đế nói. Gặp hắn. Ý của bệ hạ là, Nghiêu Huyền sửng sốt một chút, Hiên Viên Đại Đế có thân phận gì? Thần giới đệ nhất nhân không thể tranh cãi, cường giả đế cảnh bình thường muốn đến bái phỏng, cũng rất khả năng bị cự tuyệt ở bên ngoài, không phải tùy tiện có thể gặp được. Hiện tại đột nhiên muốn gặp một tiểu tử chỉ là vương cảnh. Nghiêu Huyền có chút nghĩ không thông, coi như đối phương là truyền nhân của thần nông đại đế, tinh thông y đạo cũng không đến mức để hắn tự mình đi gặp. Thời điểm ta còn không có đột phá đế cấp. Từng có duyên gặp qua thần nông đại đế một lần, hắn có ân với ta. Về sau hắn vẫn lạc, khi đó ta vẫn như cũ không có thực lực báo ân, trở thành việc đáng tiếc, nếu như thiếu niên này thực là đệ tử của hắn, ta ngược lại không ngại đưa ra một phần cơ duyên. Hiên Viên Đại Đế thản nhiên nói, cơ duyên, có thể được cơ duyên của bệ hạ, vận khí của Nhiếp Vân này thật sự là quá tốt. Nghe được đối phương không có ác ý, ngược lại muốn đưa ra cơ duyên, Nghiêu Huyền lập tức nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cơ duyên của Hiên Viên Đại Đế, xem như hắn cũng không thể cự tuyệt. Thần giới đệ nhất đế tùy tiện xuất thủ, có thể làm cho người hưởng thụ cả đời. Nhìn thấy một vị cường giả đại đế thất thố như vậy, Hiên Viên Đại Đế cười cười, đang muốn nói chuyện, lông mày nhíu một cái. Đây là... Nghiêu Huyền cũng cảm giác được không thích hợp, nhìn về phía thần giới đệ nhất nhân trước mắt.
đi qua nhìn một chút. Thân thể của Hiên Viên Đại Đế nhoáng một cái, đã biến mất khỏi tại chỗ. Thần giới, cửu giới sơn, hóa tiên thạch. Hô 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 hô. Từng thân ảnh đột ngột từ phương xa xuất hiện. Những thân ảnh này, từng cái đều là đại nhân vật danh chấn thần giới, giờ phút này tập trung xuất hiện, để cho người ta khó mà tin được. Hiên Viên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng tới. Một thanh âm thô cuồng vang lên, một vị đại đế nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế, cười nói. Xảy ra loại sự tình này, ta đương nhiên phải tới xem một chút. Hiên Viên Đại Đế cười cười, đang muốn tiếp tục nói chuyện, trước mắt lóe lên quang ảnh, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở cách đó không xa. Là một nữ tử, mang theo khí chất lãnh ngạo, cho người ta một loại cảm giác người sống chớ quấy dày. Xin chào đế huyền bệ hạ. Đại đế kia nhìn thấy người đến, ôm quyền khom người, thức thời lui về phía sau. Cùng là cường giả đại đế, cũng có phân chia đẳng cấp, loại người như Hiên Viên Đại Đế, Phổ Thiên Đại Đế, đế huyền, đứng ở đế cảnh đỉnh cao nhất, đại đế phổ thông căn bản không dám làm càn. Người đã đến. Không để ý tới vị đại đế này rời đi, đế huyền nhìn về phía Hiên Viên, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc. Bất quá tia sắc thái này thoáng qua tức thì. Nghe nói gần đây ngươi thu một đệ tử mới. Trong mắt Hiên Viên Đại Đế không có bất kỳ gợn sóng gì, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nói đến đệ tử, đế huyền nở nụ cười. Bản thân nàng danh xưng thần giới đệ nhất mỹ nữ, giờ phút này cười một cái, tựa như trăm hoa đua nở, đại đế xung quanh cho dù lòng yên tĩnh như nước, cũng từng cái nhịn không được động tâm. Quá đẹp. Xinh đẹp chỉ bằng vào dung mạo, liền có thể để cường giả đại đế thất thần. Xem ra vị đệ tử này rất hợp ý ngươi, đối với vãn bối, ta cũng không còn lễ gặp mặt gì, thứ này đưa cho nàng đi. Thấy nét cười của nàng, Hiên Viên Đại Đế biết đối phương tất nhiên rất vừa ý, lúc này cười cười, ngón tay búng một cái, một đạo quang mang bay đi. Đế huyền tiện tay tiếp nhận, cúi đầu xem xét, khuôn mặt nhịn không được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thần Loa Bồ Đề Tâm, cái này, ngươi đưa thứ này ra, vật ngoài thân mà thôi. Hiên Viên Đại Đế cười nói, thế nhưng mà, thứ này ngươi chỉ có hai hạt, ngươi không để lại cho đệ tử của mình sao? Đế huyền tú mục chớp chớp, khó mà tin được. Thần Loa Bồ Đề Tâm, Hiên Viên Đại Đế từ viễn cổ Thánh Sơn, thủ hộ 100 triệu năm mới được bảo vật, hết thảy chỉ có hai hạt, trực tiếp đưa cho đệ tử nàng một hạt xem như lễ gặp mặt này cũng quá lớn đi. Ta không có đệ tử, cũng sẽ không thu đệ tử. Bảo vật giữ lại cũng vô dụng, cho thích hợp nhất, sẽ phát huy hiệu quả lớn nhất. Hiên Viên Đại Đế cười cười. Ta nghe nói vì đệ tử này, ngươi ngay cả huyền tâm kính cũng ban cho. Có thể để ngươi ban cho món bảo vật này, thiên phú của đệ tử thật để cho người ta hâm mộ. Thiên phú xác thực rất cao, ta thu làm đệ tử bất quá nửa năm, đã từ vương cảnh viên mãn đạt đến hoàng cảnh viên mãn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá thâu thiên tá thọ. Bàn về thiên phú, ta cảm thấy thần giới không người có thể so sánh. Nói đến đệ tử, đế huyền lần nữa nở nụ cười. Ở Hồng Hà vực trong lúc vô tình nhận được đệ tử này, thực sự rất hài lòng, bản thân thiên phú liền mạnh, lại thêm nàng cố ý vun trồng, tu vi tiến triển cực nhanh, nhanh làm người ta giật mình. Người khác từ vương cảnh viên mãn đến hoàng cảnh viên mãn, cần tốn hao chí ít mấy ngàn năm trên vạn năm, mà nàng, nửa năm liền làm được. Vậy liền vừa vặn, thần Loa Bồ Đề Tâm, có thể yên tĩnh tâm thần, để cho người ta thất khiếu khai thông, tiêu trừ chướng ngại tu luyện, phàm nhân phục dụng, có thể một hơi tu luyện. Tới thâu thiên tá thọ cảnh không có chút gông cùm xiềng xích nào, thiên phú của nàng đã như vậy, nếu như phục dụng cái này, có lẽ có thể tăng lên. Hiên Viên Đại Đế nói, ta liền thay nàng đa tạ. Đế huyền gật đầu, thần Loa Bồ Đề Tâm, đối với người tu luyện có chỗ tốt cực lớn, có thể tiêu trừ chướng ngại tu luyện, để cho người ta ở trước thời điểm tấn cấp đại đế xuôi gió xuôi nước. Thứ tốt này toàn bộ thần giới, cũng chỉ có hai hạt, Hiên Viên Đại Đế trực tiếp cho nàng một cái, căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Người ta không cần khách khí như thế. Hiên Viên Đại Đế khoát tay. Không cần khách khí như vậy sao? Nghe nói như thế, ánh mắt của đế huyền nhìn qua, lộ ra vẻ quái dị. Vậy vì sao ngươi thủy chung? Khụ khụ. Thấy được ánh mắt này của nàng, Hiên Viên Đại Đế ho khan hai tiếng, chỉ về phía trước. Mau nhìn, bắt đầu rồi. Nương theo tay hắn chỉ, nguyên bản bầu trời trong xanh, nổi lên đám mây đỏ tươi. Những đám mây này, đỏ làm người ta hoảng hốt. Hồng vân thiêu đốt cả trời không, để địa phương trước mắt có khả năng thấy, giống như tiến nhập biển lửa. Hồng vân đầy trời, thiên đạo chấn động. Chẳng lẽ lại thực sự có người lĩnh ngộ đại đạo hoàn toàn mới, xông phá đế cảnh. Nhìn tràng cảnh trước mắt, đế huyền quả nhiên không nói thêm gì nữa, tú mục tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm. Lĩnh ngộ đại đạo hoàn toàn mới rất đơn giản, xông phá đế cảnh chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cũng không biết là ai may mắn, thực sự không được, chúng ta ra tay giúp hắn một chút. Hiên Viên Đại Đế cũng nhìn về phía trước nói. Lời còn chưa dứt, hồng vân ở trên bầu trời đột nhiên sôi trào lên. Trong đó nương theo vô số lôi minh,
phảng phất như thiên đạo tức giận, toàn bộ cửu giới sơn hóa tiên thạch đều run rẩy, không ngừng lắc lư. Rất nhiều đại đế ở dưới chấn động kịch liệt, nhịn không được đung đưa trái phải, có chút khống chế không nổi. Không đúng. Hiên Viên đại đế biến sắc. Nếu như là có người lĩnh ngộ đại đạo đặc biệt, nhiều nhất hồng vân đầy trời, hạ xuống ý niệm thiên đạo, không thể nào là loại tình huống này. Trước mắt thiên địa phảng phất như phẫn nộ, không gian cũng bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Rất rõ ràng là thiên đạo phẫn nộ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Lực lượng thật cường đại. Sự tình gì có thể làm cho thiên đạo tức giận như thế? Các ngươi có nhìn ra không? Cái hồng vân này khác biệt hồng vân đột phá đế cảnh. Hồng vân đột phá đế cảnh màu dáng đỏ, mà hồng vân giờ khắc này lại tựa như máu. Quả thật như thế, mây như dòng máu đỏ, chẳng lẽ thiên đạo bị thương? Nhìn thấy mây gió quấy đất trời, tất cả đại đế đều sửng sốt, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện này. Bọn họ đều là nhân vật siêu thoát thiên đạo, biết thiên đạo hỉ nộ ai ố, thế giới trước mắt sôi trào, hồng vân đầy trời như xích huyết, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng biết không được bình thường. Là thương thiên khấp huyết. Trong đám người không biết ai hô lên. Nghe nói như thế, đám người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên thấy hồng vân ở trên bầu trời bắt đầu thu nhỏ, không ngừng rơi xuống giọt mưa. Giọt mưa đỏ tươi như máu, phảng phất như thương thiên đang khóc. Thì ra là thế. Ta đã biết. Hiên Viên đại đế biến sắc, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, cả người có chút tái nhợt. Có thể làm cho thần giới đệ nhất nhân lui lại, sự tình hắn biết đến tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế Huyền có chút lo lắng. Người khác không biết người trước mắt này, nhưng nàng vô cùng hiểu rõ, thần giới đệ nhất nhân, cho dù đối nghịch toàn bộ thần giới, cũng không nháy con mắt một chút, bây giờ lại dọa đến nhịn không được lui lại, chuyện gì xảy ra? Thương thiên khấp huyết. Đại loạn sắp tới. Sắc mặt của Hiên Viên đại đế hơi có vẻ tái nhợt. Đại loạn? Cái gì đại loạn? Đế Huyền không rõ. Thương thiên khấp huyết, ta từ thời kỳ thượng cổ liền nghe nói qua, cái này không phải có người lĩnh ngộ đại đạo mới, đột phá đế cảnh, mà là có người cải biến quy tắc do thiên đạo chế định. Con mắt của Hiên Viên đại đế xuyên thấu thiên cổ. Cải biến quy tắc do thiên đạo chế định. Đế Huyền vẫn không rõ. Chúng ta đột phá thiên đạo, nói trắng ra là lĩnh ngộ đại đạo ở dưới thiên đạo giám sát, phù hợp 3000 đại đạo, dù dung hợp cũng là nhiều loại đại đạo kết hợp, không thay đổi bản chất, nhưng người cải biến quy tắc khác biệt, hắn lĩnh ngộ không phải bất luận một loại nào thuộc về 3000 đại đạo, cưỡng ép cải biến quy tắc là thiên đạo bất dung. Ánh mắt của Hiên Viên đại đế không ánh sáng, nhịn không được lắc đầu. Loại tình huống này, thiên đạo sẽ phản kích. Đại loạn bắt đầu. Nhanh thì mấy năm, chậm thì trăm năm, toàn bộ thần giới chắc chắn sẽ đại loạn lần nữa. Ta vẫn không hiểu, cụ thể là xảy ra chuyện gì. Đế Huyền vẫn lắc đầu như cũ. Thời kỳ viễn cổ đế vẫn hạo kiếp, ngươi nghe nói qua chưa? Không trả lời nàng, Hiên Viên đại đế hỏi ngược lại. Đương nhiên nghe nói qua, nghe nói thời kỳ viễn cổ, đại đế rất nhiều, chừng mấy trăm vị. Từng cái đều rất cường đại, chỉ bất quá chẳng biết tại sao xuất hiện hạo kiếp, vô số đại đế nhao nhao vẫn lạc, cuối cùng còn dư lại không có mấy cái. Ngươi là lúc trước sống sót, khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế Huyền nhịn không được hỏi. Nàng là về sau mới thành tựu đại đế, không trải qua đế vẫn hạo kiếp, cũng không biết lúc trước chuyện gì xảy ra. Ta lúc ấy còn không có đạt tới đế cảnh, biết đến cũng không nhiều, bất quá. Trước đế vẫn hạo kiếp, thanh âm của Hiên Viên đại đế có chút trầm thấp, lộ ra hơi có vẻ tái nhợt. Liền xảy ra thương thiên khấp huyết. Cái gì? Người nghe như vậy tất cả đều biến sắc, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Đế vẫn hạo kiếp. Đại đế cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại còn muốn một lần nữa? Tình huống cụ thể như thế nào ta không biết. Chỉ biết là các vị phải trở về mau chóng chuẩn bị. Hạo kiếp vừa đến. Không ai có thể ngăn cản. Thần giới ức vạn năm duy trì phồn hoa. Sẽ như bọt nước biến mất. Hiên Viên đại đế nói. Nếu thật là như vậy, phải nắm chặt đi chuẩn bị. Rất nhiều đại đế từng cái mang theo khủng hoảng. Hiên Viên đại đế chính là thần giới đệ nhất nhân. Siêu cấp nhân vật sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Không có khả năng nói dối. Nếu nói như vậy, khẳng định sắp xuất hiện cái gì, nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Hiên Viên đại đế, chúng ta cáo từ. Su 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 su. Đã biết tin tức này, mọi người không còn tâm tình tiếp tục quan sát thương thiên khấp huyết, từng cái thuấn di rời đi. Rất nhanh, hóa tiên thạch nguyên bản náo nhiệt chỉ còn lại có mấy người. Hiên Viên đại đế, thật chẳng lẽ không cách nào tránh khỏi đế vẫn hạo kiếp, tất cả đại đế đều phải bỏ mạng. Một vị đại đế còn không có rời đi, nhịn không được hỏi. Chính là chủ nhân của Phổ Thiên Hoàng Triều, Phổ Thiên Đại Đế. Tránh, là có thể tránh, cái kia chính là linh hồn hiến tế thiên đạo, nghe lời thiên đạo răm rắp, như vậy thì có thể may mắn thoát khỏi. Hiên Viên đại đế nhịn không được nói. Hiến tế thiên đạo, Phổ
Phổ Thiên Đại Đế nhíu mày. Trở thành đại đế, đầu tiên phải đột phá thiên đạo gông cùm xiềng xích, khổ cực tu luyện như thế chính là vì siêu thoát, để bọn hắn lần nữa hiến tế, về sau giống như thâu thiên tá thọ cảnh, nhìn sắc mặt của thiên đạo sống tạm. Cái này sao có thể? Cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Cái này ta không biết, năm đó bọn người Thần Nông đại đế, từng chuyên môn tìm kiếm phương pháp phá giải, kết quả. Biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không còn tin tức. Hiên Viên đại đế lắc đầu. Chỉ sợ, biện pháp này không dễ tìm như vậy, cũng có lẽ không tìm được. Cái này, nghe nói như thế, Phổ Thiên đại đế siết chặt nắm đấm, không có bình tĩnh như trước. Đế vẫn hạo kiếp, chỉ cần là đại đế, không ai có thể bình tâm tĩnh khí. Đó là truyền thuyết đại đế vẫn lạc, coi như thực lực của hắn đã đứng hàng top 5 thần giới, vẫn như cũ không dám chắc có thể sống. Trở về chuẩn bị đi, cường giả đế cấp chúng ta, tất nhiên phải vì sinh tồn mà chiến. Sinh tử không nhất định có thể cam đoan, nhưng có thể để hậu bối sống sót, có bọn hắn mới có hy vọng. Hiên Viên đại đế nói. Cáo từ. Thấy hắn nói như vậy, Phổ Thiên đại đế biết không có bất kỳ biện pháp nào, lúc này lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở đại điện của Phổ Thiên Hoàng Triều. Ngươi cũng trở về chuẩn bị đi. Hiên Viên đại đế nhìn về phía Đế Huyền. Ân, ngươi. Ánh mắt Đế Huyền phức tạp nhìn hắn một chút, quay đầu đi, vai run nhẹ nhẹ. Ta chuẩn bị kỹ càng sẽ tới tìm ngươi. Lần này, ta hy vọng có thể cùng chết với ngươi, hy vọng không cần lại rời đi nữa. Nói xong cũng không đợi Hiên Viên đại đế trả lời, thân hình thoát một cái, cũng từ biến mất tại chỗ. Ai, chỉ mong không phải thật. Thấy mọi người đều rời đi, Hiên Viên đại đế nhìn chằm chằm Thương Thiên Khớp Huyết trước mắt, cảm thán một tiếng. Không phải đế cảnh. Nghiên cứu không biết bao lâu, Nhiếp Vân rốt cục cười khổ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Muốn đột phá đế cảnh, nhất định phải tế ra đại đạo, kinh lịch thiên đạo đại kiếp, để thiên đạo thừa nhận. Cũng chính là đế kiếp, có thể vượt qua đại kiếp sống sót, lực lượng trong cơ thể mới có thể thuế biến, đạt tới đế cảnh chân chính. Đế kiếp tương đương với đối kháng toàn bộ thiên đạo, cái sau sẽ dùng hết toàn lực để người tu luyện không cách nào thông qua. Chính vì vậy, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh không biết bao nhiêu, nhưng đại đế chân chính số lượng lại thưa thớt. Đế kiếp, có thể nói đại kiếp lợi hại nhất. Trước kia ở Phù Thiên Đại Lục tấn cấp trải qua thiên kiếp tới so sánh, là cách biệt trời đất. Vô số cường giả xuất trá phong vân, vô số nhân vật anh hùng, đều không chống đỡ được đại kiếp, vĩnh viễn vượt không ra một bước cuối cùng kia. Chính vì vậy, đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện đại đế mới. Đế cảnh dễ dàng đạt tới như vậy, sao toàn bộ thần giới ít đại đế như vậy? Không được thiên đạo tán thành, đại đạo này không thể tùy tiện thi triển ở thần giới, nếu không, rất dễ dàng dẫn tới hạo kiếp, bị thiên đạo nghiền thành bột phấn. Đại đạo dung hợp, thoạt nhìn thực lực tăng lên, trên thực tế, lại tương đương với hạ thấp. Rõ ràng đế cảnh khó đến, cũng hiểu tình huống của mình trước mắt, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Lúc đầu bản thân còn có thể bỏ diễm hỏa đại đạo, hàn băng đại đạo vào giới vực dung hợp, để thực lực tăng nhiều. Nhưng bây giờ, hai đại đạo dung hợp kia hình thành đại đạo mới, mặc dù đại đạo này ngư bức rối tinh rối mù, lại không thể bỏ vào giới vực dung hợp, càng không thể lấy ra, tương đương với thực lực héo rút. Chuyện này là sao? Lúc trước dung hợp giới vực, có y đạo, thôn phệ, huyễn, tiên âm, kiếm đạo, tường thủy. Toàn bộ thi triển ra, sức chiến đấu đuổi sát hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm. Nhưng bây giờ, mất đi diễm hỏa mà nói, lực lượng trực tiếp giảm lớn. Thực lực khôi phục trước khi không có dung hợp khôi lỗi đại đạo. Nói cách khác, sức chiến đấu rơi mất không chỉ một lần. Này cũng tốt rồi, người ta tu luyện thực lực gia tăng, tệ nhất cũng có thể duy trì, ta tu luyện lại rơi mất tu vi. Cái sự tình gì? Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi dung hợp đại đạo, uy lực càng lớn, nhưng hắn không dám lấy ra sử dụng, dù sao liên lụy vấn đề thiên đạo, bằng vào thực lực bây giờ, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thật muốn bị thiên đạo để mắt tới, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Bất quá, nếu như có thể tiến vào địa phương không bị thiên đạo phát hiện, thực lực chẳng khác nào tăng lên không ít, cho dù gặp cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, chỉ sợ cũng có thể chiến một trận. Mặc dù lần tu luyện này tu vi tương đương giảm xuống, nhưng Nhiếp Vân lại không có quá nhiều thất lạc. Đại đạo mới này, không cách nào sử dụng ở thần giới, nhưng ở địa phương thiên đạo quản hạt không tới, tỉ như trong kiếm linh cốc, liền có thể tùy ý sử dụng. Một khi sử dụng được, chỉ sợ cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng có thể chiến một trận. Dù sao, đây là một đại đạo mới tinh, chỉ cần thu hoạch được thiên đạo tán thành, kinh lịch đế kiếp, liền có thể đột phá trở thành đại đế. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được đồ vật, tiếp tục tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo. Lắc đầu. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu. Mặc dù thành công dung hợp hai đại đạo, nhưng hắn không dám tùy tiện lại đi thí nghiệm. Dung hợp đại đạo càng nhiều, thực lực của hắn rơi càng lợi hại. Lại nói, càng dễ dàng bị thiên đạo phát hiện,
Muốn dung hợp, phải đến thực lực chân chính của hắn đạt tới thâu thiên tá thọ, lại không cách nào đột phá lại nói. Không dung hợp đại đạo, trước mắt hắn cần làm nhất đúng là tìm kiếm các loại bảo vật cùng đại đạo truyền thừa, tăng lên lý giải đối với những đại đạo khác, gia tăng uy lực của giới vực dung hợp. May mắn triệt để luyện hóa vạn giới vũ y, sáp nhập vào phượng hoàng chi dực để tốc độ chạy trốn tăng nhiều. Nếu không, thực lực bây giờ tham gia vạn giới động thiên thí luyện, thật không biết là phúc hay họa. Lần tu luyện này ngoại trừ thực lực giảm xuống, cũng không phải không có một chút tin tức tốt, chỉ ít triệt để luyện hóa vạn giới vũ y, để tốc độ của hắn tăng lên, coi như thực ở trong vạn giới động thiên bị bọn người đa ba vây công, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Không đến mức quá bị động. Nhiếp Vân rời thế giới nạp vật, một lần nữa về đến trong phòng. Sau khi dung hợp đại đạo, giấu ở trong thế giới nạp vật, không sử dụng là không thể nào bị phát hiện. Hiện tại tu vi của Nhiếp Vân, một là đột phá hoàng cảnh, mới có thể có tăng lên càng lớn, hai là tìm kiếm đại đạo truyền thừa, ba là bảo vật tương quan tới đại đạo. Những vật này rất khó tìm, hắn tạm thời không trông cậy vào, đột phá cũng không phải thời cơ tốt nhất, khoảng cách giới vực hoàn mỹ còn kém không ít, nghĩ nghĩ, chỉ có thể tạm thời không đi tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không tu luyện, cả người liền nhàn rỗi. Bất quá, hắn cũng không chịu ngồi yên, nương theo Nguyên Dương Đế Quân nói ra thân phận của hắn, thân phận đệ tử của thần nông vang dội toàn bộ thần giới, vô số nghi nan tạp chứng đều chạy tới, xếp hàng chờ hắn trị liệu. Trị liệu chứng bệnh, hành y tế thế cũng là việc nằm trong phận sự của hắn, nên không chối từ. Thời gian còn dư lại, rất nhanh đều dùng cho chữa bệnh. Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử bị thiệt lớn, trong khoảng thời gian này không biết đang làm gì, cũng không tìm phiền toái. Khả năng bọn hắn cũng biết Phổ Thiên Đại Đế đã trở về, không dám làm quá phận, bị Đại Đế phát hiện. Mặc kệ bọn hắn căn cứ vào cái gì cân nhắc, không có làm ầm ĩ, cũng không còn tìm phiền toái, để hắn nhẹ nhõm không ít. Trong khoảng thời gian này Nhữ Hạ Vương Tử tựa hồ nhận lấy kích thích, không ngừng tu luyện, cơ hồ không có tới đây. Hai lần cạnh tranh, cái gì cũng không được, danh vọng của hắn dần dần dao động, nếu như không tăng thêm tốc độ tu luyện, chỉ sợ kế thừa đại vị sẽ không còn hắn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh thì đến thời gian vạn giới động thiên mở ra. Vạn giới động thiên là hậu nhân của cửu đế ở Vân Châu thành thí luyện, thuộc về sự tình cao tầng, ngoại giới biết không nhiều, cũng không có gây nên quá nhiều oanh động. Biết thí luyện sắp bắt đầu, Nhiếp Vân sớm chuẩn bị không ít thứ, cũng tinh tế phân chia đồ vật trộm được từ chỗ Lưu Mộc, Đa Ba, lúc này mới bay ra y quán, thẳng tắp bay về phía địa điểm ước định. Vạn giới động thiên cụ thể ở nơi nào không ai biết, chỉ biết là mỗi lần tiến đến, đều là Phổ Thiên Đại Đế tự mình đưa vào. Cũng chính là chỗ người tham gia thí luyện tập hợp, ngay ở Phổ Thiên Hoàng Cung. Cách Hoàng Cung còn không xa, Nhiếp Vân đình chỉ phi hành, đi bộ tới. Như vậy cũng là tôn kính đối với Phổ Thiên Hoàng Triều. Nhiếp huynh, Nhiếp huynh. Dọc theo đường cái mới đi được vài bước, sau lưng có một tiếng la dồn dập vang lên, lập tức một bóng người sốt ruột chạy tới. Nhiếp huynh, chúng ta đã gặp mặt qua, còn có thể nhớ không? Bóng người vừa đến trước mặt liền thờ hồn hển hỏi. Trác Dương, tiểu thiếu gia của Trác Quốc công gia, ta làm sao không nhớ kỹ? Nhiếp Vân nở nụ cười. Người trước mắt này cũng không đặc biệt, chính là Trác Dương lúc trước vừa mới đến Vân Châu Thành thì nhìn thấy. Gia hỏa này là hảo hữu đáng tin của Diệp Đào, đúng là hắn mang mình đi Thúy Ngọc Cát, cũng bởi vậy quen biết Diệu Âm tiên tử, lĩnh ngộ tiên âm đại đạo. Hắc hắc, ta liền biết Nhiếp huynh không quên ta, nhân sinh tam đại thân thiết, thứ nhất cùng leo qua cửa sổ, thứ hai ở trên chiến trường, thứ ba măm măm kỹ nữ. Chúng ta chỉ ít cùng một chỗ qua cái thứ ba, tình nghĩa huynh đệ có thể nghĩ. Trác Dương như rất quen thuộc, cười nói. Khụ khụ. Nhiếp Vân lảo đảo một cái. Chơi gái muội muội ngươi. Ta là theo ngươi đi Thúy Ngọc Các nghe âm nhạc, chuyện gì cũng không làm có được hay không? Nói như ngươi, truyền đi giống như ta việc ác bất tận vậy. Đang muốn giải thích một câu, chỉ thấy Trác Dương đi vào trước mặt, vỗ bả vai, ánh mắt xa xăm nhìn về phương xa. Nói thật, lần thứ nhất gặp mặt ta đã cảm thấy Nhiếp huynh không tầm thường. Gặp mặt một lần liền được Diệu Âm tiên tử lưu ở khuê phòng, phần đãi ngộ này, tiện sát người bên ngoài. Nhìn thấy con hàng trước mắt này, một mặt nghĩa chính liêm tử, Nhiếp Vân biết hắn khẳng định nghĩ tới địa phương khác, trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Nhiếp huynh, đừng nóng giận, ta nói chính là ngươi. Khụ khụ, tài hoa, để cho người ta hâm mộ. Nhìn ra sắc mặt đối phương không tốt, Trác Dương vội vàng giải thích. Không giải thích còn tốt, vừa giải thích, Nhiếp Vân xém chút nằm xuống. Tài hoa, ngươi lầm thời biên gia. Ý tứ của ngươi rõ ràng không phải là tài hoa có được hay không? Tài hoa cần phải bỉ ổi như vậy sao? Hôm nay vạn giới động thiên mở ra, ngươi cũng muốn tham gia. Biết gia hỏa này là người như vậy, Nhiếp Vân cũng lười so đo, lắc đầu, nghi ngờ nhìn qua. Hôm nay là thời gian vạn giới động thiên mở ra, tới đều là thanh niên tài tuấn tham gia thí luyện, con hàng này từ nơi nào nhô ra? Mặc dù địa vị của Trác Quốc công tôn sùng,
một trong 12 công tước, nhưng so sánh với cửu đế vẫn kém nhiều lắm, không có cửu đế đề cử, hẳn là không tham gia được. Vạn giới động thiên. Không có loại thí luyện này chỉ nhằm vào cửu đế, ta nào có tư cách. Trác Dương lắc đầu. Ta cũng không có tốt số như tiểu tử Diệp Đào kia, có hậu nhân của đại đế coi trọng. Vậy, không đến tham gia vạn giới động thiên, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi không biết. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của hắn, Trác Dương sững sờ. Biết cái gì? Lần này đến phiên Nhiếp Vân kỳ quái. Vạn giới động thiên là hôm nay mở ra, bất quá ở trước khi mở, bệ hạ phát ra chiêu cáo, hôm nay xác lập thái tử. Sau khi thí luyện kết thúc, sẽ kế thừa hoàng vị. Tin tức lớn như vậy, chín đại thế lực đều phái người tới chúc mừng, ngươi không phải không biết chứ? Trác Dương nháy con mắt. Tin tức này toàn bộ Vân Châu Thành đều oanh động, kẻ trước mắt này cũng không phải người ngoài hành tinh, làm sao có thể tin tức gì cũng không rõ ràng. Ta, Nhiếp Vân cười khổ. Hắn còn thật không biết. Những ngày nay ngoại trừ bế quan chính là trị bệnh, trừ cái đó ra cơ hồ không cùng những người khác trao đổi, chuyện phát sinh ở Vân Châu Thành làm sao biết được. Xác lập thái tử là ai, có biết không? Trong lòng kỳ quái vì sao Phổ Thiên Đại Đế sẽ đột nhiên xác lập thái tử như vậy, nhưng Nhiếp Vân vẫn không nhịn được hỏi. Hiện tại tiếng hô lớn nhất có 3 cái, Đa Ba, Lưu Mộc cùng Nhữ Hạ, 3 người này giao phong nhiều năm, từ trong rất nhiều vương tử trổ hết tài năng, đi ra danh khí to lớn. Mình và Nhữ Hạ vương tử liên hợp, từng hứa hẹn giúp hắn tranh thủ thái tử vị. Nhưng Phổ Thiên Đại Đế nhanh như vậy xác lập thái tử, lập tức làm rối loạn tiết tấu của hắn. Nếu như tối nay xác lập, ngược lại có thể dùng các loại thủ đoạn vạn ngã Đa Ba, Lưu Mộc, còn không có phòng bị liền xác lập thái tử. Sao nhanh như vậy? Nhữ Hạ lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện lớn như vậy, vì sao không nói với mình một tiếng? Phải biết một khi xác lập, lại muốn phản bác liền khó khăn, nếu như không phải Nhữ Hạ, bản thân khẳng định cũng phải bị liên lụy, phiền phức không nhỏ, làm không cẩn thận liền bị bức rời Vân Châu Thành. Đương nhiên, rời Vân Châu Thành với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Mục đích tới nơi này là quan sát vạn giới, lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo. Chỉ cần có thể tiến vào vạn giới động thiên, hết thảy đều giải quyết, về sau đi con đường nào còn chưa biết. Còn chưa nói, chỉ nói để cho các tuổi trẻ tài tuấn của 12 phủ công tước chúng ta đến đây xem lễ. Rốt cuộc là ai, Phổ Thiên Đại Đế sẽ ở hiện trường tự mình tuyên bố. Cũng ban cho hắn quyền lợi vô thượng. Trác Dương lắc đầu. Mặc dù nghi thức xác lập thái tử đã sớm truyền ra, nhưng thái tử là ai, bệ hạ coi trọng cái nào trong 3 người Đa Ba, Nhữ Hạ, Lưu Mộc, này còn không rõ ràng, cũng không có tin tức truyền ra. Bất quá tin tức tổng hợp, khả năng lớn nhất là Đa Ba vương tử, tiếp theo là Lưu Mộc, về phần Nhữ Hạ vương tử, nghe nói, khả năng không lớn. Nói ra tin tức mình biết. Những tin tức này có đến từ trên phố, cũng có đến từ Hoàng Cung, bất quá không phải hoàn toàn chính xác. Đa Ba vương tử khả năng lớn nhất. Sắc mặt của Nhiếp Vân khó coi. Đáp ứng Nhữ Hạ không hoàn thành ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là Đa Ba cùng mình có thù. Hơn nữa không đội trời chung, thật muốn để hắn lên làm thái tử. Bản thân khẳng định không có một ngày tốt lành. Trước không quan tâm những chuyện đó, hắn lên làm thái tử cũng không có khả năng lập tức xuất thủ đối phó ta. Chỉ cần sống qua vạn giới động thiên thí luyện, thực lực tiến thêm một bước, liền ai cũng không e ngại. Trong lòng Nhiếp Vân âm thầm nghĩ. Đúng vậy, nghe nói trước mấy ngày, đại đế tự mình triệu Đa Ba vương tử vào hoàng cung, nói hơn một canh giờ, đương nhiên, cụ thể nói cái gì thì không ai biết, lại hiện ra ân sủng rất lớn. Trác Dương thân là hậu duệ của 12 phủ công tước, đối với chính trị thiên sinh mẫn cảm, như thời khắc mấu chốt này, Đa Ba vương tử được đơn độc chiêu vào hoàng cung, chỉ cần người có tâm liền có thể đoán ra đại khái. Khả năng thực sự rất lớn. Nhiếp Vân thở dài, đồng thời có chút buồn bực. Đã biết mấy ngày ngay ở Vân Châu Thành, lại không giống như vài ngày trước, tiến vào tiểu thế giới độc lập, làm sao lại không có người nói với mình chứ? Nhữ Hạ vương tử nản lòng thoái chí, bởi vì mình không có hỗ trợ thành công, sinh lòng oán hận, không nói với mình ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là chuyện lớn như vậy, sao Nguyên Dương đế quân cũng không nói một câu? Đúng, ở trong mắt đại đế, đây nhất định không phải là sự tình lớn gì. Hoàng triều ở trong mắt bọn hắn vốn có cũng không sao, bọn hắn đã siêu thoát thiên đạo, ngoại vật đối bọn hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Sau khi Đa Ba vương tử rời cung, có động tác gì không? Trong lòng bất đắc dĩ, vẫn không nhịn được hỏi. Chỉ bằng vào triệu tiến hoàng cung, còn không thể xác định Đa Ba vương tử có thể trở thành thái tử, có lẽ còn có những biến cố khác thì sao? Không có bất kỳ động tác gì, sắp trở thành thái tử, đương nhiên phải khiêm tốn một chút. Những ngày qua vô số quyền quý bái phòng, cũng đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay cả người của 12 phủ công tước cũng không tiếp kiến. Trác Dương nói. Nhiếp Vân gật đầu. Nếu quả thật muốn xác lập Đa Ba vương tử là thái tử, vậy đích xác phải khiêm tốn một chút, văn thư xác lập còn không có xuống, liền tiếp đãi thế lực khắp nơi, chọc giận đại đế, được không bù mất. Bệ hạ cũng tự mình tiếp kiến Đa Ba,
vì sao còn nói Lưu Mộc Vương tử cũng có khả năng? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân cảm thấy có chút không đúng, nhịn không được hỏi. Phổ Thiên Đại Đế tự mình tiếp đãi Đa Ba Vương tử, rất nhiều tin tức đều rất rõ ràng, vì sao còn nói Lưu Mộc Vương tử cũng có khả năng? Chỉ có Như Hạ khả năng không lớn. Cái kết luận này từ đâu đến? Bệ hạ không có tiếp kiến Lưu Mộc Vương tử, bất quá Nguyên Dương đế quân chuyên môn tìm hắn, ở đế quân phủ trọn vẹn gần một ngày. Trác Dương nháy nháy mắt. Người cũng biết, quan hệ của đế quân cùng bệ hạ, sự tình thái tử, chỉ cần đế quân mở miệng, bệ hạ tất nhiên sẽ không phản bác. Nhất là đế quân tiếp kiến Lưu Mộc Vương tử, ở sau bệ hạ triệu kiến Đa Ba Vương tử, sự tình liền làm người ta khó nắm lấy. Về phần Nhữ Hạ Vương tử, ai cũng không có triệu kiến, gần đây cũng không có biểu hiện đột xuất gì. Nhất là tranh đoạt tầm hướng châm, vạn giới vũ y đều không thành công, chỉ sợ bệ hạ đã thất vọng với hắn. Đế quân triệu kiến. Đối với Trác Dương phán đoán Như Hạ Vương tử, Nhiếp Vân không thèm để ý, chỉ là kỳ quái, Doãn Duyên huynh tìm Lưu Mộc Vương tử cần làm chuyện gì? Cường giả đế cảnh sớm đã siêu thoát, theo lý thuyết sẽ không so đo cái gọi là vương hầu hưng suy, hắn lại cùng Nguyên Dương đế quân ở chung qua một đoạn thời gian, biết rõ cách làm người của hắn, vô duyên vô cớ sẽ không lẫn vào việc nhỏ như vậy. Đã như vậy, vì sao lại ở thời khắc mấu chốt này triệu kiến Lưu Mộc Vương tử? Chẳng lẽ thật có ý để hắn làm thái tử? Kỳ thật ai làm thái tử cùng Trác Quốc công phủ chúng ta không quan hệ, thời điểm tam đại vương tử cạnh tranh, chúng ta chưa bao giờ phụ thế lực nào, cho nên không tồn tại các loại vấn đề chèn ép. Trác Dương nói, 12 phủ công tước ban đầu ở lúc tam đại vương tử cạnh tranh, từng có một chút sớm thần phục tân quân, mà Trác gia bọn hắn, một mực giữ mình trong sạch, vô luận ai làm lên thái tử. Đối với bọn hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn về phía đối phương. Ta có chút không hiểu muốn hỏi Trác huynh một chút, không biết có thể giúp ta giải đáp hay không? Nhiếp huynh nói gì vậy, chỉ cần ta biết, biết gì nói nấy. Thấy hắn thận trọng như vậy, Trác Dương cười hắc hắc. Thân là đại đế, tuổi thọ vô hạn, Phổ Thiên Đại Đế ở trong rất nhiều đại đế bài danh phía trên. Dựa theo đạo lý, hắn trưởng khống hoàng triều mới có thể bảo trì vạn thế bất diệt, vì sao lại muốn chuyển vị? Hơn nữa, coi như Đa Ba Vương tử hoặc Lưu Mộc Vương tử người nào trở thành hoàng đế. Bằng vào thực lực bây giờ của bọn hắn, liền thật có thể hiệu lệnh quần hùng, làm cho tất cả mọi người bội phục sao? Chuyện này là hắn một mực kỳ quái. Đại đế tuổi thọ vô hạn, thực lực của Phổ Thiên Đại Đế lại cường thịnh, vì sao muốn thoái vị? Bọn người Đa Ba Vương tử bất quá hoàng cảnh viên mãn, cho dù kế thừa đại vị, loại thực lực này cũng không còn biện pháp hiệu lệnh thiên hạ, để bát đại thế lực khác cảm thấy e ngại. Dù sao thần giới hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện. Không có đạt tới đế cảnh, giống như sâu kiến không có gì khác biệt. Không nói cái khác, một khi thế lực đối phương phái một vị đại đế tới đánh lén, chỉ sợ vị tân hoàng đế này ngay cả sức phản kháng cũng không có, sẽ bị trực tiếp diệt sát. Hoàng đế bị giết, quân tâm đại loạn. Phổ Thiên Đại Đế không thể để cơ nghiệp mình tân tân khổ khổ tạo dựng lên, gặp được nguy hiểm như vậy. Vì sao bệ hạ muốn thoái vị? Ta cũng không biết. Về phần tân hoàng đế làm sao hiệu lệnh quần hùng? Trác Dương nói đến đây liền nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý, lặng lẽ thấp giọng. Ta nghe nói có loại đồ vật gọi đế vương ấn. Đế vương ấn? Ân, đây là vật chỉ hoàng đế bệ hạ mới có, tương đương với ngọc tỷ, chỉ cần lên làm hoàng đế khống chế thứ này, coi như gặp được đại đế, cũng không thể giết chết. Đương nhiên, khống chế thứ này có thể có thực lực như thế nào, ta cũng không biết. Trác Dương nhỏ giọng nói. Đại đế cũng không cách nào giết chết. Thì ra là thế. Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nên có thể nghĩ tới, Phổ Thiên Hoàng Triều thân là một trong 9 đại thế lực, bên ngoài liền có được 10 vị đại đế, nhiều đại đế như vậy ủng hộ, luyện chế ra 1-2 kiện pháp bảo lợi hại, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Đi thôi, nghi ngờ trong lòng tiêu trừ. Nhiếp Vân không có lo nghĩ, đi theo sau lưng Trác Dương đến Hoàng Cung. Thời gian không dài, một cung điện nguy nga xuất hiện ở trước mắt. Tòa cung điện này cẩn thận nói đến cũng không cao lớn lắm, so với những cung điện trước kia hắn thấy thậm chí còn hơi không bằng. Nhưng còn chưa đi vào, liền cho người ta một loại áp lực cường đại, để cho người kìm lòng không được nhận rõ bản thân, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đây không phải vấn đề kiến trúc cung điện, mà bên trong đang ngồi là Phổ Thiên Đại Đế, để cho người từ sâu trong nội tâm sinh ra kính sợ. Trong thần giới đại đế có thể xếp top 5, coi như không phát uy, không động thủ, cũng cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này trước cung điện, đã tới không ít người, cửu đế, bát vương, cao tầng của 12 phủ công tước cơ hồ đều tới. Nhiều năm như vậy cũng không xác lập, làm sao lại đột nhiên muốn tuyên bố, đây không khỏi quá nhanh đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai biết, tâm tư của bệ hạ không phải chúng ta có thể đoán được. Các ngươi nói đến cùng thái tử sẽ là ai? Cái này còn cần đoán sao? Đương nhiên là Đa Ba Vương tử, những năm này hắn triển lộ ra năng lực quản lý cùng năng lực thống soái,
ở trong rất nhiều hoàng tử nhất chi độc tú, không cần nghĩ, nhất định là hắn. Ta xem không giống, ta ngược lại cảm thấy là Lưu Mộc Vương tử. Nghe nói Lưu Mộc tinh thông khôi lỗi đại đạo, muốn nói về sau ai có thể siêu thoát, hắn khả năng lớn hơn Đa Ba Vương tử một chút. Cũng phải, bọn hắn thân là vương tử, trong cơ thể có được huyết mạch thôn vệ tinh thuần, Phổ Thiên Đại Đế vẫn còn, muốn thông qua loại đại đạo này đột phá, khẳng định là không thể nào, chỉ có thể dựa vào dung hợp hoặc đại đạo khác. Khôi lỗi đạo thuộc về đại đạo thời kỳ thượng cổ, hiện tại đã thất truyền, cũng không có đại đế đối ứng, hắn nhờ vào đó đột phá, cũng không phải là không được. Trong đám người từng cái sắc mặt nghiêm túc lặng lẽ phỏng đoán. Hậu nhân đại đế, có được huyết mạch tinh thuần, mặc dù có thể làm cho tu vi của bọn hắn nhanh chóng tăng lên, nhưng lại lưu cho bọn hắn rất nhiều hạn chế. Tu luyện đại đạo của đại đế đột phá, bọn hắn làm ít công to, tốc độ cực nhanh, nhưng khuyết điểm chính là không cách nào đột phá đại đế. Thành tựu cao nhất cũng chỉ là thâu thiên tá thọ cảnh. Trừ khi lại phụ tu một môn hoặc nhiều môn đại đạo, hình thành giới vực dung hợp. Đương nhiên, tu luyện đại đạo khác, thiên phú của bọn hắn sẽ yếu rất nhiều. Bất quá bởi vì vấn đề thân phận, các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, đơn thuần tu luyện, tốc độ vẫn nhanh hơn tán tu không ít. Tài pháp kỹ, trong tu luyện tài xếp thứ nhất, đủ thấy địa vị. Nhữ Hạ Vương tử, đây là có chuyện gì? Biết hoàng đế còn không có triệu kiến, Nhiếp Vân Trác Dương cũng không gấp tiến vào cung điện. Giống như đám người canh giữ ở bên ngoài, thời gian không dài, một bóng người đi tới, Nhiếp Vân nhịn không được tiến lên. Chính là Nhữ Hạ Vương tử. Thời khắc này Nhữ Hạ Vương tử một mặt cười khổ, tựa hồ không có hào khí như trước. Ta cũng không biết, bất quá. Ta đoán chừng không có hy vọng gì rồi. Biết hắn hỏi có ý tứ gì, Nhữ Hạ Vương tử lắc đầu. Cái này, thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Vân nhíu mày một cái. Nhữ Hạ Vương tử không có hy vọng, xem ra thực sự là Đa Ba hay Lưu Mộc. Nếu như vậy, những ngày an nhàn của mình cũng chấm dứt. Nhiếp Vân cùng Nhữ Hạ Vương tử đi rất gần, lại thêm đoạn thời gian trước, đại náo Đa Ba Vương phủ, Lưu Mộc Vương phủ, để hai người mất thể diện, thật muốn cầm quyền, làm sao có thể không báo thù. Nếu như trước đó không biết đế vương ấn, vẫn không cảm giác được đến cái gì, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, đối phương muốn giết mình cũng không dễ dàng như vậy, nhưng có đế vương ấn lại khác. Hắn có Viêm Hoàng Điện, cũng không dám chắc có thể từ trong tay đại đế đảo mệnh, đế vương ấn lại có thể làm được. Nói rõ thứ này không kém Viêm Hoàng Điện chút nào. Viêm Hoàng Điện chỉ là thần binh đế cảnh phòng ngự, nếu đế vương ấn là tính tiến công, vậy thì thật sự trốn không thoát. Vạn giới động thiên nhất định phải tiến vào, thực sự không được khi thí luyện kết thúc, trực tiếp đào tẩu là được. Trong lòng Nhiếp Vân ngầm hạ quyết định, đây không phải Nhữ Hạ Vương tử sao? Sao thấy không quá cao hứng? Ban đầu ngươi không phải rất lợi hại sao? Một trong tam đại vương tử, không ai bì nổi. Chậc chậc, làm sao hiện tại ỉu xìu như vậy? Trước đó vài ngày cũng rất ngông cuồng, dọa đến chúng ta lời cũng không dám nói. Ngươi xem hiện tại, hắc hắc, uy phong của ngươi đâu rồi? Trong lòng đang suy tư, bên tai vang lên thanh âm đùa cợt, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng hai công tử. Hai người kia thoạt nhìn 20 tuổi, thực lực đều không thấp, hoàng cảnh đỉnh phong. Phối hợp một thân quần áo đắt tiền, khí độ cao cao tại thượng, có phần hấp dẫn ánh mắt. Hôm nay ta không muốn gây chuyện, các ngươi cũng không cần chọc ta. Nghe được đối phương châm chọc, Nhữ Hạ Vương tử sầm mặt lại. Ai nha, rất phách lối chớ chọc ngươi. Hắc hắc, ngươi còn tưởng rằng là trước kia. Hiện tại Đa Ba Điện Hạ sắp trở thành thái tử, kết cục của ngươi như thế nào, không phải không biết. Như vậy còn dám cường hoành với chúng ta. Thật không biết ngươi có đầu óc hay không. Là bột nhão sao? Hắn có khả năng còn ôm hy vọng có một ngày có thể thành hoàng đế, muốn làm hoàng đế, cũng phải nhìn ngươi có cái số ấy không. Trong số mệnh không có. Chỉ có thể là nằm mơ ban ngày. Hai người lần nữa nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Các ngươi, Nhữ Hạ Vương tử siết nắm đấm, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại không khỏi thở dài. Đổi lại trước kia, những người kia nào dám nói với bản thân như vậy. Nhất định là nhìn thấy mình không có hy vọng, lúc này mới cố ý như thế, tới bỏ đá xuống giếng. Chúng ta thế nào? Người quý ở tự biết mình, chúng ta thì có. Cùng là vương tử, chúng ta biết không có mệnh đế vương, nên sẽ không đi tranh. Không giống ngươi, không biết trời cao đất rộng, rõ ràng không có mệnh như thế. Còn muốn tranh đoạt, hiện tại tốt rồi, chờ Đa Ba Điện Hạ trở thành thái tử. Ta thật hiếu kỳ, không biết sẽ xử lý ngươi như thế nào. Ta cảm thấy nhất định sẽ gọt sạch tước vị vương gia, đuổi ra Vân Châu Thành. Chỉ là đuổi ra Vân Châu Thành. Cái này, có chút quá đơn giản. Đơn giản? Đương nhiên không đơn giản, vương tử rời Vân Châu Thành liền chết nhiều lắm. Ai biết hắn rời đi nơi này còn có thể sống bao lâu? Hai người kẻ sướng người họa, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Nhữ Hạ Vương tử híp mắt lại, trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết bọn hắn nói là thật. Hắn và bọn người Đa Ba Vương tử cạnh tranh nhiều năm,
Được làm vua thua làm giặc, một khi thất bại, đối phương nhất định sẽ dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất để cho mình sống không bằng chết. Đuổi mình ra Vân Châu Thành, sau đó phái người vụng trộm chém giết, không phải nói chuyện giật gân, mà là khẳng định có thể làm được. Nhữ Hạ huynh, hai vị này cũng là vương tử. Thấy Nhữ Hạ vương tử bị nhục, Nhiếp Vân lắc đầu đi tới. Vị vương tử này gần đây cùng mình đi gần, là không thể phủ nhận. Vũ nhục hắn, cũng tương đương đang đánh mặt mình. Bọn họ là hai vị vương tử Duyên Hoắc, Trinh Tường, chó săn trung thực của Đa Ba. Nhữ Hạ vương tử khẽ nói. Há, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Nhiếp Vân Nhiếp huynh, lúc đầu nghe nói ngươi là thần nông truyền nhân, để cho ta cảm thấy thật cao to. Nhưng đáng tiếc, chọn sai đường, đã chọn sai người, đi theo phế vật bất thành khí này, ta sợ tân hoàng đăng cơ, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu. Một y đạo đại sư, lại muốn tham dự đoạt vị, không phải tìm phiền toái sao? Không có một ngày tốt lành qua, cũng là gieo gió gặt bão. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình mắt mù. Nhìn thấy Nhiếp Vân, Duyên Hoắc, Trinh Tường nhận ra được, lần nữa nở nụ cười. Nhiếp Vân cùng Nhữ Hạ vương tử đi gần, chỉ cần tham dự đoạt vị đều biết, đã không tính là bí mật gì. Hai vị nói rất hay, có đạo lý, ta không phản bác được. Đối mặt bọn hắn châm chọc đùa cợt, Nhiếp Vân cũng không nổi giận, mà mỉm cười. Mặc dù khả năng Nhữ Hạ vương tử trở thành thái tử không lớn, nhưng vẫn còn dám tham dự đoạt vị, các ngươi cũng là vương tử, lại chỉ có thể trốn ở đằng sau người khác làm chó vẫy đuôi. Ta ngược lại muốn biết, rốt cuộc là ai đáng buồn. Được làm vua thua làm giặc, chí ít Nhữ Hạ huynh phấn đấu cạnh tranh qua, trong lịch sử ghi chép cũng sẽ có một bút, mà các ngươi thì sao? Nhiều nhất chỉ là ở phía sau vẫy đuôi mà thôi, các ngươi cảm thấy người khác sẽ nhớ sao? Về phần ta kết giao bằng hữu với ai, còn không đến phiên các ngươi quản. Trong mắt người khác, vương tử điện hạ có khả năng thân phận cao quý, nhưng trong mắt ta, không bằng chó má. Cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta, ở chỗ này, người khác không dám động thủ, nhưng ta lại không nhất định. Nói đến đây, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn hai người một chút, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt mang theo hàn khí. Nhữ Hạ vương tử cố kỵ quá nhiều, có khả năng không dám động thủ, nhưng hắn khác biệt. Dù sao Đa Ba, Lưu Mộc ai làm thái tử, hắn đều không chiếm được hảo cảm. Đã như vậy, làm gì để cho mình bị ủy khuất? Cùng lắm thì xảy ra chuyện tình Nguyên Dương đế quân. Chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức kinh động phổ thiên đại đế, để hắn tự mình xuất thủ. Ai nha, rất trăng bức. Chớ chọc ngươi. Ta liền chọc giận ngươi thì thế nào? Ngươi dám động thủ, nơi này là ngoài hoàng cung, ngươi dám động thủ thử một chút xem. Đã sớm nghe nói ngươi người này không biết tốt xấu, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, thật đúng là không biết phải trái. Chúng ta đều là vương tử, có được tước vị, ngươi một thầy thuốc nho nhỏ, tôn trọng ngươi xưng một tiếng đại sư, không tôn trọng. Ngươi cẩu thí cũng không tính. Dám trang bức ở trước mặt chúng ta, lá gan không nhỏ. Nghe được Nhiếp Vân nói, Duyên Hoắc, Trinh Tường đồng thời cười một tiếng, lạnh lùng không nói ra được. Trong mắt bọn hắn, tên trước mắt này, bất quá là một lang băm mà thôi, địa vị gì cũng không có, vương cảnh nho nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ba. Hai người đang chế giễu, muốn triệt để đả kích Nhữ Hạ vương tử cùng Nhiếp Vân, bất quá, lời còn chưa dứt, đồng thời cảm thấy trên mặt đau đớn kịch liệt, hai cái tát thanh thúy vang lên. Duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện chẳng biết lúc nào thiếu niên vừa rồi nói chuyện đã xuất thủ, hai người không có chút phòng bị, đồng thời bị tát một cái, khuôn mặt in năm dấu tay, hết sức lóa mắt. Ngươi, muốn chết. Đường đường vương tử bị người đánh mặt, Duyên Hoắc, Trinh Tường lập tức cảm thấy lửa giận vọt tới mặt, da đầu bỗng nhiên nổ tung. Hai người bất kể nói thế nào cũng là vương tử, thân phận không thấp, giờ phút này lại là thủ hạ của Đa Ba vương tử, đang ở thời điểm nhân sinh đắc ý nhất, bị một cái tát quất rơi xuống đất, cả người cũng sắp điên rồi. Nhất là nhìn thấy biểu lộ của mọi người chung quanh, hận không thể lập tức nghiền xương thiếu niên trước mắt thành tro. Ta muốn ngươi chết. Duyên Hoắc vương tử lao đến Nhiếp Vân. Mới vừa rồi bị đánh, bất quá là đối phương đánh lén, hắn đường đường hoàng cảnh đỉnh phong, lại có thôn phệ giới vực nhất phẩm. Thực lực như thế không có khả năng ngay cả một vương cảnh viên mãn cũng đánh không lại. Còn chưa tới đến trước mặt, thiếu niên lại quất qua một tát. Lại dám ra tay. Xem ta thu thập ngươi như thế nào. Thấy đối phương còn dùng chiêu số giống trước, Duyên Hoắc vương tử cười lạnh, muốn thi triển thân pháp mạnh nhất tránh thoát, thân thể khẽ động, lúc này mới phát hiện, không khí chung quanh giống như bị bàn tay của đối phương cầm giữ, cả người cứng ngắc tựa như băng điêu. 3. Lần này cái tát càng thêm thanh thúy, dưới nhục nhã mãnh liệt, Duyên Hoắc vương tử mắt tối sầm. Ngã trên mặt đất, ngươi, chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng, một cỗ lực lượng đặc thù xông vào não hải, muốn nói cái gì, nhưng một lời chưa nói xong, liền ngất đi. Duyên Hoắc vương tử bị đánh ngất xỉu. Một cái tát đánh hoàng cảnh đỉnh phong Duyên Hoắc vương tử bất tỉnh. Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Ai cũng không nghĩ đến thiếu niên này ở ngoài hoàng cung cũng dám động thủ, hơn nữa còn đánh bất tỉnh một vị vương tử. Lá gan quá lớn. Trước kia chỉ biết Nhiếp Vân này y đạo kinh người, không nghĩ tới thực lực cũng khủng bố như vậy. Vương cảnh viên mãn tiện tay đánh ngất xỉu hoàng cảnh đỉnh phong giới vực nhất phẩm, đây là thật sao? Ở ngoài hoàng cung công nhiên tập kích vương tử, đã phạm vào tội lớn. Người đâu, bắt lấy hắn. Nhìn thấy đồng bọn của mình Duyên Hoắc vương tử bị tát ngất đi, mặt mũi mất sạch. Trinh Tường vương tử sắp điên rồi, vội vàng lên tiếng giống to, nhìn quanh hai bên, tìm kiếm hộ vệ. Thực lực của hắn tương đương Duyên Hoắc vương tử, cái sau ngay cả một cái tát cũng không chịu đựng nổi đã bị đánh bất tỉnh. Hắn cảm thấy mình cũng không có khả năng chống được. Chờ bị đánh nằm trên mặt đất chịu nhục, còn không bằng gọi người xử lý. Đánh trống gieo hò. Đang la lên, chỉ thấy thiếu niên cua cua ống tay áo, sau đó cảm thấy một cỗ khí lãng bay thẳng não hải, lập tức giống như Duyên Hoắc vương tử, nằm ngang trên mặt đất. Đa Ba vương tử trở thành thái tử, với hắn mà nói đã là tin tức xấu nhất, giận nhiều không sợ ngứa, dù sao quan hệ không có cách nào điều hòa. Trước trừng trị hai cấp dưới của hắn lại nói, về phần có thể khiến Phổ Thiên Đại Đế không cao hứng hay không, có Nguyên Dương Đế quân Trung Hòa, vấn đề không lớn. Lại nói, đường đường Đại Đế, cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt mình. Hai vị vương tử nằm trên mặt đất, chúng nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, phát hiện binh sĩ xung quanh hoàng cung yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như căn bản không quản chiến đấu bên này. Vạn giới động thiên mở ra, giữa các thanh niên tài tuấn mâu thuẫn rất nhiều, loại tranh đấu không thương tổn phong nhã, không xuất hiện vấn đề lớn này, là không có người quản. Hai người này cũng là đáng đời, coi như như hạ vương tử đoạt vị thất bại, cũng là một đời hào kiệt, tìm hắn gây sự, không bị đánh mới là lạ. Xem ra bọn họ là muốn đập mông ngựa của Đa Ba vương tử, kết quả vỗ tới vó ngựa. Coi như vuốt mông ngựa, cũng phải tìm đối tượng, Nhiếp Vân này là người nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần nông đại đế truyền nhân, ngạo khí đâu phải nhỏ, coi như chuyện này truyền đến trong tai bệ hạ, cũng nói không ra lý. Phải, mặc dù thần nông đại đế đã sớm vẫn lạc, nhưng hắn lấy y nhập đạo, khoáng thế cứu người, thâm thụ kính yêu, nghe nói năm đó bệ hạ cũng nhận qua ân huệ của hắn. Đừng nói truyền nhân của hắn bị nhục phản kháng, coi như giết hai vị vương tử này, đoán chừng cũng sẽ không nói nhiều. Đúng vậy, chỉ có thể nói hai người kia ngốc, đụng phải cái đinh, tìm ai phiền phức không tốt, lại nhất định phải tìm hắn. Thấy cảnh này, các tài tuấn tham gia vạn giới động thiên thí luyện đều cảnh giác, trong những người không thể chọc lại nhiều thêm một vị. Đa tạ. Nhữ hạ vương tử biết Nhiếp Vân xuất thủ là vì duy trì mặt mũi của hắn, ánh mắt lộ ra ý cảm kích. Khách khí. Nhiếp Vân lắc đầu. Nói thật là mình có chút có lỗi với đối phương. Lúc trước nếu không phải mình kéo hắn xuống nước, giả mạo hoàng tử, đối phương không đến mức lọt vào Đa Ba, Lưu Mộc liên thủ chèn ép, đến bây giờ ngay cả tư cách cạnh tranh thái tử cũng không có. Trước khi tham dự đoạt vị ta liền biết, có thắng có bại, hoàng vị chỉ có một, loại tình huống này ta sớm liền nghĩ đến, cùng Nhiếp huynh không có bất cứ quan hệ nào. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, như hạ vương tử nói. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân lần nữa lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu tham dự đoạt vị, liền phải nghĩ đến có thể sẽ thất bại, đây là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật không cần đám người nói, Phổ Thiên Đại Đế thật muốn xác lập thái tử, hắn cũng biết sẽ không lựa chọn Nhữ Hạ. Tranh đoạt tầm hướng châm, vạn giới vũ y liên tục thất bại, những ngày này bị Đa Ba, Lưu Mộc liên tục chèn ép đến thế lực rút nhỏ không ít, đã không có khả năng cạnh tranh với hai người kia. Yên tâm đi, coi như không thành được thái tử, ta cũng sẽ thành công đột phá Thâu Thiên Tá Thọ, thậm chí bay thẳng cảnh giới trong truyền thuyết. Trong mắt Nhữ Hạ vương tử quang mang chớp động, niềm tin trước đó khôi phục lần nữa. Bệ hạ triệu kiến chư vị, mời vào. Ngay thời điểm hai người nói chuyện với nhau, thái giám bên người Phổ Thiên Đại Đế chẳng biết lúc nào đi ra, mở đại môn hoàng cung. Đi. Bệ hạ sắp tuyên bố thái tử, một khi tuyên bố xong, lại đứng vào hàng sẽ trễ, tốt nhất để cho Đa Ba điện hạ nhớ kỹ chúng ta. Muốn hắn nhớ kỹ, biện pháp tốt nhất chính là tặng quà, Phổ Thiên hoàng triều chúng ta cũng không kiêng kỵ. Sau khi tiến vào hoàng cung, còn có một đoạn thời gian, ta xem không bằng đưa viên Trấn Hải Linh Châu kia của gia tộc. Trấn Hải Linh Châu, đó là chí bảo của gia tộc. Chí bảo tính là gì, chỉ cần Đa Ba điện hạ kế thừa đại vị, còn sầu bảo vật không chiếm được sao? Cũng phải, mau mau chuẩn bị đi. Hoàng cung mở ra, đám người biết thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, cả đám đều ngầm hạ quyết định sớm chuẩn bị. Mặc dù cách thời gian tuyên bố thái tử không lâu, nhưng trước lúc này hiệu chung cùng sau khi tuyên bố hiệu chung đưa đến hiệu quả là không giống nhau. Trong đó Đa Ba vương tử tiếng hô lớn nhất trở thành đối tượng mà đám người chú ý. Nhiếp huynh, mới vừa rồi ngươi có chút lỗ mãng. Đám người nối đuôi nhau mà vào, Nhiếp Vân cùng Nhữ Hạ đang tiến lên, một thanh niên đi tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chính là Diệp Đào. Nhiếp Vân vừa đến liền náo loạn mâu thuẫn, hắn thậm chí còn không kịp khuyên can.
Hai vương tử này là chó săn trung thực của Đa Ba vương tử. Một khi Đa Ba trở thành thái tử, khẳng định sẽ thi hành một chút biện pháp. Ta sợ ngươi đứng mũi chịu sào. Diệp Đào lo lắng nói. Hắn cũng từ trong gia tộc tranh đấu đi tới, biết những thủ đoạn dơ bẩn này. Không sao cả. Biết hắn lo lắng cái gì, Nhiếp Vân cười khoát tay. Xác lập thái tử thì sao, chỉ cần không trở thành hoàng đế, không có cầm tới đế vương ấn, liền không đáng để lo. Nếu như ở vạn giới động thiên hắn ngoan ngoãn tham gia thí luyện ngược lại cũng thôi, thật muốn tìm bản thân phiền phức, không ngại tìm cơ hội chém giết. Thấy hắn không thèm quan tâm, Diệp Đào không nói thêm lời. Hoàng cung không cao lớn lắm, đi qua một hành lang liền tiến vào chính điện. Đi vào mới phát hiện bên trong cực kỳ rộng lớn, hẳn là bố trí một loại trận pháp không gian nào đó, chừng mấy chục cây số, ở giữa nhất là một ngai vàng to lớn, không có một ai, Phổ Thiên Đại Đế còn chưa tới. Tiến vào cung điện, nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ an tĩnh lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy vị trí phía trước nhất, dòng người cuồn cuộn, lộ ra rất náo nhiệt. Xuyên thấu qua đám người, Nhiếp Vân thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đứng ở phía trước chính là Đa Ba vương tử, giờ phút này rất nhiều thế gia, đại thần, công tước đều thừa cơ nịnh nọt, đưa lên các loại bảo vật. Trở thành thái tử, sớm chúc mừng, không tính hối lộ, không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Mộc vương tử đứng ở một bên khác, đám người thiếu một vòng lớn, rất rõ ràng không cùng đẳng cấp. Những người này thật là gia lực. Trương Minh Huyền Trương Thái Phó kia, trước mấy ngày còn chuyên môn chạy đến phủ đệ của ta, nói triệt để hiệu chung, không nghĩ tới vừa nghe nói thái tử muốn xác lập, hy vọng của ta không lớn. Liền lập tức đi bên Đa Ba. Kia là Ngụy Nhân Hoàng Ngụy Chủ Bộ, từng ở phủ của ta 10 năm, năm đó trong nhà hắn thảm ngộ diệt tộc, là ta vì hắn báo thù, không nghĩ tới bây giờ cũng đầu phục người khác. Kia là Hoàng Siêu, xem như chư hầu một phương, lúc ấy chỗ của hắn ma tu thành hoạn, cũng là ta phái người tiêu diệt, mới để cho hắn chiếm được địa vị hôm nay. Cùng chung hoạn nạn có thể, một khi cảm thấy ngươi không được, rất dễ dàng làm phản. Nhữ Hạ Vương Tử cũng nhìn thấy tình huống bên cạnh hai người Đa Ba, thở dài lắc đầu. Người vây quanh ở bên cạnh Đa Ba Vương Tử cùng Lưu Mộc Vương Tử, Nhiếp Vân không biết, hắn lại có thể nhận ra, rất nhiều đều là thuộc hạ của hắn, mà bây giờ, thái tử còn chưa xác lập ra, liền từng cái chủ động cách xa mình, hiệu trung tân quân. Trước kia vô luận đi đến nơi nào, đều có không ít người vây lại, liều mạng nịnh bợ, mà bây giờ, lại giống như trên người hắn có ôn dịch, cả đám đều rời xa, sợ dính dáng tới. Há, Nhữ Hạ, ngươi đã đến, ngươi lại dám đến. Đang cảm khái, một thanh âm không lạnh không nóng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Ba vương tử chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt. Lúc này Đa Ba vương tử đắc chí vừa lòng, kiêu ngạo như phá hải chi long, trên người tràn đầy uy nghiêm của đế vương. Đứng ở giữa đám người ủng hộ, tựa như mặt trăng trong đêm tối, sặc sỡ lóa mắt. Đa Ba, lần này tính ngươi thắng, bất quá cũng không có gì phải đắc ý, muốn nhục nhã ta, không có cửa đâu. Nhữ Hạ vương tử khoát tay chặn lại. Nhục nhã ngươi? Ngươi nghĩ nhiều, chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể làm như vậy? Đa Ba vương tử cười cười. Bất quá, những năm này ngươi để ta không ít phiền phức, ta cũng sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó từng kiện tính với ngươi rõ ràng. Nói xong những thứ này, con mắt của Đa Ba vương tử rơi vào trên người Nhiếp Vân, nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Nhiếp huynh, ân tình của ngươi đối với ta, ta một mực nhớ kỹ, chờ có cơ hội tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp. Báo đáp ta? Nếu muốn báo đáp, nói về sau thì hơi lâu. Tựa hồ không nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, Nhiếp Vân cười cười. Ta vừa rồi thấy ngươi thu không ít lễ vật, không bằng coi như báo đáp, hiện tại đưa cho ta đi. Làm càn. Ngươi tính là cái gì, dám nói như vậy với điện hạ. Muốn lễ vật. Ta xem ngươi là đầu heo ngu muội, hay đầu óc biến thành bột nhão. Điện hạ bất quá cùng ngươi thuận miệng nói, lại coi là thật sao. Nghe được Nhiếp Vân nói, Đa Ba vương tử còn chưa mở miệng, liền nghe được chung quanh mắng mỏ, đám người trước đó nịnh bợ Đa Ba đều phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, đồ vật của thái tử điện hạ cũng dám muốn, người này không khỏi quá không biết trời cao đất rộng đi. Nhiếp huynh thật biết nói đùa. Đa Ba vương tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến Nhiếp Vân có thể nói như vậy, trên mặt u ám. Chuyện này để hắn nhớ tới thời điểm tranh đoạt vạn giới vũ y, gia hỏa này cũng như vậy, nghe không ra ý ở ngoài lời, thuận sườn núi leo lên, để cho mình xém chút nghẹn thành nội thương. Xem ra không thể cùng gia hỏa này nói ẩn ý, nếu không tức giận chỉ có bản thân. Ta không có nói đùa, nếu như Đa Ba vương tử không bỏ được coi như xong, dù sao vương tử luôn am hiểu lấy oán trả ơn. Nhiếp Vân khoát tay. Ngươi! Đa Ba vương tử xém chút tức đến thổ huyết, giờ mới hiểu được đấu võ mồm với người trước mắt này là chuyện ngu xuẩn dường nào. Hắn mới vừa nói chỉ là nói mát, cái gọi là ân tình, là chỉ ý tứ báo thù, kết quả lại trở thành bản thân lấy oán trả ơn. Đáng giận! Hắn và đối phương mâu thuẫn, chỉ có hai người lòng dạ biết rõ, ngoại nhân không biết, vừa nói như vậy. Giống như hắn đường đường vương tử thiếu người ân tình không nguyện ý trả vậy. Tốt, không cần ngươi nói, ta
ta hiểu, ta thì ân ngươi lớn như thế, không nguyện ý báo coi như xong, dù sao ta cũng không quan tâm, chỉ không biết có ân không báo, đối với thái tử vị của ngươi có ảnh hưởng hay không? Về sau coi như thành kẻ thống trị phổ thiên hoàng triều, truyền đi có chỗ bẩn hay không? Nhiếp Vân một mặt không sao cả nói. Bớt ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi, giữa chúng ta căn bản không có bất luận ân tình gì có thể nói. Thấy đối phương càng nói càng hồ đồ, Đa Ba Vương tử biết tùy ý đối phương nói tiếp, bản thân sẽ càng ăn thiệt thòi, làm không cẩn thận còn sẽ gánh vác tội danh vong ân phụ nghĩa, nhịn không được vung tay khẽ nói. Không có ân tình. Lập tức liền không thừa nhận, vừa rồi không phải nói ân tình của ta đối với ngươi, muốn ngày sau báo đáp sao? Thay đổi nhanh như thế, ta sợ coi như ngươi trở thành thái tử, cũng sẽ uy nghiêm mất sạch, để cho người ta cảm thấy không có thành tín. Nhiếp Vân nhướng mày nói. Ngươi, ta trước đó nói ân tình, là nói mát, ý tứ là có thù. Đa Ba Vương tử vốn không muốn giải thích, thấy hắn nói tiếp, danh tiếng của mình sẽ bị làm thối, đành phải cắn răng nói. Có thù. Vương tử nói đùa, ta thực không nhớ nổi giữa chúng ta có thù hận gì, không biết vương tử điện hạ có thể nói tỉ mỉ cho ta một chút hay không? Nhiếp Vân mỉm cười nhìn qua. Đa Ba Vương tử siết chặt nắm đấm. Kẻ trước mắt này chạy đến hang ổ của hắn vừa ăn trộm vừa đánh người, chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hiện tại chính là thời điểm xác lập uy tín, làm sao có thể nói ra miệng. Nhưng không nói ra miệng, đối phương lại muốn hỏi mình rốt cuộc thiếu hắn ân tình gì. Lúc đầu đắc chí vừa lòng, dự định tới diễu võ dương oai, làm cho đối phương sợ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ nói một câu liền bị người bẫy, không biết trả lời như thế nào. Bệ hạ giá lâm, đang thời điểm trong lòng nổi giận, không biết trả lời như thế nào, thái giám lần nữa hô lên. Nghe được thanh âm này, đám người nghị luận đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó nhìn thấy một trung niên nhân cao lớn đi nhanh tới. Phổ Thiên Đại Đế, bái kiến bệ hạ. Đám người đồng loạt quỳ xuống đất. Đứng lên đi. Hôm nay để chư vị đến đây là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, xác lập thái tử, kế thừa đại thống của Phổ Thiên Hoàng Triều. Thứ hai, mở ra vạn giới động thiên thí luyện, để chư vị tài tuấn cảm thụ khí tức vạn giới, sớm ngày có chỗ đột phá. Phổ Thiên Đại Đế ngồi ở trên hoàng vị, tùy ý khoát tay áo. Thân là đại đế, không có quá nhiều thời gian. Liền đi thẳng vào vấn đề. Tốt, bây giờ tiến hành chuyện thứ nhất, xác lập thái tử. Phù Ung, tuyên đọc thánh chỉ đi. Phổ Thiên Đại Đế nhìn lão thái giám khoát tay áo. Vâng, bệ hạ. Lão thái giám đi lên phía trước. Lão thái giám này thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, gần đất xa trời, trên thực tế tất cả mọi người trong điện đều biết, thực lực của người này chí ít đã đạt tới thâu thiên tá thọ. Căn cứ lịch sử ghi chép, hoàng triều vừa mới thành lập, hắn liền hầu bên cạnh bệ hạ. Hiện tại hoàng triều đã duy trì không dưới ức vạn năm lại còn sống, thực lực mạnh có thể nghĩ. Soạt, lão thái giám Phù Ung lấy ra một tờ thánh chỉ, từ từ mở ra, phía trên chữ viết màu vàng, chiếu rọi cả tòa đại điện, mang theo uy nghiêm đặc hữu của đại đế. Mặc dù những thánh chỉ này chỉ là vật liệu phổ thông làm thành, nhưng Phổ Thiên Đại Đế tự mình viết, ẩn chứa lĩnh ngộ của đại đế đối với đại đạo, để cho nó biến hóa thành bảo vật vượt qua thần binh hoàng cảnh viên mãn. Cường giả đại đế lưu lại chữ, chính là vô thượng chí bảo. Phụng thiên thừa vận, bệ hạ chiếu viết, nay xác lập thái tử, kế thừa đại thống. Lão thái giám chậm rãi nói, thanh âm như hồng trung, vang vọng toàn bộ cung điện. Thái tử là... Nói đến đây, dừng lại một chút. Đa Ba Vương tử nhìn Nhiếp Vân, nhíu hạ một chút, cười lạnh một tiếng, không kiềm hãm được tiến về phía trước một bước. Đám người trong đại điện cũng đều tập trung ánh mắt ở trên người hắn, tràn đầy hâm mộ và tôn kính. Thái tử là... Nhiếp Vân. Thanh âm của lão thái giám kết thúc, cười nhìn qua. Nhiếp Vân điện hạ, mời tiếp chỉ đi. Nghe được không hắn, trong nháy mắt Đa Ba Vương tử cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi, xém chút không có ngất đi. Tất cả dấu hiệu không phải đều cho thấy là hắn sao? Trước mấy ngày bệ hạ còn chuyên môn tìm hắn, hỏi tới yếu lĩnh trị quốc, hắn tự nhận là trả lời rất tốt, làm sao? Biến thành người khác? Chờ chút. Nhiếp Vân. Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ, bệ hạ đã biết hắn là con ruột của mình? Nghĩ đến điểm này, toàn thân Đa Ba Vương tử phát lạnh, thân thể cứng ngắc như khối băng. Không chỉ Đa Ba Vương tử cứng đờ, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, điên rồi. Sao là hắn? Hắn là thần nông truyền nhân. Không phải vương tử, lại không có huyết mạch hoàng thất, vì sao để hắn làm thái tử? Không nghe lầm chứ? Một người nghe lầm ngược lại cũng thôi, nhiều người như vậy làm sao có thể nghe lầm? Yên tâm đi, bệ hạ làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn. Đám người từng cái con mắt trợn tròn, đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Nhiếp huynh, giống như, thái tử là ngươi. Diệp Đào cũng cảm thấy cả người điên rồi. Nhiếp huynh này là hắn đưa đến Vân Châu Thành, thân phận thần nông truyền nhân cũng rất đáng ngạc nhiên, làm sao? Đột nhiên biến thành thái tử. Thật hay giả?
Lão thiên gia, không cần chơi ta như vậy. Diệp Đào nổi điên, Như Hạ cũng kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm biết thân phận chân thật của thiếu niên trước mắt này. Chính vì vậy mới ở Tử Tâm Tháp giúp hắn, không tiếc đối kháng Đa Ba, Lưu Mộc. Lần này sắc phong thái tử, vốn cho rằng sẽ sắc lập Đa Ba, không nghĩ tới thân phận của hắn bị bệ hạ biết. Như vậy thì tốt, chí ít hắn trở thành thái tử, so với Đa Ba thì tốt hơn nhiều, không cần lo lắng bị trả thù nữa. Ta, những người khác nghe được tin tức này nghe ra như phỗng, không rõ ràng cho lắm, trong đầu Nhiếp Vân càng rối tinh rối mù, làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế nào lại là ta? Bọn người Đa Ba, Như Hạ có khả năng không biết, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đó căn bản là không thể nào. Bởi vì, hoàng tử như hắn, là giả. Nếu như Phổ Thiên Đại Đế không biết ngược lại cũng thôi, lần trước lúc gặp mặt, rõ ràng nói bản thân giả mạo hoàng tử của hắn. Tại sao lại đột nhiên sắc phong mình làm thái tử? Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cũng cảm thấy sắp hôn mê. Hắn nghĩ tới thái tử có thể là Đa Ba, có thể là Lưu Mộc, có thể là Nhữ Hạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là mình. Lập một hoàng tử giả làm thái tử. Phổ Thiên Đại Đế muốn làm gì? Thái tử Điện Hạ, mời tiếp chỉ đi. Thời điểm Nhiếp Vân cổ quái, thái giám phụ đi tới mấy bước, đưa thánh chỉ tới. Ta! Thấy dáng vẻ của lão thái giám, Nhiếp Vân biết đối phương khẳng định không có lầm. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem, quả nhiên thấy phía trên viết tên của mình. Chữ viết Long Phi Phượng Vũ. Mang theo đại đạo đặc thù, để cho người ta xem xét liền say mê trong đó. Chỉ bằng vào điểm ấy liền biết không phải người khác tùy tiện viết, mà là thủ bút của Phổ Thiên Đại Đế. Phổ Thiên Đại Đế tự mình sắc phong bản thân là thái tử. Chúc mừng thái tử điện hạ. Nhữ Hạ vương tử phản ứng đầu tiên. Thân phận của ngươi vẫn bị bệ hạ phát hiện, trở thành thái tử là chuyện đương nhiên. Thân phận? Thân phận gì? Một bên Diệp Đào nhịn không được hỏi. Thân phận Nhiếp Vân là hoàng tử, chỉ có bọn người Nhữ Hạ, Đa Ba biết. Vì phòng ngừa tung ra ngoài, bọn hắn còn chuyên môn hạ phong khẩu lệnh, mặc dù Diệp Đào rất quen Nhiếp Vân, cũng không biết. Thái tử Điện Hạ trên thực tế chính là vị hoàng tử bệ hạ tìm kiếm nhiều năm kia. Nhữ Hạ nói, thanh âm của hắn không có che lấp, đám người trong điện vốn đang tràn đầy nghi ngờ, nghe nói như thế lập tức sững sờ. Bệ hạ bốn phía phái người tìm kiếm hoàng tử, tất cả mọi người ở đây đều biết, cũng biết vị hoàng tử này tìm không thấy tung tích. Làm sao cũng không nghĩ đến sớm liền đi tới Vân Châu Thành. Đồng thời thông qua thân phận của đệ tử thần nông xông ra danh khí lớn như vậy. Hắn là hoàng tử mà bệ hạ tìm kiếm. Khó trách bệ hạ sắc lập hắn làm thái tử. Ai, Đa Ba, Lưu Mộc, Nhữ Hạ cạnh tranh nhiều năm, kết quả không nghĩ tới con ruột của bệ hạ đã trở về. Tất cả cố gắng của bọn hắn đều biến thành nước chảy. Thân sinh cốt nhục của bệ hạ trở thành thái tử, ta không có một chút ý kiến, đây là phải. Tiếng nói của Nhữ Hạ kết thúc, toàn bộ đám người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Phổ Thiên Đại Đế dụng tâm lương khổ. Hắn là hoàng tử. Duyên Hoắc vương tử cùng Trinh Tường vương tử trước đó bị đánh bất tỉnh, trải qua cứu chữa tỉnh lại vừa đi vào cung điện liền nghe được tin tức này, liếc nhau, cảm thấy mắt tối sầm, xém chút nữa ngất đi. Gia hỏa một mực bị bọn hắn không nhìn chúng lại là cốt nhục duy nhất của Phổ Thiên bệ hạ, hoàng tử trong truyền thuyết, hiện tại trở thành thái tử. Biết sớm như vậy, cần gì làm chim đầu đàn, hiện tại tốt rồi, bị thái tử chán ghét, cuộc sống sau này chỉ sợ không có cách nào qua. Không chỉ Duyên Hoắc, Trinh Tường hối hận sắp thổ huyết. Đám người trước đó tặng lễ cho Đa Ba vương tử xém chút không chết ở tại chỗ. Vốn cho rằng sớm đưa ra chí bảo, xem như quy hàng, nằm mơ cũng không nghĩ đến Đa Ba tiếng hô lớn nhất không trở thành thái tử, ngược lại ra hỏa bị bọn họ chế giễu, lại đoạt được vị trí này. Sớm biết như thế, còn chăng cái gì, sao không chờ kết quả đi ra lại nói. Hiện tại tốt, bảo bối tương đương bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Tin tức sắc phong vừa ra, mấy nhà vui mấy nhà sầu, tuy những cái này đều không phải trọng điểm Nhiếp Vân chú ý. Nhiếp Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Phổ Thiên Đại Đế, tràn ngập nghi hoặc. Vị đại đế này rõ ràng biết mình là hoàng tử giả mạo, vì sao còn muốn truyền hoàng vị cho mình? Thái tử xác lập, hiện tại tiến hành chuyện thứ hai, mở ra vạn giới động thiên. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Phổ Thiên Đại Đế cũng không trả lời, mà vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ cung điện, lập tức một cánh cổng ánh sáng cự đại xuất hiện ở trước mắt. Đi, vạn giới động thiên đi vào trước, có thể được chỗ tốt, đi vào chậm, chỉ có thể ở sau người khác. Động tác nhanh lên. Một khi vị trí tốt bị người chiếm, cũng chỉ có thể xếp hàng, đi mau. Nhìn thấy môn hộ xuất hiện, rất nhiều tài tuấn tham gia thí luyện không dám ngừng, từng cái vội vàng tiến lên. Nhiếp Vân cũng không xông vào, mà tiếp tục nhìn về phía Phổ Thiên Đại Đế, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được giải thích. Thí luyện kết thúc, ta sẽ giải thích cho ngươi, cố gắng tu luyện đi, tranh thủ có chỗ đột phá. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, một đạo ý niệm truyền tới. Cảm nhận được cỗ ý niệm này,
Nhiếp Vân biết đối phương chắc chắn sẽ không nói bây giờ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, cùng bọn người Nhữ Hạ, Diệp Đào đi đến môn hộ. Đang đi tới, trong lòng hơi động, nhìn thấy một ánh mắt hung dữ nhìn qua. Đa Ba Vương tử. Giờ phút này, hắn như sư tử đói mấy ngày, cả người sắp điên cuồng rồi. Vốn cho rằng hắn là thái tử, thậm chí chuẩn bị kỹ càng gieo hò. Kết quả lại như vậy. Cái này rất giống như hắn để mặt dưới đất liên tục bị người đánh vài chục lần, lại hung dữ đạp cho mấy cái, đường đường vương tử tiếng hô lớn nhất cũng sắp sống không nổi. Tuy trong lòng phẫn hận, nhưng hắn tự hồ cũng biết đối phương đã là thái tử, không thể phản bác, ánh mắt thu liễm, thẳng tắp đi đến môn hộ, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Xem ra lần luyện tập này cũng không dễ vượt qua. Nhiếp Vân lắc đầu, coi như đối phương không dùng ánh mắt như thế nhìn mình, hắn cũng biết đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Tuy mâu thuẫn giữa hai người không đến mức bất cộng đái thiên, lại cũng kém không nhiều, một khi mình trưởng khống thực quyền, giết chết hắn là tất nhiên. Đa Ba khẳng định cũng biết điểm ấy, trước sinh tử thành bại khẳng định sẽ liều một lần. Nếu như ở trong thí luyện có thể chém giết mình, cái gọi là thái tử cũng thành lời nói suông. Nếu không thành công, đứng trước hắn vẫn như cũ là chết. Xem ra Phổ Thiên Đại Đế sớm biết những cái này, lúc này mới cố ý ở trước khi tiến vào thí luyện sắc lập ta làm thái tử. Nhiếp Vân cảm thấy áp lực. Sớm không lập, muộn không lập, hết lần này tới lần khác ở trước khi tiến vào thí luyện xác định, rất rõ ràng để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như chỉ là Đa Ba ghi hận hắn cũng thôi, Lưu Mộc Vương Tử, trước đó sớm thần phục hai người. Chỉ sợ đều sẽ trở thành địch nhân của mình. Những người này mỗi một cái đều là hậu nhân của đại đế, có thủ đoạn đếm không hết, một người đối bính nhiều người như vậy. Biện pháp duy nhất là có thể chạy được bao xa thì chạy. May mắn luyện hóa được vạn giới vũ y, tốc độ chạy trốn gia tăng, nếu không, thật không dám tham gia thí luyện. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Vân theo sát bọn người Nhữ Hạ, Diệp Đào đi vào môn hộ. Lần thí luyện này liên lụy hắn có thể tấn cấp giới vực hoàn mỹ hay không, không đi không được, tuy còn không có đi vào liền tạo nên không ít địch nhân, nhưng giờ phút này không thể lui lại. Môn hộ tương tự trước đó tiến vào vạn giới vũ y thí luyện, thông hướng một không gian khác, thân thể lắc lư mấy cái, Nhiếp Vân liền thấy tràng cảnh trước mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện ở trong một thế giới bao la. Cái thế giới này cùng hỗn độn hải dương lúc trước có chút cùng loại. Bốn phía khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu nồng đậm, từng thế giới cự đại trôi nổi, giống như từng cái bọt khí. Liếc mắt qua, Nhiếp Vân biết, những bọt khí này mỗi một cái là một hỗn độn thế giới hoàn chỉnh, trình độ to lớn thậm chí vượt qua hỗn độn hải dương hắn sinh trưởng. Khí tức thật hùng hậu. Nhìn xem những bọt khí trôi nổi này, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên. Hiện tại thế giới nạp vật của hắn thiếu khuyết chính là cái này, chỉ cần cho đầy đủ hỗn độn thế giới, hoàn toàn có thể lột xác đến trình độ thần giới. Chỉ cần thế giới nạp vật lột xác thành công, đại đạo còn thừa bởi vì dung hợp, sẽ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu như 3.000 đại đạo đều có thể tăng lên, cuối cùng toàn bộ dung hợp cùng nhau, rất có thể sẽ trở thành giới vực hoàn mỹ chân chính, thuận lợi trùng kích hoàng cảnh. Thái tử điện hạ, thí luyện hết thảy 3 tháng, thời gian rất dài, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm thế giới cảm ngộ. Nhữ Hạ Vương tử đi tới, hạ giọng nói. Hắn cùng bọn người Đa Ba tranh đấu nhiều năm, biết đối phương ý tưởng gì, nếu như cùng những người này ở chung một chỗ, sợ rằng sẽ lâm vào trong chiến đấu không ngừng nghỉ. Đã như vậy, còn không bằng nhanh rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù sao vạn giới động thiên ẩn chứa vô số hỗn độn thế giới. Tùy tiện tìm một cái chui vào, đối phương chưa hẳn có thể tìm được. Tốt, biết ý nghĩ của hắn, Nhiếp Vân gật đầu. Cũng không phải hắn sợ bọn người Đa Ba đánh lén, mà là hỗn độn thế giới cách gần hắn nhất đều có chút nhỏ, coi như luyện hóa, tác dụng cũng không lớn, còn không bằng tìm kiếm khắp nơi. Nhiếp Vân, tiến vào vạn giới động thiên, đại đế cũng không thể quan sát, hiện tại ngươi không chết thì ta vong. Mấy người đang muốn rời đi, liền nghe một tiếng la lên phẫn nộ, ngay sau đó một đạo đao quang đi ngang qua mà đến. Giống như có thể cắt nát thế giới. Gia hỏa này. Nhìn thấy đao quang huy hoàng như vậy, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Vốn cho rằng Đa Ba Vương tử có thể nhịn một đoạn thời gian mới động thủ, nằm mơ cũng không nghĩ đến môn hộ vừa đóng, liền trực tiếp ra tay. Đao quang này tập hợp tất cả lực lượng của hắn, thực lực hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm hoàn mỹ phát huy ra, còn chưa tới trước mặt, liền để toàn bộ hỗn độn hải dương vỡ tan, xuất hiện một vết rách cự đại. Trốn. Biết ngạnh kháng chiêu này, tất nhiên lâm vào khổ chiến không ngừng nghỉ. Nhữ Hạ Vương tử kéo bọn người Nhiếp Vân, Diệp Đào một phát, lật tay một cái phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Răng rắc, bóp nát phù lục. Bọn người Nhiếp Vân Diệp Đào chỉ cảm thấy một đạo bạch quang bao phủ, không gian trước mắt chuyển đổi. Sau một khắc, đã xuất hiện ở bên ngoài không biết bao nhiêu dặm. Chuyển không phù, di chuyển không gian tức thời, đưa người đến một nơi khác,
giống như di thiên phù lục ở phù thiên đại lục, chỉ bất quá càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt có thể để người ta chuyển di ức vạn dặm, không thể nhận ra. Chuyển không phù, liên lụy lực lượng không gian, cường giả đại đế mới có thể luyện chế, mỗi một tấm đều cực kỳ quý giá, giá trị liên thành, mặc dù Nhữ Hạ thân là vương tử, e là loại phù lục này cũng sẽ không quá nhiều. Nhữ Hạ huynh thật bạo tay. Nhiếp Vân không khỏi than thở. Ăn cắp hai nhà Đa Ba, Lưu Mộc, tuy hắn có không ít bảo vật, nhưng không có loại chuyển không phù này, trình độ quý giá của vật này, tương đương với một cái mạng, chỉ cần không gặp phải cường giả đế cảnh, liền có thể ung dung rời đi. Mới vừa gia nhập vạn giới động thiên, cái gì cũng không làm, Nhữ Hạ vương tử liền dùng một tấm, không thể không nói rất bạo tay. Đương nhiên, cũng biết đối phương là vì hắn. Thái tử như hắn là bỗng dưng mà đến, trong triều không có bất kỳ thế lực, một khi lên làm hoàng đế, sẽ lập tức đụng vào lợi ích của vô số người. Tuy người thí luyện lần này đều là hậu nhân cửu đế, nhưng vẫn có rất nhiều người liên lụy vào vòng xoáy chính trị, không cách nào tự kiềm chế. Vì lẽ đó, vừa nãy một khi bị Đa Ba vương tử cuốn lấy, tất nhiên sẽ gặp phải vô số người vây công, có Viêm Hoàng Điện tự vệ, muốn giết chết mình rất khó, nhưng bị nhốt ở bên trong, không có cách nào di động, mục đích tới thí luyện cũng mất đi ý nghĩa. Như vậy rời đi, tuy tương đương với đào tẩu, nhưng thành công bảo tồn lực lượng. Mục đích của đối phương tới đây còn có một phần lớn là thí luyện, không thể vĩnh viễn cùng nhau đuổi theo, đã như vậy, lần thứ hai gặp gỡ, thì có cơ hội đột phá từng cái. Đáng ghét, a đáng ghét. Bọn họ rời đi, nơi sâu xa vang lên âm thanh điên cuồng rít gào của Đa Ba vương tử. Vạn giới động thiên không biết bao lớn, một khi bọn họ đào tẩu, lại muốn tìm được, không biết muốn năm nào tháng nào, thậm chí sẽ bởi vậy mất đi cơ hội kích giết. Chúng ta bị chuyển đến nơi nào? Trở lại bên Nhiếp Vân, Diệp Đào liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lần này cùng Nhiếp Vân rời đi có Diệp Đào, còn có vị hôn thê Vân Nhu của hắn. Vạn giới động thiên tầng tầng lớp lớp, đâu đâu cũng có hỗn độn thế giới hoàn chỉnh, không có vật cùng phương hướng làm dấu, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Trừ khi có tầm hướng châm tìm kiếm. Như Hạ vương tử nhìn một vòng, vẻ mặt khó khăn. Vạn giới động thiên hắn lý giải nhiều nhất, cũng biết nhiều nhất, chính bởi vì biết nhiều, mới biết nơi này nguy hiểm cùng khủng bố. Vạn giới động thiên không phải từ viễn cổ liền tồn tại, mà là phổ thiên đại đế liên hợp cửu đế khác, lợi dụng thủ đoạn vô thượng tìm được hỗn độn hải dương phong ấn trong đó, hình thành không gian đặc thù. Bởi vì nơi này diện tích thực sự quá lớn, lại không có ổn định như thần giới, rất nhiều nơi rõ ràng nhìn trơn nhãn như hoang dã, trên thực tế lại cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận chính là thời không loạn lưu cực kỳ nguy hiểm. Thời không loạn lưu ở nơi này không giống bên ngoài, bởi vì các hỗn độn hải dương tương tác lẫn nhau, nơi như thế này hoàn toàn không có khái niệm thời gian, không gian. Một khi tiến vào, dù cho cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không cách nào chạy ra. Hơn nữa, đâu đâu cũng có hỗn độn hải dương, cũng sinh ra vô số thần thú mạnh mẽ, rất nhiều thần thú ngang dọc hỗn độn thế giới, kết bè kết lũ, một khi đụng phải, chắc chắn phải chết. Trừ khi đạt đến cấp bậc đại đế, bằng không tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Thí luyện 3 tháng, trừ khi ở một chỗ bất động, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chính vì nguy hiểm như vậy, tầm hướng châm cùng vạn giới vũ y mới quý giá như vậy. Xác thực không tìm được phương hướng. Nhiếp Vân gật gù. Trước khi tới đây, hắn vẫn cho rằng chỉ cần là không gian, thì có phương hướng, nhắm thẳng một chỗ tiến lên, tất nhiên có thể tìm được địa điểm không giống. Giờ khắc này chân chính lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới hiểu được, loại ý nghĩ này là buồn cười cỡ nào. Cẩn thận nói đến, vạn giới động thiên thật giống như một viên cầu to lớn. Không phân đông nam tây bắc, nếu như không tìm được phương hướng, rất dễ dàng lạc lối ở bên trong, không về tới phương vị ban đầu. Cho dù dọc theo một đường thẳng tiến lên, đi tới một quãng thời gian sẽ phát hiện. Trở lại chỗ cũ, mỗi một hỗn độn thế giới đều có lực hút to lớn, lôi kéo không gian vạn vẹo, có lúc rõ ràng đi thẳng tắp, trên thực tế là uốn lượn, không có loại bảo vật như tầm hướng châm, rơi vào trong đó, sẽ như con chuột rơi vào mê cung, không công nhiễu đường, không cách nào thoát thân. Mục đích tới nơi này là quan sát hỗn độn thế giới, cảm ngộ đại đạo. Không tìm được vị trí, cùng lắm chúng ta ở phụ cận tìm một hỗn độn thế giới đi vào. Diệp Đào nói, tùy tiện tìm một cái đi vào, không thích hợp. Nhữ Hạ vương tử lắc đầu. Hỗn độn thế giới ở nơi này chia làm 3-7 loại, nếu như là hỗn độn thế giới cấp thấp, coi như đi vào, đối với chúng ta tác dụng cũng không lớn. Dù sao, cấp thấp ở bên ngoài cũng có thể mua được, hà tất chạy đến nơi đây thí luyện. Hơn nữa, chúng ta thí luyện, mục đích quan trọng nhất là lĩnh ngộ đại đạo. Quan sát hỗn độn thế giới hoàn chỉnh khẳng định vô dụng, muốn xem chính là hỗn độn thế giới bán thành phẩm, cùng với hỗn độn thế giới hình thành. Thông qua quan sát loại diễn biến khai thiên tích địa này, mới có thể càng khắc sâu hiểu rõ đại đạo, rõ ràng ý nghĩa đại đạo chân chính. Vạn giới động thiên ẩn chứa ngàn tỷ hỗn độn thế giới, những thế giới này trôi nổi ở trong hỗn độn,
nương theo thời gian chuyển rời cùng trường lực biến hóa, xuất hiện sinh ra, hủy diệt. Những người thí luyện bọn họ, lại đây quan sát chính là thế giới sinh ra hủy diệt, mà không phải thế giới hoàn chỉnh. Muốn quan sát thế giới hoàn chỉnh, còn không bằng ở thần giới, thế giới nơi này mạnh hơn cũng không thể so với thần giới. Ý của ngươi là chúng ta phải tìm thế giới vừa hủy diệt, sinh ra. Nhưng ngay cả phương hướng cũng không tìm được, thì làm sao tìm được chúng? Đi bậy bạ, ta sợ sẽ chỉ đào quanh tại chỗ. Diệp Đào cười khổ nói. Chung quanh bọn họ đều là tiểu thế giới hoàn chỉnh, hiện nay còn không nhìn thấy tân thế giới hủy diệt, sinh ra, tìm lung tung, không có phương hướng, tìm được hay không còn khó nói. Đúng vậy, thực sự không được. Chúng ta liền tìm lung tung, số may có thể đụng 1-2. Đương nhiên vận may không được, có khả năng chúng ta 3 tháng trôi qua, cũng chạm không được một cái, thí luyện cũng không còn tác dụng. Như Hạ Vương Tử cũng tỏ vẻ cười khổ. Ai, nếu như trước thí luyện ta có thể được 1 viên tầm hướng châm là tốt rồi. Không cần phải gấp. Tầm hướng châm, ta có. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân nở nụ cười, cổ tay xoay một cái, một bảo vật xuất hiện trên không trung. Tầm hướng châm hắn trộm được ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử. Ngươi có? Ngươi? Làm sao có khả năng có? Nhìn bảo vật trước mắt, con mắt của Nhữ Hạ Vương Tử trợn tròn, tràn đầy không thể tin được. Tầm hướng châm tổng cộng 3 viên, lúc trước thời điểm tỉ thí, hắn cũng không lấy được, làm sao có khả năng có? Lần trước ta đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử quấy rối, ngươi hẳn phải biết, vừa vặn nhìn thấy, liền thuận lợi cầm luôn. Nhiếp Vân cười cợt. Hắn đi phủ đệ của Đa Ba Vương Tử làm ra vụ nổ lớn, Nhữ Hạ Vương Tử biết, nhưng không biết hắn trộm không ít đồ vật của đối phương, trong đó kể cả tầm hướng châm. Ngươi, chẳng trách Đa Ba muốn giết ngươi. Nghe được như vậy, Nhữ Hạ giờ mới hiểu được cừu hận của hai người, không còn gì để nói, đồng thời không nhịn được âm thầm vui mừng lúc trước không đối nghịch hắn. Tình huống nghiêm mật ở phủ đệ của Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ tranh đấu nhiều năm là cực kỳ minh bạch. Thần giới vô cùng to lớn, muốn tìm một người, coi như đại đế cũng chưa hẳn có thể làm được, tầm hướng châm cũng không thể hoàn thành, món bảo vật này chỉ là kết hợp vạn giới động thiên mới có thể phát huy loại hiệu quả này mà thôi. Thái tử điện hạ, vừa rồi ngươi muốn tìm cái gì? Diệp Đào hỏi. Xác lập Nhiếp Vân làm thái tử, hắn cũng không dám làm càn. Chỉ là nhất thời nghĩ đến Đa Ba Vương Tử mà thôi. Nhiếp Vân cười nói. Nghĩ đến Đa Ba Vương Tử, tầm hướng châm chỉ phương hướng này, nếu như không tính thời không vặn vẹo mà nói, chúng ta bây giờ hẳn là ở phía bắc phần thiên khu. Nghe Nhiếp Vân nói muốn tìm Đa Ba Vương Tử, Nhữ Hạ Vương Tử dọc theo tầm hướng châm đi một vòng, chậm rãi nói. Phần thiên khu, vạn giới động thiên ẩn chứa vạn giới, lớn vượt quá tưởng tượng, tăng thêm không có phương hướng, rất dễ dàng để cho người ta lạc lối tìm không thấy đường về. Bởi vậy tổ tông tiến vào đây, vì càng dễ tìm đến phương vị, mới phân chia thành bát đại khu vực. Nhữ Hạ Vương Tử nói, bát đại khu vực này đều lấy hỗn độn thế giới tụ tập nhiều nhất mệnh danh, khu vực không giống, thế giới sinh diệt cũng sẽ khác biệt, diễn sinh đại đạo, quy tắc cũng khác lạ. Bát đại khu vực ta dường như nghe người trong tộc nói qua, phần thiên khu, diệt thiên khu, hóa thiên khu, liệt thiên khu. Bát đại khu vực đều có sinh diệt, đại biểu cho 3000 đại đạo dung hợp, tách rời, sinh trưởng, hủy diệt. Nghe được bát đại khu vực, Vân Nhu tựa hồ nhớ tới cái gì, nhíu mày nói. Nàng thân là hậu nhân cửu đế, coi như không tận lực tìm hiểu, đối với vạn giới động thiên cũng biết một số. Vân Nhu cô nương nói không sai. Nhữ Hạ Vương Tử gật đầu. Hỗn độn thế giới ở trong vạn giới động thiên quá nhiều, thật giống như trôi nước đặt ở trong nồi chè. Thả một hỗn độn thế giới sẽ không có vấn đề gì, nhưng số lượng nhiều đặt ở trong một cái nồi, vấn đề liền lớn. Lại thêm bản thân hỗn độn hải dương liền có tính lưu động, hỗn độn thế giới đang lưu động, rất dễ dàng đụng vào nhau. 1-2 va chạm nhiều nhất là thế giới dung hợp, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng có mấy chục cái, mấy trăm cái, thậm chí ngàn vạn cái đụng vào nhau, sẽ xuất hiện thế giới chi tâm vỡ tan, đại đạo vỡ nát. Đại đạo phá toái sẽ hình thành đại đạo mới, cũng sẽ sinh ra thế giới mới. Bây giờ chúng ta là muốn tìm thế giới như thế, cảm ngộ đại đạo, tuy không thể trực tiếp chiếm làm của riêng, nhưng cũng có thể gợi ý lĩnh ngộ lực lượng siêu việt thiên đạo. Nơi trung tâm nhất của phần thiên khu, chính là chỗ muôn vàn hỗn độn thế giới va chạm, bên trong hóa thành một biển lửa. Thiên địa giống như đốt cháy, nếu như chúng ta có thể tiến vào nơi đó, nhất định có thể lĩnh ngộ. Trong mắt Nhữ Hạ Vương Tử quang mang lấp lóe. Trung tâm phần thiên khu. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta liền đi qua. Nhiếp Vân gật đầu. Tới nơi này thí luyện, cũng là vì cảm ngộ, gia tăng thế giới nạp vật, thành tựu giới vực hoàn mỹ. Đã có chỗ như thế, tự nhiên không thể chậm trễ thời gian. Tinh thần khẽ động, trong đầu suy tư trung tâm phần thiên khu, tầm hướng châm khe khẽ xoay chuyển, chỉ một phương hướng. Cái phương hướng này cùng chỗ Đa Ba Vương Tử vừa rồi có chút gần, tuy góc độ không giống. Hiện tại bọn hắn cùng Đa Ba cách không dưới ức vạn dặm,
sai một ly đi nghìn dặm, cả hai không nghi ngờ không có khả năng ở một chỗ. Đi thôi. Tầm Hướng Châm tìm được phương hướng, mọi người theo phương hướng thẳng tắp bay đi. Nhữ Hạ Vương Tử chuẩn bị một cổ thuyền, tốc độ cực nhanh, mọi người leo lên, thân tàu phá vỡ hỗn độn, thẳng tắp vọt về phía trước. Phi hành 3 ngày 3 đêm. 3 ngày phi hành, Nhiếp Vân cũng phát hiện tình huống như Hạ Vương Tử nói, Tầm Hướng Châm phi hành một thời gian ngắn liền sẽ chuyển động, chỉ về địa phương khác. Nếu như đơn thuần theo trí nhớ cùng con mắt quan sát mà nói, Tầm Hướng Châm đi là một đường cong, thậm chí còn đi trở về đường cũ, nương theo càng chạy càng xa, đám người Nhiếp Vân mới biết, đây mới là thẳng tắp mà bọn họ nhìn bằng mắt thường, lại là đường uốn lượn. Không có Tầm Hướng Châm mà nói, đừng nói tìm được trung tâm phần thiên khu, chỉ sợ có tới trước được hay không cũng khó nói. Nhờ có Thái tử Điện Hạ cướp sạch Đa Ba Vương Tử, nếu không không có Tầm Hướng Châm, thật không biết đi như thế nào. Chúng ta còn dễ nói, hiện tại không biết Đa Ba Vương Tử thế nào, không có Tầm Hướng Châm, có thể lạc lối ở trong hỗn độn Hải Dương hay không. Bọn người Diệp Đào cảm khái. Bọn họ sẽ không lạc lối, Đa Ba Vương Tử am hiểu hợp tung liên hoành, đoán chừng hiện tại đã sớm liên hợp với Lưu Mộc Vương Tử, coi như không cùng Lưu Mộc giữ gìn mối quan hệ, cũng sẽ cùng Ma Nghiêm chung một chỗ. Hai người này có Tầm Hướng Châm, có thể giúp bọn hắn tìm được phương hướng. Nhiếp Vân nói, ta tin tưởng hắn sẽ cùng với Lưu Mộc Vương Tử, Ma Nghiêm, là sẽ không chung một chỗ. Nghe được hắn nói, Nhữ Hạ Vương Tử lắc đầu. Nhiếp Vân kỳ quái nhìn qua. Ma Nghiêm, Lưu Mộc có Tầm Hướng Châm, Đa Ba tất nhiên sẽ liên hợp với bọn hắn. Vì sao Nhữ Hạ chắc chắn Ma Nghiêm sẽ không đáp ứng như thế? Ta có một thuộc hạ là hạ nhân của Ma Nghiêm, trước khi đến truyền lại tin tức cho ta, nói là Ma Nghiêm nhận được tin tức. Vạn giới động thiên có một nơi cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa huyền bí đột phá thiên đạo, Ma Nghiêm biết rõ nơi này, căn cứ bản tính của hắn rất có thể đã tự mình đi qua, sẽ không mang người khác đi. Nhữ Hạ Vương Tử chậm rãi nói, bí mật đột phá thiên đạo, Nhiếp Vân sững sờ, đột phá thiên đạo đó chính là thành tựu đại đế, vạn giới động thiên sẽ có nơi như thế. Nếu quả thật có, ngàn tỷ năm qua, vô số người thí luyện, tại sao không có ai phát hiện, tin tức này cũng có thể là giả. Ngược lại ta không tin, nếu có huyền bí đột phá thiên đạo, phổ thiên đại đế cùng cửu đế đã sớm truyền cho hậu nhân rồi, làm sao có khả năng nhìn hậu thế biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhữ Hạ Vương Tử cười nói. Đúng vậy. Nhiếp Vân cũng gật gù. Muốn trở thành đại đế, chỉ có sáng chế đại đạo mới, vượt qua thiên đạo, khẳng định không có bí quyết, bằng không, toàn bộ thần giới cũng sẽ không có ít cường giả đế cấp như vậy. Cái gọi là bí quyết đột phá đại đế, khẳng định đều là giả dối. Không nói cái khác, nơi này thật sự có thứ này, vô số cường giả của thần giới khẳng định đều sẽ tới, không chỉ người của Phổ Thiên Hoàng Triều mới có thể tiến nhập. Vì lẽ đó, đối với cái này, Nhiếp Vân là 100% không tin. Lại nói, cái gọi là đột phá thiên đạo, đối với tu vi của hắn bây giờ nói còn có chút quá sớm, bây giờ mục đích của hắn chỉ là giới vực hoàn mỹ, chỉ có ngưng tụ giới vực hoàn mỹ mới có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Còn đám người Ma Nghiêm, bây giờ mình còn không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tự nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm. Đừng suy nghĩ nữa, tới phần thiên khu xem một chút đi, có khi có thể để thực lực của chúng ta tiến thêm một bước nữa. Nhiếp Vân khoát tay áo một cái nói. Không biết ý nghĩ của Nhiếp Vân, giờ khắc này Đa Ba Vương Tử đang đứng ở trên một chiếc thuyền cổ to lớn, nhìn về phía mọi người. Thắng bại ở lúc này, nếu như ở đây không chém giết được Nhiếp Vân, một khi thí luyện kết thúc, tiếp quản hoàng quyền, chúng ta nhất định phải chết. Lần này dù như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát, bằng không. Thật sự sẽ rất thảm. Chúng ta cùng Đa Ba Vương Tử liên lụy quá sâu, đã không thể thoát thân. Tình huống trước mắt cũng chỉ có thể một đường đen tới cùng. Mọi người ngồi trên boong thuyền, từng người truyền âm, rất rõ ràng cục diện hiện nay. Những người này đều có quan hệ lợi ích với Đa Ba Vương Tử, những quan hệ này dây dưa rất sâu, coi như giờ khắc này muốn thoát thân cũng đã chậm. Chỉ cần kế vị không phải Đa Ba Vương Tử, bất kể là ai lên đài, bọn họ đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó, đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Thông qua Tầm Hướng Châm, có thể xác định Nhiếp Vân này chạy trốn tới phần thiên khu. Lưu Mộc Vương nhìn Tầm Hướng Châm trước mắt, xác nhận phương hướng. Xem ra giống như Hạ Vương Tử đoán, hắn và Đa Ba đã liên thủ. Ngẫm lại cũng khó trách, bọn họ cùng Nhiếp Vân đều có thủ không đội trời chung, người sau lên làm thái tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, so với Hạ càng thêm khủng bố. Phần thiên khu, nơi thiên địa đốt cháy, sinh ra một loại đại đạo chi thú đặc thù. Phần thiên thú, chỉ cần bắt được loại thần thú này, rất dễ dàng tu luyện một loại đại đạo mới. Nếu đám người Nhiếp Vân chạy tới đó, tất nhiên sẽ đi nơi này. Hiện tại lên đường, lập tức xuất phát về phía phần thiên khu, tìm kiếm phần thiên thú, đánh giết Nhiếp Vân. Đa Ba Vương Tử nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói. Vâng, mọi người đều gật đầu. Ta có khôi lỗi, chỉ cần ở trong vạn giới động thiên,
đều có thể truyền âm giao lưu, hắn sẽ dẫn các ngươi đi tìm đám người Nhiếp Vân. Còn phương hướng, nó cũng sẽ mang các ngươi đi, như vậy mặc dù không cần tầm hướng châm, các ngươi cũng có thể tìm được phương hướng, không đến nỗi lạc lối. Tinh thần của Lưu Mộc Vương hơi động, một con khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con khôi lỗi này không giống trước kia là thâu thiên tá thọ cảnh, bất quá thực lực cũng không yếu, ở trong hoàng cảnh viên mãn được cho là đỉnh cao. Khôi lỗi cùng hắn có thể tiến hành tinh thần liên tiếp, cũng có thể xác định vị trí của bọn họ, như vậy mặc dù chỉ có một tầm hướng châm, cũng có thể để hai đội ngũ tụ hợp. Ta cùng Đa Ba Vương Tử sẽ đi một chỗ. Còn vì chuyện gì, tạm thời vẫn chưa thể nói cho các ngươi chỉ biết nghe lệnh là được. Một khi chúng ta thành công, Nhiếp Vân này coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị chém giết. Vì lẽ đó, các ngươi đi tìm Nhiếp Vân, có thể giết hắn tốt nhất, giết không được, tận lực kéo dài thời gian, không nên để cho hắn tới tìm chúng ta, phá hoại đại sự. Ánh mắt của Lưu Mộc Vương phát lạnh. Mọi người đồng thời gật đầu. Rất tốt, xuất phát. Nương theo một tiếng quát to, người trên cổ thuyền chia làm hai nhóm, nhanh chóng bay về phía hai phương hướng. Rất nhanh, trên boong thuyền lít nha lít nhít người đi sạch sẽ, chỉ còn dư lại Lưu Mộc cùng Đa Ba. Được rồi, đến cùng vật gì tốt, hiện tại có thể nói. Lưu Mộc đứng dậy. Hắn có tầm hướng châm, nắm giữ ưu thế lớn hơn, dựa theo đạo lý, không muốn hợp tác với Đa Ba, thế nhưng người sau nói có thứ càng tốt, mới khiến cho hắn động tâm. Đương nhiên là có thứ tốt. Thiên đạo hoa, vật này không biết Lưu Mộc Vương có nghe nói chưa? Khóe miệng của Đa Ba Vương Tử vung lên. Thiên đạo hoa, khiến người ta ở trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng thâu thiên tá thọ đỉnh cao, thậm chí có thể mượn lực lượng thiên đạo. Thiên đạo hoa, con ngươi của Lưu Mộc Vương co rụt lại. Không sai, ánh mắt của Đa Ba Vương Tử lấp lóe. Người người đều biết thâu thiên tá thọ cảnh là người mạnh nhất dưới đế cảnh, kỳ thực không phải, thực lực của cường giả thiên đạo vượt xa thâu thiên tá thọ cảnh. Thâu thiên tá thọ chỉ có thể ở dưới thiên đạo kéo dài hơi tàn, mà cường giả thiên đạo lại có thể cùng thiên đạo đứng ngang hàng, không phân trên dưới. Đúng vậy, đế cảnh vượt qua thiên đạo, mà cường giả thiên đạo là cùng thiên đạo ngang hàng. Lưu Mộc Vương gật đầu. Thiên đạo hoa, thiên đạo sinh ra kỳ hoa, chỉ cần dùng, trong thời gian ngắn sẽ có được lực lượng thiên đạo, tuy còn không làm được ngang hàng thiên đạo, nhưng cũng không kém nhiều, chém giết một Nhiếp Vân nhỏ nhỏ, dễ như ăn cháo. Đa Ba Vương Tử cười lạnh nói, nếu như có thể tìm được thiên đạo hoa, chém giết hắn là rất đơn giản, bất quá. Lưu Mộc Vương hơi nhướng mày. Ta nghe nói thiên đạo hoa, trên thực tế là cạm bẫy của thiên đạo. Sau khi dùng, có thể trưởng khống một bộ phận lực lượng thiên đạo, nhưng đồng dạng sẽ rơi vào trong khống chế của thiên đạo, không cách nào siêu thoát trở thành cường giả đế cảnh. Thậm chí sinh mệnh cũng bị thiên đạo ràng buộc uy hiếp. Là có chuyện như vậy, bất quá. Bây giờ còn có đường khác đi sao? Đa Ba Vương Tử nói. Lưu Mộc Vương trầm mặc. Bây giờ bọn họ xác thực không có đường tốt hơn có thể đi, biện pháp duy nhất chính là cấp tốc tăng cao thực lực, chém giết Nhiếp Vân này. Nếu không, một khi để hắn còn sống đi ra ngoài, bọn họ khẳng định chắc chắn phải chết. Được, thiên đạo hoa ở nơi nào? Chúng ta lên đường đi. Không do dự quá lâu, Lưu Mộc Vương mở miệng nói. Làm sao lấy hay bỏ, đối với bọn họ mà nói đã không tính nan đề rồi. Đi. Đa Ba Vương Tử gật gù, tinh thần hơi động. Cổ thuyền to lớn bay tới đằng trước, thời gian không lâu liền biến mất ở tại chỗ. Đây chính là phần thiên khu. Đứng ở trên cổ thuyền, Nhiếp Vân nhìn tràng cảnh cuồn cuộn trước mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Trước mắt vô số hỗn độn thế giới ở dưới áp lực cường đại, vặn vẹo cùng một chỗ, tạo thành một biển lửa to lớn, đại đạo không ngừng sinh diệt, tùy thời có thể thấy thế giới mới sinh ra, lại có thế giới già đi hủy diệt. Bọn người như Hạ Vương Tử đứng ở đầu thuyền, cũng khó có thể tin được. Đã sớm nghe nói hạch tâm của bát đại khu vực đáng sợ đến cực điểm, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Phần thiên khu, thiên địa là hỏa lô, vạn vật là đồng cỏ. Không cách nào tiến vào, chúng ta chỉ có thể ở nơi này quan sát, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bấy nhiêu. Nhìn tràng cảnh trước mắt, như Hạ Vương Tử nói, ở chỗ này quan sát, khoảng cách xa như vậy, cũng nhìn không ra cái gì. Diệp Đào nghi hoặc là nhìn không ra cái gì, nhưng luôn có thể để cho người ta có cảm ngộ. Như Hạ Vương Tử lắc đầu. Ta cũng biết càng vào trong, hiệu quả càng tốt, thấy cũng càng tỉ mỉ, nhưng khu vực phía trước thế giới cũng có thể tan rã, loại thực lực như chúng ta đi qua, còn chưa tới trung tâm, liền trở thành tro bụi. Siêu cấp thiên tài Vân Lâm trăm năm trước oanh động Vân Châu Thành, các ngươi hẳn đều nghe nói qua chứ? Vân Lâm, đương nhiên nghe nói qua, là tiền bối của ta, thần tượng một mực sùng bái. Vân Nhu mở miệng nói, trước khi tu luyện tới hoàng cảnh, không lộ ra trước mắt người đời. Sau hoàng cảnh, thời gian 3 năm liền từ sơ kỳ đến viên mãn. Sức chiến đấu càng kinh người, quét ngang thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Nghe nói còn đánh giết qua một vị cường giả thâu thiên tá thọ cảnh,
chỉ bất quá trăm năm trước tham gia vạn giới động thiên thí luyện lại không trở về. Nghe nói thân tử đạo tiêu. Không biết vì sao Nhữ Hạ Vương tử đột nhiên nói tới Vân Lâm, Vân Nhu vẫn biết một chút. Vân Lâm là người nhất mạch bọn hắn, thiên tài lợi hại nhất ngàn năm qua, có một không hai, được không ít người hy vọng, ai ngờ lại chết ở trong vạn giới động thiên, để cho người ta cảm khái không nói ra được. Ta hỏi thăm qua người năm đó cùng Vân Lâm tiến vào vạn giới động thiên, hắn cũng là bởi vì tiến vào trung tâm của bát đại khu vực mới tử vong. Nhữ Hạ Vương tử nói, Vân Nhu hiển nhiên không nghĩ tới, nghe thế nhịn không được sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước Vân Lâm tiến vào vạn giới động thiên, thực lực cao hơn bọn hắn không ít, hắn vào khu vực trung tâm liền tử vong, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng thành công. Được rồi, chúng ta ở nơi này đi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bao nhiêu. Biết phía trước nguy hiểm, bọn người Nhiếp Vân không còn dự định tiến lên, ngồi ở trên boong thuyền, quan sát tràn diện mênh mông trước mắt. Hỗn độn trước mắt đã khôi phục màu sắc lúc ban đầu, thế giới sinh diệt giống như biển lửa, tựa như trời cao cũng có thể đốt cháy. Đương nhiên, cũng không phải là thực sự thiêu đốt thiên địa, ở phần thiên khu cũng không phải tất cả đều là hỏa diễm, mà là một loại quy tắc đại đạo đặc thù, một loại cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện khi đại đạo hủy diệt. Ngồi ở trên boong thuyền nhìn một hồi, Nhiếp Vân chậm rãi áp chế rung động trong lòng, càng ngày càng trầm tĩnh. Quan sát thế giới sinh diệt như thế này, người khác cảm ngộ không sâu, có lẽ không được hiệu quả quá lớn, nhưng với hắn mà nói không giống. Hắn thân là chủ nhân của thế giới nạp vật, khống chế một thế giới, nhìn nhiều thế giới hủy diệt. Sinh ra, lĩnh ngộ đối với thế giới nạp vật cũng càng ngày càng mạnh. Lĩnh ngộ càng nhiều, thực lực của hắn cũng nấc lên thì thuyền lên, càng ngày càng cao, hình thành giới vực hoàn mỹ càng ngày càng có lòng tin. Trước đó vội vàng hình thành thế giới nạp vật, không có quá trình sáng thế, không nghĩ tới thế giới chân chính hình thành là như vậy. Thế giới nạp vật có thể dựa theo loại quy luật này vận chuyển, đan điền khác cũng có thể sắp xếp như vậy. Trong lòng không ngừng cân nhắc, thế giới nạp vật thì ở dưới hắn cân nhắc. Dựa theo phần thiên khu trước mắt không ngừng thôi diễn biến hóa, để khí tức của hắn càng ngày càng lăng lệ. Thế giới nạp vật là căn bản thực lực của hắn, cái trước càng mạnh thực lực của hắn liền càng lợi hại. Không ngừng quan sát, trước kia nghi ngờ không hiểu, giờ phút này tất cả đều rộng mở trong sáng, không gian của thế giới nạp vật cũng càng ngày càng vững chắc, dần dần dựa sát vào thần giới. Căn cứ phỏng đoán của hắn, một khi thế giới nạp vật vững chắc giống như thần giới, giới vực hoàn mỹ liền tự nhiên hình thành, có thể trực tiếp trùng kích hoàng cảnh. Đạt tới hoàng cảnh sẽ không còn gông cùm xiềng xích, bằng vào hắn tích lũy vô số đan dược, bảo vật, hoàn toàn có thể nhất cử đột phá, trực tiếp đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Đạt tới cấp bậc này, bằng vào lực lượng giới vực hoàn mỹ, chỉ sợ toàn bộ thần giới ngoại trừ cường giả đại đế, thì không người là đối thủ của hắn. Chia hình thái thế giới là 10 cấp, nếu như thần giới là cấp 10, như vậy thế giới nạp vật của ta chỉ khoảng cấp 4. Cách 10 cấp, còn có một khoảng cách rất lớn. 3 ngày sau, Nhiếp Vân mở mắt. Lĩnh ngộ thế giới hủy diệt, sinh ra mặc dù có trợ giúp thế giới nạp vật tăng trưởng, trong khoảng thời gian này cũng xác thực tăng trưởng không ít, nhưng hiệu quả vẫn có hạn. 3 ngày, cũng chỉ để thế giới nạp vật từ cấp 3 thuế biến đến cấp 4. Chân chính muốn trùng kích đến 10 cấp, đạt tới cấp độ có thể mở giới vực hoàn mỹ, còn kém rất nhiều. Nhiếp huynh, thế nào? Thấy hắn đứng dậy, Nhữ Hạ Vương tử cũng đứng lên, nghi ngờ nhìn qua. Không có gì, ta dự định vào trong nhìn xem. Chỉ quan sát giới vực. Mặc dù cũng có thể nhìn thấy không ít cảnh tượng ở thần giới không thấy được, nhưng cũng tương đương hoa trong gương trăng trong nước, không cách nào tiếp xúc đến bản chất của thế giới. Tiếp xúc không đến đồ vật căn bản nhất, tác dụng sẽ không quá lớn. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cái này, bên trong thực quá nguy hiểm. Nhữ Hạ Vương tử lắc đầu. Ai, nếu đạt được vạn giới vũ y, sẽ không cần bị động như vậy. Có ý tứ gì? Nhiếp Vân nhìn qua. Nhữ Hạ Vương tử tràn đầy uể oải nói. Vạn giới vũ y là phổ thiên đại đế cùng rất nhiều đại đế liên thủ luyện chế, đã đạt tới nửa bước đế cảnh, nếu có thể đạt được, hoàn toàn có thể tùy ý xuyên thẳng, qua khu vực trung tâm mà không bị thương tổn. Chỉ tiếc, lúc trước thời điểm cạnh tranh, chúng ta đều không lấy được. Trước đó thời điểm cướp đoạt hỏa long chi tâm, tất cả mọi người đều có mặt, cuối cùng bị Lưu Mộc Vương tử nhanh chân đến trước. Đương nhiên, cuối cùng Lưu Mộc Vương tử cũng không có được vạn giới vũ y, món chí bảo này đến cùng rơi xuống trong tay ai. Liền xem như hắn cũng không rõ lắm. Nếu biết đến trong tay ai, cướp đoạt không thành chí ít có thể cùng đối phương liên minh. Mặc dù vạn giới vũ y chỉ có thể để một người tiến vào khu vực trung tâm, nhưng địa phương thế giới chôn vùi, đản sinh luôn có rất nhiều bảo vật, liên minh, ít nhất có thể mò được một vài chỗ tốt. Dù sao, tiến vào khu vực trung tâm cũng không dễ dàng như vậy, còn có không ít thiên đạo thú sinh tồn, người mạnh hơn nữa, cũng cần người giúp đỡ. Nhữ Hạ Vương tử thầm nghĩ, không ngừng cảm khái. Bất quá còn không có cảm khái xong liền bị thiếu niên ở trước mắt cắt ngang.
tác dụng của vạn giới vũ y lớn như vậy, sao ngươi không nói sớm? Nhiếp Vân cười cười, thân thể nhoáng một cái, một bộ vũ y đột ngột xuất hiện ở bên ngoài thân, quang mang lóng lánh. Vạn giới vũ y, Nhữ Hạ Vương tử giật nảy mình, giống như quái vật nhìn thiếu niên trước mắt. Nói không có tầm hướng châm, hắn liền lấy ra, nói không có vạn giới vũ y, lại lấy ra. Ngươi là tụ bỏ bồn sao? Muốn lấy cái gì liền lấy cái đó. Đột nhiên, sắc mặt của Nhữ Hạ Vương tử trở nên khó coi, tràn đầy lo lắng. Ngươi sẽ không đi trộm hoàng cung chứ? Vạn giới vũ y ngay cả Phổ Thiên Đại Đế cũng không có minh xác ban thưởng, cho nên vũ y vẫn tính ở trong tay Phổ Thiên Đại Đế. Giờ phút này xuất hiện ở trong tay hắn, thực sự nghĩ không ra đối phương còn có biện pháp nào đạt được. Đi Đa Ba Vương phủ trộm tầm hướng châm, Đại Đế biết, nhiều nhất coi như người chơi đùa, sẽ không so đo, nhưng chạy tới hoàng cung trộm vạn giới vũ y, đây chính là tội chết. Trộm, ta cũng phải có bản sự này mới được. Nhiếp Vân không còn gì để nói. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không yếu, năng lực trộm cắp cũng mạnh, thế nhưng cũng phải phân đối tượng, trộm đồ vật của cường giả đế cảnh. Đây không phải nói đùa sao? Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, đây là Phổ Thiên Đại Đế tự tay cho ta, không phải trộm. Thấy gia hỏa này càng ngày càng sợ, càng nghĩ càng lung tung, Nhiếp Vân cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn nói. Đại Đế tự tay đưa cho ngươi. Nhữ Hạ Vương tử vẫn hoài nghi. Nếu như thực là Đại Đế tự tay cho, trực tiếp công bố là được, vì sao bọn hắn đều không nhận được tin tức? Nếu như không phải Đại Đế cho, ngươi cảm thấy ta có thể được đưa đến nơi này, hơn nữa còn được sắc phong làm thái tử. Nhiếp Vân im lặng nói. Cũng phải. Nhữ Hạ Vương tử bừng tỉnh đại ngộ. Quan tâm sẽ bị loạn, đã quên vụ này. Nếu thật là trộm, để ở đâu đoán chừng cũng không gạt được con mắt của Đại Đế. Lại nói, nếu thực là hắn trộm, cũng không có khả năng phong hắn làm thái tử. Không hổ là hoàng tử, cái đãi ngộ này. Sau khi rõ ràng, trong lòng Nhữ Hạ âm thầm cảm khái. Hắn thấy, hẳn là không ai đạt được Hỏa Long chi tâm, Phổ Thiên Đại Đế vì chiếu cố con ruột của mình, sợ hắn ở trong vạn giới động thiên bị thương tổn, lúc này mới lặng lẽ đưa vạn giới vũ y ra ngoài, nếu không, nếu thực phải được Hỏa Long chi tâm, mọi người cạnh tranh công bình, khẳng định sẽ không có lời oán giận gì. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Nhiếp Vân đã đoán được ý nghĩ, cũng không giải thích, bàn giao một câu. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta vào trong nhìn xem. Hết thảy cẩn thận. Biết hắn có vạn giới vũ y, Nhữ Hạ Vương tử không lo lắng nữa, nhưng phần thiên khu vô cùng nguy hiểm, vẫn thông báo một câu. Nếu như cảm thấy vạn giới vũ y không kiên trì nổi, liền lập tức quay lại. Biết đối phương là vì tốt cho hắn, thân thể Nhiếp Vân nhoáng một cái. Vạn giới vũ y bao bọc toàn thân ở bên trong, thẳng tắp bay về phía phần thiên khu. Vạn giới vũ y không hổ là chí bảo, ngăn cản không gian sinh diệt lan tràn đến ở bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như không có món bảo vật này, không nói đại đạo phá diệt công kích, coi như không gian phá toái, cũng có thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Bảo vật tốt. Thẳng tắp tiến lên, rất nhanh thì tới địa phương trung tâm phần thiên khu. Nơi này rất nhiều đại đạo chảy xuôi, nhìn chằm chằm đại đạo trước mắt, Nhiếp Vân lần nữa có cảm ngộ mới. Trước đó khoảng cách xa, thấy không rõ lắm, để hắn có rất nhiều lĩnh ngộ, giờ phút này đứng ở bên cạnh, lĩnh ngộ càng sâu. Không biết qua bao lâu, nạp vật đan điền trong cơ thể lần nữa oanh minh, lại có biến hóa bay vọt. Đạt tới cấp thứ 5. Trên mặt Nhiếp Vân lộ ra ý cười. Trước đó hắn dựa theo không gian thần giới phân cấp, xác nhận thế giới nạp vật ổn định ở cấp 4. Giờ phút này đi vào địa phương gần trung tâm phần thiên khu quan sát, trực tiếp đột phá đến cấp 5. Một thân tu vi của hắn, một bộ phận rất lớn đến từ nạp vật đan điền, thế giới nạp vật thăng cấp, để hắn khống chế lực lượng càng nhiều, thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên. Thực lực bây giờ tương đương lúc chưa dung hợp diễm hòa, hàn băng. Xòe bàn tay ra đẩy về phía trước, không gian trước mắt xuất hiện sinh diệt, phá hư, đối với thực lực của mình, Nhiếp Vân âm thầm phỏng đoán. Trước khi dung hợp hai đại đan điền diễm hòa, hàn băng, thực lực đạt tới đỉnh điểm nhất, sau khi dung hợp, bởi vì hai đại đạo không thể sử dụng, để tu vi của hắn xuất hiện ngã xuống, nhưng trải qua mấy ngày này cảm ngộ, thực lực lần nữa tăng trở lại, lại có lực lượng trước đó. Mặc dù so với hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm, hơi có vẻ không bằng, nhưng đối phương muốn trong thời gian ngắn thắng mình, chỉ sợ không thể. Chỉ cần tăng thế giới nạp vật lên tới cấp 7, liền có thể chiến đấu với hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm, thậm chí còn có thể thắng. Đạt tới cấp 10, liền có thể trùng kích giới vực hoàn mỹ, một khi thành công, chỉ sợ cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng có thể tùy tiện chiến thắng. Nhiếp Vân thở ra một hơi. Bọn người Đa Ba Vương tử, Lưu Mộc Vương tử muốn giết hắn, hiện tại chỉ có mau chóng tăng thực lực lên. Để hắn đối mặt vây công có lực đánh một trận, không bằng tiếp tục vào trong. Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vị trí hiện tại của hắn cũng không phải hạch tâm của phần thiên khu,
mà là tới gần địa phương hạch tâm, có thể cảm ngộ, đã cảm ngộ xong, coi như tiếp tục ở đây, tu vi cũng sẽ không tăng lên lần nữa. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục đi tới. Nhưng trước sở dĩ ngừng ở chỗ này, là bởi vì cảm nhận được vạn giới vũ y tới cực hạn. Đương nhiên, tới nữa cũng không phải vạn giới vũ y sẽ phá toái, mà là vũ y tuy mạnh, cũng không thể 100% ngăn cản tất cả lực lượng ở bên ngoài, dù chỉ còn lại có 1%, đã đủ hắn không chịu được. Dù sao thể chất của hắn bây giờ, chỉ là vương cảnh viên mãn, so với hoàng cảnh còn có chênh lệch nhất định. Tiếp tục tới trước, rất nhiều lực lượng của không gian phá toái sẽ không ngừng công kích ở trên vạn giới vũ y, lực lượng thẩm thấu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, xông vào, thụ thương chỉ là việc nhỏ, làm không cẩn thận vũ y còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đã bị đánh chết tươi. Cái này rất giống như hài đồng cầm tấm chắn nghênh đón đại lực sĩ nện gõ, có lẽ tấm chắn một chút việc cũng không có, nhưng người cầm tấm thuẫn ngược lại sẽ bị đánh chết tươi. Vạn giới vũ y chính là phổ thiên đại đế liên thủ với cửu đế luyện chế. Dùng không biết bao nhiêu vật liệu lợi hại, mặc dù phần thiên khu đáng sợ, nhưng muốn triệt để phá hư khẳng định còn làm không được, bất quá lực lượng không ngừng va chạm xuyên thấu qua vũ y vẫn là rất đáng sợ. Coi như trước mắt thực lực của Nhiếp Vân tăng lên, cũng không dám tùy tiện đi qua. Trừ khi nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng thân thể. Nhiếp Vân trầm tư. Hiện tại thực lực cơ thể của hắn chỉ là hoàng cảnh trung kỳ, cách đỉnh phong còn một đoạn. Muốn ngăn cản kích lượng lực trùng xuyên thấu qua vũ y, nhất định phải nhanh tăng lực lượng thân thể lên, để cho nó đạt tới trình độ hoàng cảnh viên mãn. Chỉ có đạt tới mức này, mới có thể thuận lợi tiến vào khu vực trung tâm, mà không bị tổn thương. Bất quá, lực lượng thân thể so với tu luyện bình thường còn khó hơn. Làm sao mới có thể nhanh chóng tăng nhục thân lên? Nhiếp Vân trầm tư. Thời điểm đang suy nghĩ, đột nhiên chung quanh vang lên phong minh liên tiếp, ngay sau đó một tia điện thẳng tắp phóng tới hắn. Nhiếp Vân nhíu mày. Thân thể xoay chuyển tránh thoát điện mang, ngẩng đầu nhìn lại phương hướng quang mang bắn tới, vừa xem xét liền nhịn không được ngây tại chỗ. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt chính là mấy con quái thú. Thân thể quái thú cao to, mỗi một con đều có mấy chục thước, toàn thân phân bố vảy giáp kỳ quái, trôi nổi ở cách đó không xa, tràn ngập địch ý nhìn sang. Có thể sinh tồn ở đây. Lẽ nào đây chính là phần thiên thú mà Nhĩ Hạ Vương Tử nói? Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Trước thời điểm Nhĩ Hạ Vương Tử giới thiệu phần thiên khu, từng nói chỗ này ra đời một ít thiên đạo thú kỳ lạ, loại thần thú này có thể chống lại điều kiện gian khổ ở phần thiên khu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mới đầu còn có chút không quá tin tưởng, tận mắt thấy mới hiểu được tạo vật thần kỳ. Chỗ này cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không chịu nổi, chúng nó lại không có sự tình, phòng ngự này thực là đáng sợ. Nếu như không có vạn giới vũ y, hắn căn bản không chịu nổi áp lực nơi này, mà những thần thú kia ở đây không có việc gì, phòng ngự mạnh có thể nói khủng bố. Khà khà, nhân loại. Nếu đến rồi, cũng đừng đi nữa, ngoan ngoãn làm lương thực của chúng ta. Hắn nhìn phần thiên thú, đối phương cũng nhìn chằm chằm hắn, trong đó một con lớn nhất, trong miệng chảy ra ngụm nước. Tuy những nhân loại này tu vi không ra sao, nhưng trên người bảo bối không ít, thu vào tay, có thể để chúng ta lại trưởng thành một cấp. Hỏa Long, lần trước người kia đến bị ngươi ăn, lần này để cho ta. Mấy con phần thiên thú khác ánh mắt đều lấp lóe, nhìn về phía Nhiếp Vân, phảng phất như nhìn một kẻ đã chết. Làm đồ ăn của các ngươi. Các ngươi lớn như vậy, ta chỉ chút xíu, e là không đủ nhét kẻ răng đi. Nhiếp Vân cười cợt. Tuy những phần thiên thú này đáng sợ, nhưng hắn cũng không phải loại dễ ăn, không cảm thấy sợ sệt chút nào. Có đủ nhét kẻ răng hay không ngươi không cần phải để ý đến, ngược lại chúng ta muốn ăn ngươi, chết đi. Hỏa Long phần thiên thú la lên một tiếng, cánh khổng lồ vung vẩy, vò tới Nhiếp Vân. Còn chưa tới trước mặt, móng vuốt phá không mà tới, lực lượng mạnh mẽ bao phủ phong vân, để không gian chung quanh phá tan. Thực lực mạnh như vậy, đã có thể so với hoàng cảnh đỉnh cao giới vực nhất phẩm. Nhìn thấy phần thiên thú tạo thành công kích, Nhiếp Vân lập tức minh bạch thực lực của đối phương. Không kém như hạ, đa ba nhiều, phóng tới thần giới, tuyệt đối được cho là đỉnh cao. Muốn ăn ta, thực lực như vậy e còn chưa đủ, cút ngay. Thực lực như vậy đối với người khác mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với Nhiếp Vân hiện tại lại không tính là gì, khẽ mỉm cười, cũng không sử dụng binh khí, một quyền đập tới. Quả đấm của hắn không có đẹp đẽ. Nhưng mang theo lực lượng khiến người ta khó có thể chống lại, phần thiên khu vốn có chút hỗn loạn, ở dưới một quyền này, xuất hiện hắc động thật lớn. Nắm đấm cùng móng vuốt của Hỏa Long đụng vào nhau, con mắt người sau co rụt lại, móng vuốt cứng rắn xuất hiện vết rách, thân thể dài rộng ở dưới lực lượng to lớn kia trùng kích, bay ngược ra ngoài. Đáng ghét, bay không xa, Hỏa Long ngừng lại, lỗ mũi phun ra xương trắng, hiện ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hà, thân thể thật mạnh, nhìn thấy đối phương không có việc gì, Nhiếp Vân kinh ngạc. Vừa nãy cú đấm kia của hắn, tuy không dùng võ kỹ gì, nhưng hầu như vận dụng toàn bộ lực lượng, dưới một chiêu, đa ba vương tử lúc trước e cũng sẽ bị đánh nổ,
hiện tại chân thật đánh vào móng vuốt của đối phương, lại không có việc gì, đủ thấy phòng ngự của tên này mạnh mẽ. Ta ngược lại muốn xem, là cơ thể ngươi mạnh, hay quả đấm của ta cứng rắn. Biết thân thể của đối phương mạnh mẽ, Nhiếp Vân cũng không lùi bước, trái lại ánh mắt lộ ra chiến ý nồng nặc. Thân thể loáng một cái, giống như thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Hỏa Long, biến quyền thành trưởng, bổ xuống. Ma Ha Vô Lượng, lúc trước ở Phù Thiên Đại Lục tu luyện, trải qua cải tiến, trở nên càng mạnh mẽ hơn, giờ khắc này đánh ra một chiêu, không gian loạn lưu nhúc nhích, đại đạo hỗn loạn tản ra. Một trưởng này là chiêu số mạnh nhất của hắn ngoại trừ đại diễn thiên cơ kiếm, lực lượng cuồng bạo bao phủ, coi như Đa Ba Vương Tử đã đột phá cũng không dám đón đỡ. Còn hoàng cảnh viên mãn phổ thông, dưới một chiêu sẽ bị đánh thành bánh thịt, khó có thể sống tiếp. Trưởng lực không hề bảo lưu đánh vào trên thân Hỏa Long. Thân thể to lớn của Hỏa Long bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên người một con phần thiên thú khác. Đáng ghét. Thật vất vả giữ vững thân thể, Hỏa Long liên tục rít gào, lửa giận ngút trời. Trước đều là chúng nó nuốt người thí luyện, lần này lại bị một tiểu tử đánh, làm sao không phẫn nộ. Nó phẫn nộ, Nhiếp Vân lại sợ hết hồn. Vừa nãy một trưởng kia hắn hầu như đã dùng hết toàn lực, đánh vào trên người đối phương bay ngược một khoảng cách, nhưng đánh giấm không có, thiệt hay giả. Sức phòng ngự của đối phương quá mạnh mẽ, nếu như ta cũng có thân thể mạnh mẽ như vậy, tiến vào hạt nhân của phần thiên khu, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng hơi động, Nhiếp Vân mắt sáng rực lên. Trước còn cân nhắc, làm sao tăng cường lực lượng thân thể, nhìn thấy tên này, nhất thời biết nên làm như thế nào rồi. Chỉ cần có thể được huyết dịch của bọn nó, nghĩ biện pháp luyện hóa hấp thu, lực lượng thân thể của ta, nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Tuy thực lực của những người này không ra sao, nhưng thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể mạnh mẽ đều từ huyết dịch cung cấp lực lượng. Nói rõ huyết dịch của bọn nó rất lợi hại, một khi luyện hóa, tuyệt đối bảo đảm cơ thể hắn cũng có thể có tiến bộ rất lớn. Nhân loại này rất lợi hại, cùng tiến lên. Bị thiệt lớn, Hỏa Long cũng biết thiếu niên trước mắt này thực lực không yếu, bạo giống một tiếng. Được, giết nhân loại này. Đáng chết. Còn lại mấy con phần thiên thú nghe được mệnh lệnh, đồng loạt vây quanh, vây Nhiếp Vân ở trung tâm. Thân hình phần thiên thú cao lớn, Nhiếp Vân đứng ở chính giữa, giống như con cừu bị mấy con voi lớn vây nhốt, xem ra rất là bị động. Bất quá Nhiếp Vân cũng không sợ, trái lại trở nên hưng phấn, không khỏi cười to. Hặc hặc, đến đây đi, cho ta thử xem thành quả tu luyện gần đây như thế nào. Từ kiếm linh cốc đi ra vẫn không cùng người động thủ, nương theo thực lực tăng cường, hắn cũng muốn thử một chút đến cùng hiện tại đạt đến thực lực ra sao. Xoay cổ tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Đối phương phòng ngự mạnh như vậy, dùng quyền trưởng nhất định là không thể kích phá, chỉ có thể sử dụng kiếm. Thấy hắn lấy ra trường kiếm. Một con phần thiên thú vọt tới, móng vuốt thô to vồ tới đỉnh đầu của Nhiếp Vân. Nếu bị bắt chúng, khẳng định chắc chắn phải chết. Nhất kiếm thốn đoạn. Đối mặt với móng vuốt của đối phương, Nhiếp Vân cũng không tránh né, trường kiếm vẩy một cái, một đạo kiếm khí huy hoàng đâm tới. Tuyệt chiêu mạnh nhất của Liên Nguyệt kiếm, nhất kiếm thốn đoạn. Một kiếm ra, ruột gan đứt từng khúc. Kiếm chiêu này giống như tuyệt chiêu lúc trước ở Khí Hải Đại Lục tu luyện, không nhìn phòng ngự, đâm thẳng nội tạng. Đinh đinh đinh. Thời gian nháy mắt, mũi kiếm cùng móng vuốt của đối phương va chạm mấy chục lần. Thịch thịch thịch, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, cánh tay có chút chập choạng, Nhiếp Vân không nhịn được lùi lại mấy bước. Trường kiếm liều với móng vuốt của đối phương, lại có chút không chống đỡ được. Lực lượng thật mạnh. Sắc mặt của Nhiếp Vân nghiêm túc. Đáng ghét. Nhiếp Vân bị lực lượng của phần thiên thú va lùi về sau, tên này cũng bị kiếm khí của hắn kích thương, oa oa kêu loạn, lên cơn giận dữ. Phần phật. Mấy con phần thiên thú cũng biết thiếu niên trước mắt này thực lực khủng bố, không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, đồng thời vọt tới. Móng vuốt từ bốn phía công kích đến, lực áp bách mãnh liệt, để không gian vặn vẹo, phối hợp hoàn cảnh đặc thù của phần thiên khu, để sắc mặt của Nhiếp Vân càng thêm nghiêm nghị. Tuy sức chiến đấu của những phần thiên thú này bình thường, nhưng lực lớn vô cùng, phòng ngự vô địch, coi như là hắn muốn vượt qua, cũng phải trả giá rất lớn. Vậy thì thử xem giới vực dung hợp của ta. Tinh thần hơi động, triển khai ra giới vực dung hợp. Hiện tại Nhiếp Vân mạnh nhất chính là giới vực dung hợp, đối mặt mấy con phần thiên thú áp lực, không hề bảo lưu thả ra ngoài. Xì xì xì. Triển khai giới vực, không trung trong phút chốc xuất hiện mấy chục kiếm ảnh, những kiếm ảnh này loáng một cái, ở trong mắt phần thiên thú toàn bộ đã biến thành Nhiếp Vân. Kiếm thuật đại đạo, huyễn cảnh đại đạo. Công kích. Tinh thần hơi động, kiếm khí ngang dọc, mấy chục Nhiếp Vân đồng thời ra tay. Khôi lỗi đại đạo. Tuy không còn diễm hỏa đại đạo cùng hàn băng đại đạo, nhưng giới vực dung hợp như trước có vài đại đạo xếp hạng cao, lực lượng không thể khinh thường, đáng sợ đến cực điểm. Leng keng, mấy chục thanh thần binh hoàng cảnh viên mãn phân biệt đâm vào, trên người mấy phần thiên thú to lớn, tạo ra âm thanh kim thiết giao kích. Tiểu tử này quái lạ.
bị trường kiếm luân phiên công kích, mấy con phần thiên thú có chút bối rối. Trước đây đều là bọn chúng dựa vào phòng ngự mạnh mẽ, đánh giết nhân loại, không nghĩ đến nhân loại này dựa vào lực lượng của một người, chặn được bọn chúng vây công. Hơn nữa đây là cái giới vực gì? Tại sao lại có lực lượng mạnh như thế? Coi như có thể kiêm tu đại đạo, này không khỏi cũng quá nhiều đi. Một người tại sao có thể có nhiều tinh lực như vậy? Phòng ngự này. Triển khai giới vực ra, Nhiếp Vân chặn lại mấy con phần thiên thú công kích, xem như chiếm thượng phong, trên thực tế trong lòng hắn rõ ràng, căn bản ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá tan. Không phá tan phòng ngự, đối phương cũng không bị thương. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy, Nhiếp Vân cũng phải im lặng. Chẳng trách có thể ở phần thiên khu chạy loạn khắp nơi, không bị thương tổn, không triển khai thủ đoạn lợi hại nhất, khẳng định không cách nào chém giết đối phương. Tiểu tử, chúng ta thừa nhận coi thường ngươi, hiện tại chúng ta không giết được ngươi, ngươi cũng không phá được phòng ngự của chúng ta, không bằng quên đi. Lần thứ hai tách ra, Hỏa Long thấp giọng quát. Tuy bọn chúng rất muốn chém giết thiếu niên này, nhưng cũng biết thực lực đối phương mạnh mẽ, dựa vào bọn chúng rất khó thành công, chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định đối phương, tìm càng nhiều đồng bạn lại đây vây công. Không phá được phòng ngự của các ngươi, đó cũng không nhất định. Nhiếp Vân cười cợt, đột nhiên nhíu mày, hít sâu một hơi. Nương theo động tác của hắn, không trung trôi nổi mấy chục thanh trường kiếm đột nhiên phát ra âm thanh keng keng keng, phi hành lên, thời gian nháy mắt, nối thành một chuỗi. Phá! Nhìn về phía Hỏa Long chỉ qua, mấy chục thanh trường kiếm mang theo lực lượng mạnh mẽ, phá không mà tới. Leng keng, lần này trường kiếm bay ra, mỗi một kiếm đều chém ở cùng một vị trí của Hỏa Long. Một chiêu kiếm có khả năng tác dụng không lớn, nhưng mười mấy kiếm, Hỏa Long nhất thời cảm thấy đau đớn. Hống! Nổi giận gầm một tiếng, Hỏa Long muốn đào tẩu, bất quá tốc độ của nó không sánh được phi kiếm, hơn nữa bị giới vực ảnh hưởng, rất nhiều trường kiếm như trước không sai biệt chém ở cùng một nơi. Móng vuốt to lớn của Hỏa Long ở dưới công kích liên tục, rớt xuống, tiên huyết phun mạnh. Thu! Nhiếp Vân chảo một cái, thu cái móng vuốt này cùng dòng máu dâng trào vào thế giới nạp vật. Đáng ghét! Móng vuốt bị chém xuống, Hỏa Long rít gào. Thân thể mạnh mẽ, khôi phục lại cũng chậm, tuy một cái móng vuốt không thương hại tính mạng, nhưng đối với nó mà nói tổn thương lại cực kỳ to lớn, không có mấy trăm năm, ngàn năm tu luyện là không thể khôi phục. Các ngươi muốn giết ta, đương nhiên phải làm tốt chuẩn bị bị giết. Đối với nó rít gào, Nhiếp Vân không để ý chút nào, nhẹ nhàng nở nụ cười, trường kiếm lần thứ hai bay tới. Vừa nãy chém móng vuốt của đối phương, hắn chỉ là thử một chút có được hay không. Hiện tại thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, liền không bảo lưu, trường kiếm trực chỉ đầu lâu của đối phương. Mặc kệ thân thể ngươi mạnh như thế nào, chém đầu lâu xuống, liền chắc chắn phải chết. Ngược lại đối phương muốn giết hắn, chém giết đối phương, không có một chút áp lực trong lòng nào. Trốn! Nhìn thấy trường kiếm của hắn lần thứ hai tấn công tới, Hỏa Long sợ đến biến sắc, xoay người bỏ chạy. Tuy cùng thiếu niên giao thủ thời gian không lâu, nhưng đã biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, mấy người bọn nó gộp lại cũng không phải là đối thủ. Trước đối phương không phá được phòng ngự ngược lại cũng thôi, giờ khắc này ung dung đâm thủng, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ có một con đường chết, có ngốc cũng biết làm sao lựa chọn. Hỏa Long đào tẩu, mấy con phần thiên thú khác cũng không ngốc, vội đào tẩu theo. Thời gian ngắn ngủi, mấy tên to xác này liền chui vào nơi sâu xa của phần thiên khu. Đáng tiếc, nhìn bọn chúng đào tẩu, Nhiếp Vân không có truy đuổi. Không phải hắn không đuổi kịp, mà là thân thể của đối phương mạnh mẽ, vọt vào phần thiên khu không có chuyện gì. Mình muốn vào, coi như có vạn giới vũ y hộ thể, khẳng định cũng sẽ chịu không được áp lực, thực lực vung không ra, bị đối phương đánh lén. Đã chiếm được không ít huyết dịch của phần thiên thú, trước tiên thử xem có thể để cho thân thể tiến thêm một bước nữa hay không. Không đuổi theo, Nhiếp Vân cũng không nghỉ ngơi, cười nhạt tiến vào thế giới nạp vật. Vừa nãy một kiếm chém xuống móng vuốt của Hỏa Long, được không ít huyết dịch, có thể làm cho cơ thể hắn tiến thêm một bước nữa, tiến vào phần thiên khu sẽ không còn áp lực. Huyết dịch này xác thực rất cường đại. Ngón tay vung lên, một giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn, con mắt tỏa ánh sáng. Giọt máu của phần thiên thú phẳng phất như từng viên chân châu, ẩn chứa sức sống cực mạnh. Đặt giọt máu này ở trong lòng bàn tay, khoanh chân ngồi dưới đất, chậm rãi luyện hóa. Loại huyết dịch này so với thủy ngân còn trầm trọng hơn, thôn phệ vào trong bụng, rất dễ dàng phá hoại nội tạng, chỉ có thể đặt ở lòng bàn tay, lấy ra lực lượng trong đó, rèn luyện thân thể. Kéo kẹt, kéo kẹt. Giống như hắn suy đoán, lực lượng trong máu thông qua lòng bàn tay lan truyền đến thân thể, quả nhiên để thân thể hắn có tiến bộ, bắp thịt toàn thân liên tục nhúc nhích, như được vật đại bổ, mỗi tế bào đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Nhiếp Vân ngồi ở tại chỗ liên tục luyện hóa huyết dịch, rất nhanh liền luyện hóa 30 giọt. 30 giọt máu đặt ở cùng một chỗ, có tới nửa chậu rửa mặt. Hà, hấp thu bất động. Nương theo hấp thu lực lượng huyết dịch càng ngày càng nhiều,
Cơ thể của Nhiếp Vân từ bão hòa, rốt cục ở sau khi hấp thu 35 giọt, lại không cách nào hấp thu nữa. Hấp thu 35 giọt máu, thân thể của hắn cũng dị thường cường đại, nhẹ nhàng sờ nắm đấm một cái, liền có thể cảm nhận được trên người lực lượng vô cùng. Tuy hiện tại thân thể mạnh mẽ, nhưng so với phần thiên thú vẫn chênh lệch một đoạn dài, những người này làm sao tu luyện? Lẽ nào thật sự là thiên phú? Nhiếp Vân đứng dậy, tỏ vẻ kỳ quái. Mới vừa rồi giao chiến với phần thiên thú, biết loại thần thú này cường đại, dùng hết toàn lực xuất thủ đại diễn thiên cơ kiếm, chỉ có thể lưu lại bạch ấn ở trên người đối phương, đơn thuần nhục thân mạnh, đã vượt qua phạm chủ thần binh hoàng cảnh viên mãn. Nếu không thi triển giới vực dung hợp, đừng nói 10 kiếm 20 kiếm, cho dù sử dụng kiếm chiêu nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Loại thân thể này, đã vượt qua tất cả thần thú hắn nhìn thấy. Nhìn xem lực lượng bây giờ có thể tiến vào hạch tâm phần thiên khu hay không. Không đi nghĩ vì sao nhục thân của phần thiên thú mạnh mẽ như vậy, Nhiếp Vân rời thế giới nạp vật, một lần nữa trở lại phần thiên khu. Trở lại cùng một khu vực, vừa rồi cảm thấy hơi có chút áp bách, giờ phút này không cảm giác mảy may. Hấp thu máu tươi của phần thiên thú, nhục thân cường đại không chỉ một lần, mặc dù cách phần thiên thú còn kém rất nhiều, nhưng cũng không yếu. Tới trước, Phượng Hoàng chi dực vung vẩy, tiếp tục xâm nhập. Không gian hỗn loạn, đại đạo phá toái vẩy ra, ở trên vạn giới vũ y lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một tầng sương mù. Không thể không nói, vạn giới vũ y hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như không có thứ này, hắn khẳng định sớm đã bị không gian hỗn loạn xé thành bột phấn. Đó là cái gì? Tiếp tục phi hành, đột nhiên nhìn thấy chỗ hạch tâm của phần thiên khu, một đồ vật đen nhánh bay ra. Thiên nhãn mở ra, nhìn kỹ, con mắt của Nhiếp Vân nhịn không được sáng lên. Cửu huyền thần thiết, vật màu đen bay ra, rất giống một món bảo vật mà hắn ở trên thư tịch nhìn thấy. Thứ này gọi cửu huyền thần thiết là bảo vật luyện chế thần binh, luyện chế thành công, dù chỉ là thần binh vương cảnh viên mãn, cũng có thể tùy tiện phá vỡ thần binh hoàng cảnh viên mãn phòng ngự. Loại thần thiết này, truyền thuyết chỉ có ở chỗ sâu của vô biên hải mới có, hơn nữa số lượng thưa thớt, để không ít cường giả tranh bể đầu chảy máu, nằm mơ cũng không nghĩ tới phát hiện ở đây. Đến đây đi. Biết thứ này chân quý, Nhiếp Vân không có chút khách khí, đưa tay về phía trước, vồ thần thiết tới. Quả nhiên là thứ này. Lấy tới trước mặt, cẩn thận nghiên cứu một chút, hoàn toàn tương tự như trong thư tịch ghi lại. Lấy ra một thần binh hoàng cảnh viên mãn, ở phía trên đâm một cái. Thần thiết ngay cả một bạch ấn cũng không lưu lại. Luyện bảo sư bình thường, luyện chế binh khí cấp bậc cao nhất chỉ là vương cảnh viên mãn, muốn tấn cấp hoàng cảnh cần giới vực ôn dưỡng. Ôn dưỡng thành binh khí hoàng cảnh viên mãn không cái nào không sắc bén. Cường đại đến cực điểm, giờ khắc này công kích một thần thiết chưa được ôn dưỡng, thậm chí ngay cả luyện chế cũng không luyện chế qua, ngay cả bạch ấn cũng không lưu lại, đủ thấy người sau đáng sợ. Lưu lại, về sau có lẽ có thể luyện chế một món binh khí. Nhẹ nhàng cười một tiếng, thu cửu huyền thần thiết vào thế giới nạp vật. Lấy đi thần thiết, tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại nhìn thấy một món bảo vật bay tới. Hư Long Hoa. Đây là dược liệu luyện chế chú nhan đan, trong dược viên của Viêm Hoàng Điện cũng không có. Không nghĩ tới ở trong thời không loạn lưu lại gặp được. Mới đầu Nhiếp Vân còn tưởng rằng những bảo vật này là của phần thiên thú vừa mới chạy trốn làm rơi, nương theo bay vào khu vực trung tâm, càng phát giác không có chuyện như vậy. Rất nhiều bảo vật không ngừng từ khu vực trung tâm phun ra. Ngoài cửu huyền thần thiết, hư long hoa, còn có thời không hằng xa, thiên cung thần thạch. Bảo vật chỉ có ghi lại ở trên thư tịch, giờ phút này hắn đều gặp, thậm chí còn chiếm được không ít. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, tác dụng của những bảo vật này đã không lớn. Nhưng trống rỗng xuất hiện nhiều đồ tốt như thế, vẫn để hắn hoa mắt, nhịn không được nhanh chóng thu lấy. Phần thiên khu là khu vực rất nhiều thế giới va chạm hình thành, thế giới cũng có thể sinh ra phá toái, bảo vật tự nhiên cũng có thể sinh ra, những vật này đều là nơi trung tâm nhất phun ra, không biết ở nơi trung tâm nhất đến cùng như thế nào. Một bên thu lấy bảo vật, Nhiếp Vân vừa nhanh chóng tiến lên. Đi nửa ngày, lần nữa cảm nhận được thân thể khó chịu, mượn nhờ máu của phần thiên thú. Để nhục thân của hắn tiến hóa không ít, nhưng vẫn còn không có đạt tới cực hạn, không dừng lại tiếp tục tới trước, chỉ sợ vạn giới vũ y không có việc gì, nhục thân sẽ không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Sắp tới trung tâm rồi. Dừng lại, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi trung tâm nhất của phần thiên khu, một đồ vật trạng thái như viên cầu cách hắn đã rất gần, toàn lực phi hành, dùng không đến một canh giờ là có thể đến. Bất quá hắn biết, một canh giờ ngắn ngủi này bằng vào thực lực bây giờ khẳng định bay không qua. Giới vực thủ hộ. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vân thi triển ra giới vực dung hợp. Giới vực có thể dùng chiến đấu, cũng có thể dùng để bảo hộ bản thân. Giới vực dung hợp vận chuyển, ở bên ngoài thân hắn tạo thành một khôi giáp kiên cố, ẩn tàng ở trong vạn giới vũ y, ngăn cản không gian loạn lưu hình thành lực va chạm. Quả nhiên nhẹ nhõm không ít, tiếp tục đi tới. Sử dụng lực lượng giới vực,
cảm giác áp bách quả nhiên giảm bớt không ít. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tới trước. Tới gần hạch tâm của phần thiên khu, bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, bất quá áp lực cũng không phải hoàn toàn biến mất, để hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, không có thời gian sưu tập. Dù vậy, cũng chiếm được không ít bảo bối mà ở thần giới cũng khó tìm được. Lại bay về phía trước nửa canh giờ, lần nữa ngừng lại. Giờ phút này, toàn thân hắn lóe ra gân xanh, trên đầu mồ hôi chảy xuôi, con mắt hiện đầy tơ máu. Lần nữa, không cách nào đi tới. Phần thiên khu là hạch tâm của rất nhiều thế giới va chạm hình thành. Nơi này vô luận đối với linh hồn hay nhục thân, đều có lực áp bách cực mạnh. Vạn giới vũ y có thể chịu đựng, thân thể của hắn lại không kiên trì được, cho dù sử dụng giới vực cũng không được. Chẳng lẽ phải trở về? Vào không được liền chỉ có thể trở về, bất quá Nhiếp Vân có chút không cam tâm. Không đến trọng yếu nhất, rất khó cảm ngộ đến đồ vật tinh túy nhất của thế giới, liền không cách nào làm cho thế giới nạp vật của hắn tiếp tục tấn thăng. Nói cách khác, không tiếp tục đi tới, thật vất vả tới chỗ này liền uổng phí. Nhất định phải tiến vào phần thiên khu. Phần thiên thú có thể đi vào, ta khẳng định cũng có thể. Mắt sáng lên, Nhiếp Vân cắn răng. Phần thiên thú có thể cường đại như thế, khẳng định cùng ở trung tâm đặc thù có quan hệ. Nếu như không thể vào, coi như an toàn rời đi, cũng sẽ để hắn không cam lòng. Vô luận như thế nào cũng phải vào xem một chút, có lẽ có thể tìm được điều kiện hình thành giới vực hoàn mỹ, để thực lực của hắn tăng nhiều. Có hai phương pháp tiếp tục tiến lên, thứ nhất, đề cao thực lực nhục thân. Thứ hai, đề cao thực lực bản thân. Không có bảo vật, không biết phương pháp, thời gian ngắn tăng lên nhục thân khẳng định không có khả năng. Thực lực của ta đạt tới loại tình huống này, trong thời gian ngắn muốn tấn cấp cũng rất khó, trừ khi để thế giới nạp vật tấn cấp. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Nhiếp Vân nhíu mày. Mặc dù rất muốn tiến vào hạch tâm của phần thiên khu, nhưng cũng biết cực hạn của hắn ở nơi nào, càng nghĩ càng thấy khó khăn. Vô luận nhục thân hay thực lực, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Thực sự không được. Liền vận dụng đại đạo kia. Trong đầu lóe lên linh quang, một ý nghĩ xông ra, trong lòng của Nhiếp Vân nhịn không được khẽ động. Trong cơ thể Nhiếp Vân còn có một đại đạo bài danh phía trên, là lúc trước dùng hợp diễm hỏa, hàn băng hình thành. Đại đạo này vừa hình thành liền vọt tới ở trước mặt tất cả đan điền, thậm chí thế giới nạp vật cũng xếp sau nó. Nếu như có thể kháng trụ thiên đạo đại kiếp, rất có thể trở thành đại đạo mới, để hắn biến thành cường giả đế cảnh. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền có thể nhìn ra đại đạo này đáng sợ. Bởi vì đại đạo này sẽ bị thiên đạo phát hiện, nghiền ép, ở thần giới không dám sử dụng, cũng không dám để vào giới vực dung hợp, giờ phút này khác biệt. Vạn giới động thiên thuộc về một giới độc lập, không thuộc về phạm trù của thần giới. Có thể thử một chút hay không? Nghĩ vậy, trong mắt Nhiếp Vân tràn đầy lửa nóng. Mặc dù đại đạo dung hợp này để thực lực của hắn thấp xuống, nhưng hắn biết, rất nhiều đại đạo chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đại đạo này. Sau khi sử dụng đến cùng có thể sinh ra hiệu quả như thế nào, cho dù là hắn, cũng không thể đoán trước. Bất quá, có thể khẳng định cực kỳ cường đại. Mặc kệ, thử một chút. Trong lòng làm ra quyết định, hít sâu một hơi, con mắt chậm rãi đóng lại. Ầm ầm. Tinh thần điều động đại đạo dung hợp kia, một cỗ lực lượng bành trướng trong nháy mắt phóng tới toàn thân. Nguy rồi, cảm giác áp bách thật lớn. Đại đạo vừa tiến vào thân thể, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trên đầu phẳng phất, như có một đôi mắt thật to xuyên thấu qua vạn giới động thiên, nhìn chằm chằm hắn, để hắn không dám động đậy. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo ý chí của thần giới? Cảm nhận được lực lượng của đôi mắt kia mang đến, trong lòng Nhiếp Vân rõ ràng. Nếu như nó thật muốn động thủ, chỉ sợ ta một phần ngàn hô hấp cũng không kiên trì nổi. Khó trách cường giả thâu thiên tá thọ cảnh không dám vận dụng lực lượng. Cặp mắt kia khẳng định chính là thần giới thiên đạo, hắn sử dụng đại đạo dung hợp, bị đối phương thăm dò được. May mắn đây là ở vạn giới động thiên, mặc dù đối phương thăm dò được, nhưng không thể động thủ, nếu là ở thần giới, chỉ bằng vào lần này, chỉ sợ thiên đạo đại kiếp sẽ trực tiếp phủ xuống. Thiên đạo đại kiếp là lực lượng mạnh nhất của thiên đạo, cường giả đại đế cũng gánh không được, đừng nói hắn hiện tại. Một khi đụng tới, chỉ có một con đường có thể đi, là thần hồn câu diệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra về sau nên ít dùng đại đạo dung hợp. Nhiếp Vân sinh lòng cảnh giác. Mặc dù cùng thiên đạo cách nhau vạn giới động thiên, nhưng vẫn như cũ cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Có thể đoán được, chỉ cần mình không chút kiêng kỵ sử dụng lực lượng đại đạo này, đối phương rất có khả năng sẽ hạ xuống thiên đạo đại kiếp. Cho nên về sau coi như bất đắc dĩ sử dụng đại đạo này, cũng phải cẩn thận, nếu không địch nhân chưa chết, ngược lại đưa tới thiên đạo tức giận, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, hiện tại thử uy lực một chút lại nói. Trong lòng cảnh giác, nhưng cũng đồng dạng lửa nóng. Vừa sử dụng đại đạo dung hợp này, hắn lập tức cảm thấy lực lượng toàn thân bành trướng, cả người phẳng phất như biến thành chiến thần không gì không thể chiến thắng, cái gì cũng không sợ. Loại cảm giác này, chỉ có ban đầu ở hỗn độn đại dương mới thể nghiệm qua, ở thần giới còn chưa bao giờ có.
vì phòng ngừa thiên đạo trừng phạt, trước vận dụng 1/10 lực lượng. Mặc dù muốn thử lực lượng của đại đạo này một chút, nhưng Nhiếp Vân không lỗ mãng. Thiên đạo thời khắc lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hắn không dám chắc chắn đối phương có thể hạ xuống trừng phạt hay không, đã như vậy, liền thí nghiệm một chút xíu, trước vận dụng 1/10 lực lượng thử xem, nếu như không có vấn đề, lại tiếp tục gia tăng lực lượng. Dù sao hiện tại hắn không chiến đấu với người khác, cũng không gặp được nguy hiểm, không cần thiết vận dụng sức chiến đấu mạnh nhất. Cô cô cô. Lực lượng đại đạo ở đầu ngón tay hình thành một đạo hào quang sáng lạn, dung hợp toàn thân, tựa như hình thành một khôi giáp màu vàng. Mặc dù chỉ là 1/10 lực lượng, nhưng vừa dung hợp nhục thân, cảm giác áp bách lập tức biến mất. Quả nhiên cường đại hơn giới vực dung hợp rất nhiều. Giới vực dung hợp không chịu nổi áp bách bây giờ, mà đại đạo chỉ dùng 1/10 lực lượng, thì ung dung như ý, đủ thấy hai người chênh lệch. Không có cảm giác áp bách, trong lòng Nhiếp Vân buông lỏng, nắm đấm siết chặt đánh về phía trước. Một vết nứt không gian kéo dài mấy chục dặm xuất hiện ở trước mắt. Cái gì? Nhiếp Vân thu quyền đứng thẳng, giật nảy mình. Hiện tại hắn không ở thần giới, mà là ở phụ cận hạch tâm của phần thiên khu. Cảm giác áp bách ở nơi này cho dù có vạn giới vô y ngăn cản, cũng có chút không chịu nổi. Bởi vậy đủ thấy cường độ không gian ở nơi này. Cường độ không gian mạnh mẽ như vậy, sử dụng giới vực dung hợp, đại diễn thiên cơ kiếm, toàn bộ sức chiến đấu chung vào một chỗ. Nhiều nhất phá vỡ một vết nứt không gian mấy dặm cũng không tệ rồi. Giờ phút này tùy tiện một quyền liền đánh ra khe hở hơn 10 dặm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Há không nói rõ vận dụng đại đạo này, uy lực so với thực lực bình thường của hắn cường đại trọn vẹn gấp 10 lần. Cường đại gấp 10 lần. Coi như cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, cũng không cường đại như vậy. Nhiếp Vân chấn kinh. Cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở kiếm linh cốc, từng bị một kiếm thị đuổi không ngừng đào tẩu. Biết rõ lực lượng của loại cường giả này. Lúc đó kiếm thị cũng không có mạnh hơn hắn 10 lần. Rời kiếm linh cốc, thực lực lần nữa gia tăng, gấp 10 lần tự nhiên càng thêm cường đại. Căn cứ phỏng đoán của hắn, một quyền mới vừa rồi, coi như cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không thi triển được, cũng không có lực lượng cường đại như vậy. Nói cách khác, sử dụng đại đạo dung hợp, lực chiến đấu của hắn đã vượt qua cường giả thâu thiên tá thọ cảnh. Đây mới là 1/10 lực lượng. Hai mắt Nhiếp Vân lấp lóe, khó mà lắng lại. Nếu như vận dụng toàn bộ lực lượng của đại đạo dung hợp ngược lại cũng thôi, mấu chốt là chỉ dùng 1/10 lực lượng liền khổng lồ như thế. Nếu như vận dụng toàn bộ, há không cho thấy, có thể thi triển sức chiến đấu vượt qua thực lực bây giờ gấp trăm lần. Này kinh khủng như thế nào? Loại lực lượng này mặc dù xa xa không kịp đại đế, nhưng dưới đại đế chỉ sợ không có địch thủ. Nhiếp Vân đè nén lửa nóng trong lòng. Mục đích tới nơi này chính là vì tấn thăng thực lực, chỉ là không nghĩ, tới lúc trước tâm huyết dâng trào dung hợp đại đạo sẽ có uy lực như thế. Vận dụng 2/10 lực lượng thử xem. Xác định 1/10 lực lượng, Nhiếp Vân lần nữa thí nghiệm. Thời gian không dài liền ngừng lại, lắc đầu. Cho dù ở trong vạn giới động thiên, cũng chỉ có thể vận dụng 1/10 lực lượng. Vận dụng quá nhiều, thiên đạo rất có thể phá vỡ thời không gông cùm xiềng xích, trực tiếp tiến hành trừng phạt ta. Mặc dù hưng phấn, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đại đạo dung hợp rất cường đại, nhưng quá bị thiên đạo ghen ghét. Vận dụng 1/10 lực lượng, đối phương liền lộ ra không kiên nhẫn. Vận dụng nhiều, dù là ở vạn giới động thiên, cũng sẽ hạ xuống thiên đạo trừng phạt, để hắn không chịu nổi. Có lẽ nương theo thực lực gia tăng, ta có thể vận dụng lực lượng càng nhiều. Lực lượng bây giờ của hắn còn không thể hoàn toàn khống chế đại đạo dung hợp, một khi sử dụng phát ra quá nhiều lực lượng, có lẽ sau khi thực lực gia tăng, có thể khống chế tốt hơn, không đến mức bị động giống như bây giờ. Còn có một chút nhất định phải chú ý. Suy nghĩ xong, Nhiếp Vân cẩn thận nhìn quanh một vòng, lộ ra vẻ thận trọng. Đại đạo dung hợp sử dụng ở trong cơ thể ta, liền sẽ lưu lại lạc ấn, số lần sử dụng càng nhiều, lạc ấn càng nặng, đến thần giới rất dễ dàng bị thiên đạo thăm dò. Cũng chính là nói, nếu không vạn bất đắc dĩ, cho dù ở tiểu thế giới, đại đạo dung hợp cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đại đạo dung hợp uy lực to lớn, chỉ cần sử dụng, tất nhiên để nhục thân, linh hồn có bay vọt cực lớn, coi như về sau không dùng. Nhưng những cải biến này vẫn tồn ở trong thân thể, bị thiên đạo cảm ứng. Thật giống như dòng suối chảy qua cống rãnh, dù là về sau dọn dẹp sạch sẽ, cũng sẽ lưu lại nước đọng. Ở trong tiểu thế giới sử dụng đại đạo dung hợp, mặc dù có thể ngăn cản thiên đạo trừng phạt, nhưng bộ phận lực lượng lưu lại ở trong cơ thể, nương theo sử dụng càng nhiều, lạc ấn lưu lại cũng càng nhiều, tích lũy thời gian dài, thiên đạo vẫn như cũ hạ xuống trừng phạt. Bởi vậy, vì bản thân an toàn, mặc dù đại đạo dung hợp cường đại, vẫn nên ít dùng. Dựa theo lạc ấn trong cơ thể lưu lại, ta tối đa chỉ có thể sử dụng 10 lần. Dựa theo vừa rồi đại đạo dung hợp lưu lại lạc ấn, Nhiếp Vân tính toán một chút, đại khái sử dụng khoảng 10 lần, liền có thể bị thiên đạo phát giác. Nói cách khác, trước khi hắn dám chính diện trùng kích thiên đạo, là không thể tùy ý sử dụng.
Nếu không, một khi thiên đạo phát hiện, hạ xuống thiên đạo chỉ kiếp, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước mặc kệ, thừa dịp hiện tại đại đạo còn lưu chuyển ở trong cơ thể, nghĩ biện pháp tiến vào hạch tâm của phần thiên khu lại nói. Đại đạo dung hợp sử dụng một lần, chỉ cần không chủ động tiêu trừ, ít nhất có thể kéo dài chừng một ngày. Giờ phút này lực lượng còn tràn đầy toàn thân, nghĩ nhiều vô dụng, vẫn là trước tiến vào hạch tâm của phần thiên khu. Có lẽ ở bên trong sẽ đột phá, thực lực lần nữa bạo tăng. Sức chiến đấu của bản thân cao, dùng đại đạo dung hợp hay không, đều không quá quan trọng. Hô hô hô, đại đạo dung hợp vận chuyển ở trong cơ thể, để thân thể của hắn càng kiên cố hơn, trước đó ngăn không nổi cảm giác áp bách của không gian, giờ phút này không có bất kỳ áp lực gì. Rất nhanh, đi hết lộ trình nửa canh giờ, hạch tâm của phần thiên khu xuất hiện ở trước mắt. Trung tâm phần thiên khu, không giống địa phương khác thấy qua, tựa như một viên cầu to lớn, trước đó bay ra rất nhiều bảo vật, đều là từ nơi này phun ra. Viên cầu có màu trắng, mang theo lực lượng vặn vẹo cực mạnh. Nếu như không có vạn giới vũ y cùng đại đạo dung hợp ủng hộ, tùy tiện đi tới nơi này, nháy mắt liền sẽ hóa thành tro bụi. Vách ngăn thật kiên cố. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn viên cầu trước mắt, nhẹ nhàng gõ mấy lần, phát hiện vách ngăn kiên cố đến cực điểm, giống như sắt thép. Phá. Nhíu mày, trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, đại diễn thiên cơ kiếm lần nữa xoay chuyển, bỗng nhiên bổ tới. Thiên địa khuấy động, một cỗ lực lượng hạo nhiên tràn đầy thiên địa, xém chút để Nhiếp Vân phun máu tươi. Soạt. Vách ngăn xuất hiện một vết rách, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, khôi phục như lúc ban đầu, thân thể nhảy lên, như du ngư chui vào. Không gian nơi này lại vững chắc như thế. Vừa tiến vào vách ngăn, Nhiếp Vân lập tức phát hiện không thích hợp. Không gian phía ngoài, thời gian hỗn loạn không chịu nổi, thế giới sụp đổ, mà thế giới trong vách ngăn lại cực kỳ vững chắc, thậm chí kiên cố hơn thần giới rất nhiều. Trước kia từng gặp phong bạo hủy thiên diệt địa, lâm vào trong phong bạo, thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ nước chảy bèo trôi. Nhưng trung tâm phong bạo lại dị thường an ổn, không có một chút dấu vết phong bạo. Đoán chừng hạch tâm của phần thiên khu này cũng như thế. Sau khi khiếp sợ, Nhiếp Vân hiểu được, thời không xung quanh phần thiên khu vặn vẹo, cho người ta lực áp bách cường đại, nhưng trung tâm không như vậy, có phải đạo lý giống như mắt bão mà mình thấy qua không? Khó trách sau khi những phần thiên thú kia bị thương, liền chạy trốn vào trung tâm, nguyên lai còn có một thế ngoại đào nguyên như vậy. Đứng ở khu vực trung tâm của phần thiên khu, cảm nhận được không gian áp lực trong đó, Nhiếp Vân hít sâu một hơi, con mắt quang mang chớp động. Nơi này chẳng những không gian vững chắc, trọng yếu hơn chính là khắp nơi tràn ngập tân sinh thế giới tươi mát khí tức. Vô số đại đạo hình thức ban đầu lưu chuyển, để cho người ta nhìn lên một cái, thì có cảm ngộ mới. Tiến vào nơi này mới thật sự hiểu, ở bên ngoài cảm ngộ cùng cảm ngộ ở chỗ này, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể so sánh nổi. Cái này rất giống đệ tử ngoại môn cùng đệ tử chân truyền khác biệt. Ở bên ngoài bồi hồi, chỉ biết kỳ hình, chỉ có tiến vào bên trong, mới được tinh túy. Nếu như ở chỗ này quan sát, cái gì cũng không cần làm, thời gian 3 năm ta liền có thể thành công tấn cấp giới vực hoàn mỹ, không có vấn đề chút nào. Nhìn quanh một vòng, nhìn lấy đại đạo hình thức ban đầu rời rạc ở chung quanh, tân sinh thế giới chân ý, Nhiếp Vân có chút kích động. Ở nơi này tu luyện, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể thành công tấn cấp giới vực hoàn mỹ, không còn gông cùm xiềng xích. Chỉ bất quá. Vạn giới động thiên mở ra chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng sau nhất định phải rời đi, thời gian 3 năm nhất định là không được. Chỉ có một biện pháp, nghĩ biện pháp thôn phệ nó vào thế giới nạp vật. Chỉ cần thành công, thế giới nạp vật nhất định có thể nhanh chóng đột phá, gia tăng 2 cấp cũng không có vấn đề gì. Để hắn ở chỗ này 3 năm khẳng định làm không được, nhưng có biện pháp để thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Cái kia chính là nghĩ biện pháp thôn phệ hạch tâm của phần thiên khu vào trong thế giới nạp vật. Một khi thành công, bằng vào nhiều chân ý thế giới, đại đạo hình thức ban đầu như vậy, nhất định có thể làm cho thế giới nạp vật lần nữa tăng lên, thuận lợi tấn cấp đến cấp 7, cấp 8 cũng có thể. Trước tìm hạch tâm đã. Nghĩ vậy, cố nén xúc động muốn lập tức tu luyện, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Bất kỳ thế giới nào, đều có vị trí hạch tâm. Nếu hạch tâm của phần thiên khu này giống như bão mắt hình thành một viên cầu, tự nhiên cũng sẽ có hạch tâm cốt lõi. Muốn luyện hóa khu trung tâm, chỉ cần luyện hóa hạch tâm là đủ. Hiện tại cần phải làm là tìm được hạch tâm, luyện hóa, dung nhập thế giới nạp vật. Nhìn một vòng, tìm đúng phương hướng, Nhiếp Vân thẳng tắp bay tới đằng trước. Phần thiên khu vô cùng bao la, nhưng khu trung tâm không lớn, nhiều nhất chỉ tương đương Tà Nguyệt Chí Tôn vực mà thôi. Thoạt nhìn khoảng cách không nhỏ, nhưng bằng vào thực lực bây giờ, lại vô cùng đơn giản. Thời gian không dài, liền phi hành không biết bao nhiêu ức vạn dặm, đi vào khu vực cốt lõi, một sơn mạch to lớn xuất hiện ở trước mắt. Sơn mạch này không giống những thứ khác, bộ dáng giống như tổ ong mật, khắp nơi đều là cửa hang. Từng cửa hang đều to khoảng 10 trượng, đập vào mắt lít nha lít nhít, chừng mấy trăm vạn, để cho người ta hoa mắt. Chẳng lẽ nơi này là...
chỗ ở của phần thiên thú. Đo đạc một chút cửa động lớn nhỏ, trong lòng của Nhiếp Vân lộp bộp một cái, nghĩ tới một sự kiện. Trước đó phần thiên thú chạy trốn, đi vào trung tâm liền mất đi tung tích, chẳng lẽ toàn bộ đều đến nơi này? Bằng không, tại sao có thể có nhiều xào huyệt như vậy? Nếu thật như thế, mấy trăm vạn cái huyệt động, mấy trăm vạn phần thiên thú. Nhiếp Vân đau cả đầu. Hô hô hô. Đang xoắn suýt vấn đề này, một tiếng gầm rú vang lên, ngay sau đó vô số bóng đen vọt tới hắn. Những bóng đen này đều là phần thiên thú, từng cái mang theo tốc độ xé rách phong minh, còn chưa tới trước mặt, liền cho người ta một loại tâm linh áp bách. Chính là nhân loại này, lại dám xông đến nơi này, muốn chết. Nếu đã tới liền chớ đi. Từng đạo ý niệm gào thét mà tới. Những phần thiên thú này rất nhiều không nói ngôn ngữ nhân loại, bất quá linh hồn của Nhiếp Vân cường đại, lại có thiên phú thiên nhĩ sư, bằng vào ý niệm của bọn nó ba động, liền có thể hoàn toàn nghe hiểu ý tứ của đối phương. Vài con phần thiên thú mới vừa rồi bị ta đuổi đi quả nhiên trốn tới đây. Nhìn phía trước, vọt tới trước nhất quả nhiên là vài con trước đó bị đả thương, gia hỏa hỏa long kia đang tức giận vọt tới, tựa hồ muốn mượn ưu thế tộc quần báo thù. Soạt, tốc độ của phần thiên thú cực nhanh, thời gian nháy mắt liền đến trước mặt. Những thiên đạo thú này to lớn, mỗi một con có thực lực hoàng cảnh đỉnh phong giới vực nhất phẩm, lại thêm phòng ngự cường đại, coi như đa ba vương tử lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Tên nhân loại này cổ quái, cùng nhau động thủ. Hỏa long bạo giống, đi đầu xuất thủ. Nương theo tiếng la, những phần thiên thú khác không do dự, trong chốc lát vô số đạo lực lượng hình thành một dòng sông to lớn lao qua. Dòng sông này kéo dài mấy chục dặm, vô luận tránh né như thế nào cũng né không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Đám súc sinh này, Nhiếp Vân biến sắc. Không có nghĩ tới những phần thiên thú này không nói hai lời trực tiếp động thủ, coi như hắn vừa mới thí nghiệm qua đại đạo dung hợp, cũng cảm thấy đau cả đầu. Hấp thu máu của đối phương tấn cấp nhục thân, để thực lực của hắn tăng nhiều. Đối chiến một hai con phần thiên thú đã không thành vấn đề, nếu như sử dụng đại đạo dung hợp, mấy chục con phần thiên thú cũng có thể đối phó. Nhưng mấy ngàn mấy vạn, cái này phải đánh thế nào? Nhất là bọn chúng cùng một chủng tộc, lực lượng tương đương, cho dù không sử dụng trận pháp hợp kích, lực lượng cũng có thể hoàn mỹ dung hợp, hình thành chiêu số mạnh hơn. Đại diễn thiên cơ kiếm. Thời gian không cho hắn suy nghĩ nhiều, lĩnh vực trực tiếp vận chuyển, hơn 10 thanh trường kiếm hoàng cảnh viên mãn đồng thời bay lên, phối hợp diễm hỏa, hàn băng dung hợp đồng thời thi triển đại diễn thiên cơ kiếm. Trước đó sử dụng đại đạo dung hợp thí nghiệm lực lượng, chỉ là tùy ý đánh ra một quyền, mà không sử dụng kiếm thuật. Đại diễn thiên cơ kiếm là tuyệt chiêu của kiếm đạo đại đế Lục Hy, uy lực vô cùng mạnh mẽ, ở dưới đại đạo dung hợp khu động, càng phát huy ra lực lượng siêu cường. Soạt, soạt, không gian kiên cố phẳng phất như bị mổ ra, không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền nứt ra mấy chục vết rách to lớn. Vết rách nghênh đón dòng sông, hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm kịch liệt, trong nháy mắt ở trên không trung tạo thành một lỗ đen thật lớn. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ va chạm đến, ngực Nhiếp Vân buồn bực, phun ra máu tươi. Mặc dù đại đạo dung hợp cường đại, nhưng mấy ngàn con, mấy vạn con phần thiên thú đồng thời xuất thủ công kích thực sự quá cường đại, một chút liền để hắn bị trọng thương. Nếu không có đại đạo dung hợp hộ thể, chỉ sợ lần này sẽ bị đánh chết. Không được, khẳng định không phải đối thủ. Tẩu vi thượng sách, một chiêu bại trận, bay ngược mấy trăm dặm, Nhiếp Vân không do dự nữa, xoay người bỏ chạy. Nếu như đại đạo dung hợp có thể thi triển 100% lực lượng, ngược lại cũng không sợ hãi những phần thiên thú này, nhưng chỉ có thể sử dụng 1/10 lực lượng lại khác biệt. Không cách nào chống lại đối phương, tiếp tục kiên trì, làm không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này. Còn không bằng trước đào tẩu, quay đầu lại tính toán sau. Triển khai Phượng Hoàng Chi Dực, thân thể nhoáng một cái, giống như thuấn di bỏ chạy. Phượng Hoàng Chi Dực dung hợp vạn giới vũ y, có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn, lại phối hợp lực lượng đại đạo dung hợp, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng khó có thể đuổi kịp. Mặc dù phần thiên thú cường đại, nhưng còn không có đạt tới thâu thiên tá thọ cảnh, chỉ thấy hai cánh hắn lóe lên, liền biến mất ở phương xa. Đáng giận, làm sao cho hắn chạy trốn? Tại sao tên nhân loại này có thể có tốc độ nhanh như vậy? Không đúng, thời điểm mới vừa rồi chiến đấu với chúng ta, thực lực của hắn, ngay cả ta cũng không thể tổn thương, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta liên hợp công kích? Nhân loại luôn luôn gian trá, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, nếu gia hỏa này tới đây, khẳng định không có hảo ý, chúng ta vô luận như thế nào cũng phải chém giết. Nhìn thấy Nhiếp Vân biến mất ở trước mắt, triệt để mất tích, rất nhiều phần thiên thú gào giống. Bao năm qua bọn chúng cũng đã gặp không ít nhân loại, có thể ngăn cản bọn chúng liên hợp công kích, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Trọng yếu hơn là, mới vừa rồi gia hỏa kia còn không có loại lực lượng này, mới bao lâu liền lợi hại như vậy. Chúng thú đang gào thét, một tiếng nổ thật to vang lên. Cảm nhận được tiếng oanh minh này, tất cả phần thiên thú đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía sơn mạch, mặt cung kính. Là vương,
Hỏa Long cũng xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo sùng bái. Vương, vương giả trong phần thiên thú, thực lực đã đạt tới để chúng nó ngưỡng vọng. Nhân loại kia lấy sức một mình ngăn trở vô số phần thiên thú công kích, mặc dù coi như rất cường đại, trên thực tế so với vương, lại nhỏ yếu giống như trứng gà. Vương chỉ cần dùng một tay liền có thể tùy tiện diệt sát, không cần tốn nhiều sức. Chỉ bất quá vương bình thường đều rơi vào trạng thái ngủ say, không nghĩ đến nhân loại này tiến vào nơi này, lại để nó tỉnh giấc. Tất cả phần thiên thú nghe lệnh, đuổi theo tên nhân loại này, mang hắn đến nơi này của ta. Nơi này là địa phương chúng ta đời đời sinh hoạt, không cho phép nhân loại hoen ố. Tất cả phần thiên thú xoay đầu lại, một thanh âm to lớn truyền vào lỗ tai của bọn nó. Thanh âm này mang theo uy nghiêm bá khí, để tất cả phần thiên thú không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám phản kháng. Lập tức lục soát, ta cần sống. Thanh âm của phần thiên thú vương vang lên lần nữa. Vâng, vương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, chém giết tên nhân loại này. Chúng ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Nghe được mệnh lệnh của vương, muốn chém giết tên nhân loại này, tất cả phần thiên thú đều mắt sáng rực lên, đồng loạt phóng đi. Mấy vạn con phần thiên thú đồng thời xuất phát, giữa thiên địa giống như vang lên lôi minh, không gian xuất hiện vết rách. Hắc hắc, vương tự mình hạ lệnh, ta xem ngươi trốn chỗ nào. Cười hắc hắc, hỏa long theo sát sau lưng phần thiên thú khác vọt ra ngoài. Bắt ta. Vị vương giả này ta lại không biết, bắt ta làm gì. Mặc dù Nhiếp Vân chạy trốn rất xa, nhưng khí tức vương giả hùng vĩ, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thế giới, cũng nghe được mệnh lệnh này. Bất quá, không giống phần thiên thú hưng phấn, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Phần thiên thú vương này, tại sao muốn bắt mình? Cả hai không nhận biết, lại không có làm chuyện xấu xa gì. Bị nhiều phần thiên thú như vậy đuổi bắt, ngẫm lại cũng cảm thấy nhức đầu. Bất quá việc đã đến nước này, xoắn suýt cũng vô dụng, trước hết nghĩ biện pháp ứng phó cái đã. Phượng Hoàng chi rực lấp lóe, Nhiếp Vân bay về phía trước. Mặc dù tốc độ của phần thiên thú đuổi không kịp, nhưng hạch tâm của phần thiên khu chỉ lớn như vậy, không có khả năng một mực thẳng tắp tiến lên. Mau nhìn, nhân loại kia ngay ở phía trước. Nửa ngày sau, vài con phần thiên thú trước tiên phát hiện tung tích của hắn. Trốn chỗ nào, nhân loại? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Dừng lại cho ta. Từng tiếng gầm rú vang lên ở sau lưng, ngay sau đó mấy cái móng vuốt to lớn lan tràn tới. Đáng giận. Nhiếp Vân biết một khi bị chúng quấn lên, đại quân còn dư lại nhất định sẽ vây quanh mình. Sầm mặt lại, thi triển ra đại diễn thiên cơ kiếm. Soạt. Một đạo huyết quang hiện lên, vài con phần thiên thú bị hắn chém thành hai khúc. Sử dụng đại đạo dung hợp, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trước đó cần mấy chục kiếm mới có thể phá vỡ phòng ngự. Giờ phút này chỉ cần một kiếm. Thu. Một chiêu chém giết vài con phần thiên thú, Nhiếp Vân vồ một cái, thu thi thể vào thế giới nạp vật, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Vừa rồi mấy con phần thiên thú này gầm rú, tất nhiên chuyển ra ngoài, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Một lúc lâu sau, làm sao nhiều phần thiên thú như vậy? Đằng sau một gò núi, Nhiếp Vân ngụm lớn thở hổn hển, gương mặt bất đắc dĩ. Sau khi giết vài con phần thiên thú, hành tung của hắn rốt cục bị phát hiện, vô số phần thiên thú lao qua. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hắn ở bên trong. May mắn thực lực của hắn bây giờ cường đại, lại có vạn giới vũ y bảo hộ. Nếu không, còn không có chạy thoát liền bị tươi sống giết chết. Cho dù chạy thoát, cũng bị đánh trúng không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này ngực khó chịu, khóe miệng tựa hồ có máu tươi chảy xuôi. Phần thiên thú thực sự nhiều lắm, hắn một kiếm có thể chém giết mấy con, nhưng hàng chục con đồng thời vọt tới, lực lượng kiếm khí liền không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Chính vì vậy bọn chúng căn bản không sợ hãi mình, cũng không sử dụng chiêu số gì, trực tiếp xông về trước. Nhiều lần đều bị vây quanh, kém chút trốn không thoát, nếu không phải thủ đoạn nhiều, khẳng định đã bị bắt lấy. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, không còn hưng phấn như trước đó, ngược lại tràn đầy lo lắng. Hiện tại với ta mà nói có ba con đường có thể đi. Thứ nhất, phá vỡ vách ngăn, rời đi nơi đây. Thứ hai, giết chết toàn bộ phần thiên thú. Thứ ba, nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, để phần thiên thú không còn dám tiến công ta. Nơi này ẩn chứa đại đạo hình thức ban đầu cùng thế giới chân ý, thật vất vả tiến đến, trực tiếp rời đi, lần sau lại đến sẽ rất khó. Hơn nữa, còn không có tìm được hạch tâm, thế giới nạp vật không được tấn thăng. Tốn hao thiên tân vạn khổ mới tới nơi này, nếu như bởi vì vây công mà chạy đi, thực sự có chút không cam tâm. Mất đi cơ hội lần này, thế giới nạp vật lại muốn tấn cấp, cũng không biết năm nào tháng nào. Cho nên, con đường thứ nhất, khẳng định không thể đi, nếu không, đối với đạo tâm của hắn có đả kích nhất định. Con đường thứ hai ngược lại có thể thực hiện, chỉ là thực lực bây giờ làm không được, trừ khi vận dụng toàn bộ lực lượng của đại đạo dung hợp. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Vận dụng đại đạo dung hợp đạt tới 100%, hoàn toàn chính xác không còn e ngại những phần thiên thú này, chém giết toàn bộ cũng chưa biết chừng,
Nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới thần giới thiên đạo thăm dò, hạ xuống thiên đạo chi kiếp. Một khi đại kiếp hạ xuống, tương đương với mới rời hang sói, lại tiến vào hang hổ. Hơn nữa, còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Con đường thứ hai, khẳng định cũng không được. Hai cái trước đều không được, vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ ba. Nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, để những phần thiên thú này không dám qua tìm mình phiền toái. Ý tưởng là không tệ, chỉ là làm sao mới có thể tăng thực lực lên? Nhiếp Vân trầm tư. Đối với tình huống hiện tại của hắn mà nói, phương pháp tốt nhất tăng chính tấn cấp hoàng cảnh. Bất quá, còn không có lĩnh ngộ giới vực hoàn mỹ, giờ phút này liền tấn thăng, trước đó hết thảy cố gắng đều uổng phí, càng không cam tâm. Trước mắt phương pháp nhanh chóng tăng lên có ba, thứ nhất chính là trực tiếp tấn cấp hoàng cảnh, cái này không tốt, không cần suy nghĩ. Thứ hai, là dung hợp đại đạo khác, để đại đạo nhiều lần giao hòa. Dung hợp diễm hòa, hàn băng đại đạo, liền để hắn có loại thực lực này, đủ thấy đại đạo dung hợp đáng sợ. Nếu như giờ phút này lại dung hợp nhiều mấy thứ, tỉ như thôn phệ, y đạo, huyễn cảnh cùng kiếm đạo hòa vào nhau, tất nhiên có thể làm cho thực lực lần nữa bạo tăng. Chỉ bất quá đại đạo dung hợp càng nghịch thiên, càng đánh vỡ thiên đạo cân bằng, càng lọt vào thiên đạo thăm dò. Căn cứ kinh nghiệm phía trước, thật muốn dung hợp nhiều đại đạo như vậy, có thể vận dụng lực lượng nhiều nhất cũng chỉ tương đương 1/10 của diễm hòa, hàn băng dung hợp. Lực lượng lại lớn cũng vô dụng, thiên đạo hạn chế, chỉ cần vượt qua liền diệt sát. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bài trí. Hơn nữa, thật muốn dung hợp các loại đại đạo, lại không sử dụng đại đạo dung hợp, thực lực của mình liền thẳng tắp hạ xuống, cho dù trở lại thần giới, cũng sẽ biến thành đối tượng mặc người chém giết. Con đường này cũng không thông. Nhiếp Vân lắc đầu. Phương pháp thứ ba, là nghĩ biện pháp tìm được hạch tâm, dung nhập vào thế giới nạp vật, cấp tốc tăng thực lực lên. Chỉ cần thế giới nạp vật tấn thăng, thực lực của ta nhất định sẽ bạo tăng lần nữa, hơn nữa chiếm được hạch tâm. Muốn rời đi liền rời đi, rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Hai con đường trước không làm được, chỉ có thể đi con đường này. Bất quá, con đường này cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Căn cứ phía trước cảm ứng, hạch tâm tất nhiên ở chỗ sơn mạch của phần thiên thú. Nơi này là hang ổ của phần thiên thú, muốn có được, người trước hết phải đi qua. Tình huống của ta hiện tại, làm sao có thể qua? Nhiếp Vân nở nụ cười khổ. Hiện tại mâu thuẫn lớn nhất chính là bị phần thiên thú truy sát, đã trốn tới đây, còn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện, lâm vào vây quanh. Muốn lần nữa trở lại trung tâm, làm sao có thể? Hơn nữa, một khi thực đến trung tâm, chỉ sợ còn không có tìm được hạch tâm, liền bị vô số phần thiên thú liên hợp diệt sát. Cái này rất giống quan hệ mâu và thuẫn, không cách nào điều tiết. Nếu như ở thần giới mà nói, có thể tiềm hành, ẩn thân, dùng hết thảy biện pháp đi vào hạch tâm, nhưng không gian pháp tắc nơi này khác biệt thần giới. Ẩn chứa thế giới chân ý cùng đại đạo hình thức ban đầu, những vật này mang theo rất nhiều hạn chế. Quan trọng nhất là, phần thiên thú đối với khu vực này thực quá nhạy cảm, một khi không gian xuất hiện biến động, liền có thể phát hiện, ẩn hình, rất khó tránh thoát điều tra. Nhiếp Vân am hiểu nhất là tiềm hành, ẩn thân, nhưng hai thứ này đối với phần thiên thú mà nói tác dụng không lớn. Đối phương có được xúc giác bén nhạy, còn có lực khống chế không gian cực mạnh, ẩn tàng sẽ chỉ rơi vào vòng vây của đối phương. Tàng cũng không được, trốn cũng không được. Nên làm cái gì? Nhiếp Vân có chút buồn rầu. Vốn cho rằng tới đây liền có thể cảm ngộ đại đạo, thuận lợi để thế giới nạp vật tấn cấp, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Thực sự không được. Xoắn suýt không biết bao lâu, trong mắt Nhiếp Vân lóe ra một đạo hàn mang. Để chúng nó bắt lấy. Trước phần thiên thú vương nói hắn đã nghe được, muốn bắt sống, vậy để chúng nó bắt mình đi. Bắt lấy mình, tất nhiên phải đưa tới nơi trọng yếu giao cho thú vương, sau đó sẽ tìm cơ hội ăn cắp hạch tâm. Ý nghĩ này tuy đơn giản, cũng biết cũng không dễ dàng. Sau khi bị tóm, đối phương khẳng định dùng rất nhiều thủ đoạn cầm cố tu vi, để cho mình không thể chạy trốn. Còn nữa, phần thiên thú phổ thông cũng cường đại như thế, thú vương tất nhiên càng thêm lợi hại, thật muốn gặp phải, có thể chạy thoát hay không còn khó nói. Thật làm cho người đau đầu. Chủ động để phần thiên thú bắt, quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn liền vạn kiếp bất phục. Chỉ có thể như vậy, cùng lắm vận dụng viêm hoàng điện, thú vương mạnh hơn, cũng không thể nào là cường giả đế cảnh. Chỉ cần không đạt đến đế cảnh, liền không cách nào phá mở viêm hoàng điện phòng ngự. Trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn, Nhiếp Vân làm ra quyết định. Giờ khắc này đã không có đường khác có thể đi, biện pháp duy nhất chính là cái này, tuy nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là không thành công. Nắm giữ lá bài tẩy viêm hoàng điện này, cùng lắm là bị đối phương vây công, nơi nào cũng không đi được, tính mạng nhất định là không ngại. Làm ra quyết định, Nhiếp Vân cũng không đi xoắn suýt, thân thể nhảy lên, từ nơi ẩn thân bay ra. Lần này không ẩn giấu thân hình. Thời gian không lâu đã bị mấy con phần thiên thú phát hiện. Chỉ vài phút, phần thiên thú vây công thì đến được mấy ngàn con, bao bọc vây quanh xung quanh, không gian bị triệt để cầm cố.
Nhiếp Vân thấy mục đích đạt đến, giả vờ giả vịt phản kháng mấy lần, trốn ra phía ngoài, còn không có bay bao xa, không trung có một cái xích sắt to lớn bay tới, khóa ở bên hông của hắn. Sợi xích sắt này dùng một ít bảo vật ly kỳ luyện chế thành, mặc dù thực lực của hắn mạnh, ở trong thời gian ngắn cũng không thể chặt đứt. Hơn nữa, không chỉ như vậy, một sợi xích sắt khóa lại, ngay sau đó lại tới mấy cái. Không tới hai cái hô hấp, đã bị khóa thành bánh chưng, không cách nào chạy trốn. Thật không biết làm như vậy đúng hay sai. Cảm nhận được xích sắt khóa lại bản thân, ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng bị triệt để cầm cố, trong lòng Nhiếp Vân âm thầm lắc đầu. Lực lượng bị giam cầm, giờ khắc này muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bất quá, may mắn chính là, tuy những phần thiên thú này phẫn nộ, nhưng tuân thủ mệnh lệnh của thú vương, không hạ sát thủ với hắn. Dẫn hắn đi gặp vương. Nhân loại này đáng chết, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ý kiến của ta trước lột da gọt xương hắn, sau đó lại đưa cho vương. Lột da gọt xương. Vương muốn sống, người giết chết hắn, gánh nổi trách nhiệm sao? Không lột da gọt xương cũng được, ít nhất phải trừng phạt một thoáng, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Hỏa Long cũng tới trước mặt, rít gào. Bị Nhiếp Vân chặt đứt một cái móng vuốt, từ lâu hận thấu xương. Bây giờ nhìn thấy kẻ thù bị tóm, tự nhiên muốn trả thù. Trừng phạt không tệ, trực tiếp đưa hắn đến chỗ vương, thực sự quá tiện nghi rồi, không bằng dằn vặt một thoáng, coi như vương tự tay giết hắn, chúng ta cũng coi như đã báo thù. Trừng phạt, dùng hình pháp lợi hại nhất, chỉ cần không đánh chết là được. Bắt đầu đi, ngược lại lực lượng của hắn đã bị cầm cố lại, mọi người muốn báo thù cứ đến. Nghe được Hỏa Long nói, rất nhiều phần thiên thú động tâm. Vương chỉ cần sống, nhưng không nói có bị tổn thương hay không, thoi thóp đưa tới là được. Ngược lại đã bị tóm, không thể sống rồi, nếu như các ngươi dám dụng hình với ta, ta liền lập tức tự sát. Nghe được lời của đối phương, nhìn thấy chúng nó nóng lòng muốn thử, Nhiếp Vân đau cả đầu, vội vàng nói. Tự sát. Đám thú vốn còn muốn động thủ ngừng lại, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đừng tưởng rằng ta không dám, ngược lại sống không bằng chết, còn không bằng chết thống khoái. Sợ bọn họ không tin, Nhiếp Vân lần thứ hai quát. Quên đi, đừng làm rộn, mau dẫn đến trước mặt vương, ngược lại vương sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn, cũng coi như báo thù cho các huynh đệ, không cần lại làm điều thừa, vạn nhất bởi vậy để hắn tự sát, vương trách cứ xuống, chúng ta ai cũng không chịu nổi. Bị hắn uy hiếp, rốt cục một con phần thiên thú dáng dấp đầu lĩnh hô lên. Vẫn đúng là dễ lừa. Vốn tưởng rằng ăn vị đắng là khó có thể chạy trốn, không nghĩ tới tùy tiện nói vài câu đối phương liền tin tưởng. Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Tuy thực lực của những phần thiên thú này mạnh, nhưng vẫn dừng lại ở phần thiên khu, không tiếp xúc qua ngoại giới, đầu óc vẫn tương đối đơn thuần. Nếu như mình gặp phải có người lấy cái chết uy hiếp, nhất định sẽ để hắn đi chết. Treo cái chết ở bên mép, nhất định là không muốn chết. Phần thiên thú không dám giết hắn, lại lo hắn tự sát, một đường cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ, chỉ lo xảy ra vấn đề, Nhiếp Vân không những không bị dằn vặt, còn hưởng thụ đãi ngộ trước nay chưa từng có. Rất nhanh, lần thứ hai đến sơn mạch trung tâm. Đi một đường, giờ khắc này Nhiếp Vân cũng biết ngọn núi này ở trong miệng phần thiên thú xưng là Thánh Sơn, là chỗ ở của chúng nó, vương giả ở trong hang núi to lớn nhất của Thánh Sơn. Giải hắn vào, một âm thanh to lớn vang lên, nghe được âm thanh này, hết thảy phần thiên thú đều cúi đầu, đưa Nhiếp Vân vào trong hang động. Hang động âm u ẩm ướt, cùng tình cảnh bên ngoài hoàn toàn khác nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác âm hàn. Làm sao nhiều khung xương nhân loại như vậy? Đi một hồi, Nhiếp Vân cau mày. Trong huyệt động này đầy là khung xương nhân loại, không cần nhìn liền biết ở đây tử vong không ít nhân loại. Vạn giới động thiên thí luyện, mỗi lần đều có rất nhiều người thí luyện chết ở trong đó, không thể đi ra, cụ thể chết ở nơi nào, bởi vì ý chí của đại đế cũng không thể tiến vào nên không rõ ràng. Bất quá, từ nơi này hài cốt đầy đất có thể thấy được, tất nhiên có không ít người chết ở nơi này. Có thể tới tham gia vạn giới động thiên thí luyện, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm chỗ nào cũng có, chết ở chỗ này nhiều như vậy, mặc dù Nhiếp Vân tự nhận thực lực cao cường, trong lòng cũng không nhịn được phát lạnh. Không đúng, thực quá không đúng. Vương, đã dẫn nhân loại này tới. Đi qua sơn động âm u, đi tới một động phủ càng to lớn hơn, phần thiên thú mang Nhiếp Vân vào cúi đầu. Tràn đầy cung kính. Ngươi đi ra ngoài đi. Thanh âm của thú vương vang lên. Vâng. Phần thiên thú này xoay người rời đi, một khắc cũng không lưu lại. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt là cái ao thật lớn, bên trong tràn đầy chất lỏng đỏ tươi. Huyết dịch. Nhìn rõ ràng loại chất lỏng này, Nhiếp Vân sầm mặt lại. Trong hồ tràn đầy huyết dịch, hơn nữa đều là máu nhân loại. Xem ra những xương bên ngoài kia đều là bị thú vương này chém giết, huyết dịch chưa ở nơi này. Phì phò. Đang kinh ngạc, một ngọn gió vang lên, tâm thần Nhiếp Vân hơi động, đang muốn trốn tránh, bất quá còn chưa kịp, liền cảm thấy ngực tê dần, một luồng lực lượng khổng lồ tập kích tới. Oành!
phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược đến phía trên huyết trì, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Dãy dụa trôi nổi ở trên không trung, Nhiếp Vân nhìn về phía trước. Chỉ thấy một quái vật xuất hiện ở trước mắt. Đầu nhân loại, thân thể phần thiên thú. Nửa người nửa thú. Ngươi chính là thú vương. Nhiếp Vân biến sắc. Cái tên này chính là thú vương. Làm sao dáng vẻ ấy? Đúng vậy, ta chính là thú vương. Khóe miệng thú vương nứt ra, trong mắt màu đỏ tươi, liên tục đánh giá thân thể Nhiếp Vân, đầu lưỡi liếm môi. Không tệ, không tệ. Lại lĩnh ngộ đại đạo mới, không hổ là nhân loại. Ta chỉ cần hòa đại đạo của ngươi vào bản thân, có thể trực tiếp đột phá ràng buộc, thành tựu đế thú. Ngươi có thể nhìn ra ta lĩnh ngộ đại đạo mới. Con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại. Đại đạo dung hợp khác biệt với 3.000 đại đạo, cẩn thận nói. Đích xác là đại đạo mới, chỉ bất quá hắn vì phòng ngừa thiên đạo phát hiện, ẩn giấu ở trong cơ thể, dựa theo đạo lý, là không thể nào bị phát hiện. Làm sao tên này liếc mắt liền nhìn ra? Khà khà, ta đương nhiên có thể nhìn ra, coi như ngươi không lĩnh ngộ đại đạo mới. Chỉ cần đặt máu của ngươi ở trong ao, ta cũng có thể hoàn thành tế tự, thành công nuốt lấy hạch tâm của phần thiên khu, xung kích đế cảnh. Bất quá, ngươi lĩnh ngộ đại đạo mới, đối với ta mà nói liền đơn giản hơn rồi. Thú vương kiệt kiệt nở nụ cười. Tế tự, nuốt lấy hạch tâm phần thiên khu. Nhiếp Vân không rõ vì sao. Phần thiên thú là thiên đạo thú, thực lực mạnh nhất cũng chỉ ngang hàng thiên đạo, không thể siêu thoát, chỉ có trở thành đế thú, mới có thể chân chính tồn tại tuyên cổ, vĩnh viễn lưu truyền. Hạch tâm của phần thiên khu là rất nhiều thế giới giao hòa thành, có chứa lực lượng lớn lao, những năm này ta luôn muốn luyện hóa. Bất quá, ta cũng biết một khi luyện hóa, nhất định sẽ dẫn tới thiên địa hạo kiếp. Vì lẽ đó ta chém giết người thí luyện, sưu tập máu của bọn họ, chỉ cần huyết dịch sung túc, tế tự thiên đạo, hạo kiếp sẽ yếu bớt không ít. Một khi thành công, có thể thành công xung kích đế cảnh, trở thành đế thú, thoát khỏi nơi này ràng buộc. Tựa hồ biết Nhiếp Vân trốn không thoát, thú vương cũng không bảo lưu, mở miệng nói: Dùng máu nhân loại tế tự thiên đạo. Ngươi làm sao xác định máu nhân loại có thể để cho thiên đạo hạ thấp hạo kiếp? Nhiếp Vân không rõ. Thiên đạo công bằng, coi vạn vật vi sô cẩu, làm sao có khả năng bởi vì là máu nhân loại mà hạ thấp trừng phạt? Xem ra ngươi cũng không biết. Thú vương cười lạnh. Có thể đi vào thí luyện đều là hậu nhân của đại đế. Đại đế là cái gì? Tồn tại vượt qua thiên đạo, là kẻ địch của thiên đạo. Nếu là kẻ địch, giết hậu bối của bọn họ, tự nhiên sẽ thu được thiên đạo nhận đồng. Lấy máu của bọn họ tế tự, thiên đạo tự nhiên sẽ vô cùng cao hứng, hạ thấp trừng phạt là nhẹ, làm không cẩn thận, trực tiếp mở ra cánh cửa thiên đạo, để cho ta lên cấp thành đế thú. Còn có chuyện như vậy, Nhiếp Vân không thể tin được. Thiên đạo xem đại đế là kẻ địch, thiên đạo không phải không có cảm tình sao? Lẽ nào đã có ý thức nhân loại? Được rồi, nếu đã làm quỷ minh bạch, cũng nên chết đi. Thú vương không nói thêm lời, móng vuốt đột nhiên vồ tới. Dưới một chảo, không gian ổn định phá nát. Lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm cho cả sơn động vang lên tiếng nghẹn ngào. Muốn giết ta, không dễ như vậy, để cho ta thử xem thực lực của ngươi. Thân thể loáng một cái, Nhiếp Vân thuấn di tránh thoát xích sắt, bàn tay vung lên, hơn 10 thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Xích sắt cầm cố lại lực lượng của hắn, lại không thể cầm cố không gian chi lực của thế giới nạp vật. Điểm ấy cũng là sau khi hắn vào sơn động mới phát hiện, thử một lần quả nhiên có thể thuấn di. Thuấn di? Không tới đế cảnh có thể thuấn di? Xem ra ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng tượng, bất quá càng như vậy, dùng máu tươi của ngươi tế tự, lấy được khen thưởng lại càng lớn. Nhìn thấy hắn thuấn di tránh thoát xích sắt, thú vương đầu tiên là sững sờ, ánh mắt lập tức cuồng nhiệt. Đang nói chuyện, nhưng công kích không có dừng lại, móng vuốt càng lúc càng lớn, thời gian nháy mắt đã đột phá thời gian không gian hạn chế, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Phá! Nhiếp Vân nhíu mày, bàn tay khẽ nhấc, hơn 10 thanh trường kiếm ẩn chứa lực lượng đại đạo dung hợp, quay về móng vuốt vọt tới. Mỗi một kiếm đều thi triển đại diễn thiên cơ kiếm, hơn 10 thanh trường kiếm tạo thành một kiếm trận khổng lồ. Dựa vào dung hợp đạt được lực lượng, hơn nữa kiếm trận khổng lồ như thế, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh đụng phải, cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, kiếm trận cùng móng vuốt của đối phương va chạm, như pha lê đụng phải chùy sắt. Ao ao ao. Nhiếp Vân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người đánh vào trên vách đá, sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sao mạnh như vậy? Sắc mặt khó coi. Một đòn dụng hết toàn lực, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá được, đã bị đánh bay. Thú vương này không khỏi quá đáng sợ đi. Ngươi không phải thâu thiên tá thọ cảnh. Dãy dụa bay lên lần nữa, Nhiếp Vân hỏi. Ta đương nhiên không phải. Ta là thiên đạo thú, đương nhiên là thiên đạo cảnh. Thú vương biết hắn chạy không thoát, như xem món đồ chơi, cười lạnh. Thiên đạo cảnh. Trên thâu thiên tá thọ cảnh là thiên đạo cảnh, trên thiên đạo cảnh mới là đế cảnh. Thú vương nói. Chuyện này. Thì ra là như vậy.
Ban đầu ở Kiếm Linh Cốc gặp phải ông lão, e rằng thi triển chính là thực lực thiên đạo cảnh. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được. Hắn vẫn cho rằng trên thâu thiên tá thọ cảnh chính là đế cảnh, bây giờ mới biết còn có một thiên đạo cảnh. Lúc trước ở Kiếm Linh Cốc gặp phải huyết dịch của Lục Hy, liền nắm giữ thực lực cực mạnh, lúc đó liền cảm thấy mạnh mẽ hơn cường giả thâu thiên tá thọ cảnh quá nhiều, bây giờ mới biết đó là cường giả thiên đạo cảnh. Chết đi! Thú Vương lần thứ hai cười gằn, lại một móng vuốt bắt tới. Lực lượng của cường giả thiên đạo cảnh giống như rời sông lấp biển, tựa hồ toàn bộ thiên đạo đều bị nó khống chế, lực lượng còn chưa tới trước mặt, cảm giác áp bách mạnh mẽ liền để Nhiếp Vân sắp thổ huyết. Không được, tiếp tục chiến đấu với nó, chắc chắn phải chết. Linh Lung Chân Châu Tháp, chống đối. Biết thực lực của đối phương, không thể mạnh mẽ chống đỡ, mặt ngoài thân thể lóe lên ánh sáng, một vật thể hình tháp thật lớn xuất hiện. Linh Lung Chân Châu Tháp, nửa bước thần binh đế cảnh. Lúc trước chỉ bằng vật này mới thoát kiếm thị luân phiên truy sát. Thiên đạo chi binh. Không nghĩ tới ngươi còn có loại bảo bối này, xem ra ta kiếm lời. Nhìn thấy Linh Lung Chân Châu Tháp xuất hiện, Thú Vương sững sờ, lập tức trong mắt tràn đầy hừng hực. Thiên đạo chi binh. Đây không nửa bước thần binh đế cảnh sao? Nguyên lai cái gọi là nửa bước đế cảnh, chính là thiên đạo cảnh. Nhiếp Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước chưa từng nghe qua thiên đạo cảnh, cũng không biết thực lực đáng sợ như vậy. Hiện tại mới hiểu được, cái gọi là nửa bước đế cảnh, chính là chỉ thiên đạo cảnh. Trước đây hắn biết chỉ cần dính đến chữ đế, bất luận cái gì cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tên trước mắt này là nửa bước đế cảnh, Linh Lung Chân Châu Tháp thật có thể ngăn trở sao? Mở cho ta. Trong lòng đang phỏng đoán, móng vuốt to lớn của Thú Vương đã đi tới trước mặt. Lực công kích mạnh mẽ vọt tới Linh Lung Chân Châu Tháp, thanh âm kẹt kẹt vang lên, hình tháp hư ảnh nguyên bản bảo vệ hắn không bị thương, trực tiếp nổ tung. Nhiếp Vân phun mạnh máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Linh Lung Chân Châu Tháp lại không ngăn được một đòn của Thú Vương. Trốn. Biết thực lực của đối phương đáng sợ, Nhiếp Vân biết không trốn thoát, chắc chắn phải chết. Phượng Hoàng chi dực lóe lên, cố nén vết thương trên người đau nhức, cấp tốc vọt ra ngoài. Lúc này muốn chạy trốn, đã muộn. Nhìn ra mục đích của hắn, Thú Vương làm sao sẽ để hắn toại nguyện, cười lạnh, móng vuốt vạch một cái. Không trung nhất thời xuất hiện một hải dương thật lớn. Tiến vào hải dương cảm thấy như rơi vào vũng bùn, tốc độ tiến lên giảm nhiều. Xuống đây đi. Ngăn cản Nhiếp Vân đào tẩu, Thú Vương nhẹ nhàng khẽ hừ, móng vuốt vỗ tới. Toàn thân Nhiếp Vân như bị điện giật, tầng tầng té xuống đất, đập nham thạch ra một cái động thật lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Thiên đạo cảnh cùng thâu thiên tá thọ cảnh, dù chỉ kém một cấp bậc, nhưng như thiên địa, hai người hoàn toàn không thể so sánh. Thâu thiên tá thọ chỉ có thể ở dưới thiên đạo chèn ép kéo dài hơi tàn, mà thiên đạo cảnh lại có thể mượn thiên đạo đại thế. Hai người chênh lệch vừa nhìn liền biết. Không được, tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị giết. Phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Tuy không phải đối thủ của đối phương, nhưng Nhiếp Vân không hề nhụt chí, còn không có đạt đến mức độ triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy lớn nhất. Viêm Hoàng Điện. Cùng lắm lấy Viêm Hoàng Điện ra, dựa vào lực lượng của thần binh đế cảnh, coi như Thú Vương này là cường giả thiên đạo, cũng khẳng định không cách nào phá tan phòng ngự. Chỉ có điều một khi lấy ra, Viêm Hoàng Điện không thể di động, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở bên trong. Lại muốn tìm kiếm hạch tâm luyện hóa, đã biến thành chuyện cười. Hạch tâm ở đâu? Chính bởi vì rõ ràng điểm ấy, Nhiếp Vân mới không trực tiếp lấy Viêm Hoàng Điện ra, biết rõ nguy hiểm còn liều mạng kiên trì. Thiên nhãn lấp lóe, nhanh chóng quay một vòng. Muốn luyện hóa hạch tâm, trước hết tìm hạch tâm mới được, ngay cả hạch tâm cũng không tìm tới, thế giới nạp vật làm sao có thể thôn phệ? Hả? Không có. Dựa theo đạo lý bình thường, Thú Vương dự định thôn phệ hạch tâm, thì thế giới hạch tâm hẳn ở trong sơn động. Nhưng hắn nhìn một vòng lại không hề phát hiện thứ gì. Sao có thể có chuyện đó? Đó là cái gì? Tuy không phát hiện hạch tâm, lại để hắn phát hiện một thực vật cổ quái, sinh trưởng ở trên vách đá cách đó không xa. Dáng dấp của thực vật này giống như cây đào, phía trên có một quả trái cây, đỏ tươi ướt át, tản ra trận trận hương thơm. Linh khí thật đầy đủ. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Dù chưa từng thấy trái cây này, nhưng trái cây linh khí dồi dào, lực lượng 10 phần. Chỉ bằng vào điểm này, liền biết thật không đơn giản. Thần nông bách thảo kinh, vọng khí. Không nhận ra chủng loại của trái cây, Nhiếp Vân cũng không vội vã. Thần nông bách thảo kinh trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt, vọng khí pháp lần thứ hai triển khai ra. Thần nông bách thảo kinh vọng khí pháp chẳng những có thể nhìn ra vị trí chứng bệnh, còn có thể nhìn ra chủng loại thực vật, hiệu quả cùng tác dụng. Có người nói thần giới mới thành lập, trong thiên địa có vô số bảo vật không gọi ra tên, chính là thần nông đại đế lợi dụng vọng khí pháp tiến hành phân loại đặt tên. Cũng chính vì như thế, thần nông đại đế mới có thể được rất nhiều đại đế tôn kính. Vọng khí pháp vận chuyển ở trong người, trái cây ở trong mắt lập tức xuất hiện biến hóa,
biến thành từng mảng đồ án đặc thù, lại giống như hồng hà linh quả, nắm giữ hiệu quả cường hóa thân thể. Nhiếp Vân hiểu được, thần nông bách thảo kinh vọng khí có thể phân chia công hiệu của trái cây ra, nhìn rõ ràng đến cùng có tác dụng gì. Trải qua vừa nãy quan sát, hắn đã biết, trái cây trước mắt này giống như hồng hà linh quả, tăng lên lực lượng thân thể. Có phải thân thể phần thiên thú mạnh mẽ, đều là loại trái cây này ban tặng hay không? Rõ ràng những thứ này, một ý nghĩ xông ra. Lực lượng thân thể của phần thiên thú mạnh mẽ, đặc biệt là con thú vương trước mắt này, thân thể như màu vàng, có thể dự đoán, tên này bằng vào thân thể mình cũng không chiến thắng nổi. Trước vẫn nghĩ vì sao phần thiên thú tu luyện thân thể mạnh mẽ như vậy, có thể cùng trái cây trước mắt này có quan hệ hay không? Có thể ở hạch tâm thế giới đản sinh ra trái cây, lại nên cường đại cỡ nào? Trước tiên mặc kệ, được trái cây này lại nói. Loại ý nghĩ này lóe lên ở trong óc một cái rồi biến mất, ánh mắt của Nhiếp Vân lóe lên. Hặc hặc, còn chưa chết, sinh mệnh lực còn rất ngoan cường. Bất quá, không vội, nhiều năm như vậy không ai đi qua, ta cũng tịch mịch, cùng ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Một móng vuốt rơi vào trên người Nhiếp Vân, thấy người sau lần thứ hai bị khảm tiến vào nham thạch vẫn chưa tử vong, thú vương nở nụ cười. Nếu như không phải nó muốn trêu chọc người trước mắt, e là không dùng được ba chiêu, đối phương liền hồn bay phách tán. Chính là cơ hội này. Không phí lời với đối phương, Nhiếp Vân thấy nó xem thường mình, biết cơ hội tới, thân thể loáng một cái, biến mất khỏi tại chỗ. Thuấn di. Sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt cổ thụ, bàn tay đưa về phía trước, nắm trái cây ở trong lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ đến thiếu niên bị coi thành đồ chơi kia, lại dám động thủ cướp trái cây quý giá nhất của nó, thú vương lập tức bạo nộ. Dưới cuồng bạo không lưu tình chút nào, móng vuốt đột nhiên xé một cái, một vết nứt không gian khổng lồ thẳng tắp quấy đến Nhiếp Vân. Nguồn lực lượng này so với lúc trước công kích hoàn toàn là hai khái niệm, vừa nãy dựa vào vạn giới vũ y còn có thể chống đối một thoáng, giờ khắc này đụng vào chắc chắn phải chết. Hơn nữa, lực lượng này vừa xuất hiện liền phong tỏa không gian xung quanh, để hắn không thể di động, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Xem ra trái cây này là vảy ngược của nó, Nhiếp Vân chạm đến điểm mấu chốt. Thú vương không còn cố kỵ nữa, dùng ra toàn lực rồi. Chính là chiêu số vừa nãy phá tan linh lung chân châu tháp phòng ngự. Viêm hoàng điện ra. Biết trốn không thoát, Nhiếp Vân híp mắt lại, không quản được nhiều như vậy. Một tiếng nổ vang, một cung điện to lớn xuất hiện ở trong sơn động, mà hắn thì biến mất. Móng vuốt hình thành vết nứt không gian va chạm với viêm hoàng điện, phát sinh nổ vang to lớn, lập tức tiêu tan. Ngăn trở được một đòn toàn lực của ta, lẽ nào này là thần binh đế cảnh? Không nghĩ tới thiếu niên lấy ra một tòa cung điện, hơn nữa còn chặn lại công kích của nó, thú vương sững sờ, nhất thời rõ ràng, ánh mắt lộ ra hừng hực. Thần binh đế cảnh, coi như cường giả đại đế cũng không phải ai cũng có. Trong tay một tiểu tử nhân loại lại có. Tên này là con riêng của đại đế nào đó sao? Nếu không tại sao có thể có nhiều thứ tốt như vậy? Thần binh đế cảnh, ngươi không lấy ra, ta không biết thì thôi, hiện tại lấy ra, coi như ngươi ở bên trong, ta cũng có thể luyện hóa. Cái thần binh này là của ta rồi. Nhìn cung điện khổng lồ trước mắt, thú vương hưng phấn không khỏi cười lớn. Tuy thần binh đế cảnh mạnh mẽ, nhưng cũng phải nhìn tu vi người sử dụng, dựa theo đạo lý, không đạt đến đế cảnh là không thể nào khởi động, tuy nó cũng không đạt đến đế cảnh, nhưng chỗ này là nơi ở của nó, mượn lực lượng trong đó, hoàn toàn có thể luyện hóa, trở thành bảo bối của nó. Mở. Cười xong, móng vuốt to lớn của thú vương đột nhiên vạch về phía hai bên một cái. Hai khe nứt to lớn xuất hiện, sơn động trước mắt như mở ra cơ quan, chậm rãi tách ra hai bên. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Khà khà, không gian này xem ra vững chắc, trên thực tế là không biết bao nhiêu thế giới va chạm hình thành, đặc biệt là hạch tâm, mang theo khí tức sinh diệt mạnh mẽ, cho dù có thần binh đế cảnh bảo vệ ngươi, cũng kiên trì không được bao lâu. Thú vương cười lạnh, bàn tay đột nhiên đẩy một cái, viêm hoàng điện to lớn thẳng tắp rơi vào vòng xoáy trung tâm. Vừa tiến vào vòng xoáy, một cỗ lực lượng cường đại để viêm hoàng điện xoay tròn. Bất quá, cung điện to lớn phát sinh một tiếng thanh minh, trận pháp vận chuyển, thời gian ngắn ngủi liền ổn định thân hình, phảng phất như nham thạch trong nước chảy xiết, cắm rễ lòng đất, vẫn không nhúc nhích. Thần binh đế cảnh không hổ là thần binh đế cảnh, bất quá. Chỉ cần là thần binh, đều cần lực lượng duy trì, chỉ bằng thực lực của ngươi, ta xem có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy viêm hoàng điện ổn định thân hình, thú vương cười lạnh. Bất luận cấp bậc thần binh gì, đều cần năng lượng duy trì, thần binh đế cảnh càng phải như vậy. Tuy thực lực của thiếu niên kia không yếu, nhưng cách hoàn mỹ khởi động thần binh đế cảnh còn kém rất lớn, vì lẽ đó, chỉ cần chờ ở chỗ này, không tốn thời gian dài, năng lượng của hắn sẽ tiêu hao hết, rơi vào vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế. Đến thời điểm đó, dù cho hắn giấu ở trong thần binh đế cảnh, tương tự sẽ bị tươi sống dằn vặt đến chết. Ngay thời điểm thú vương nhận thức thiếu niên này chắc chắn phải chết,
Viêm Hoàng Điện ổn định thân hình đột nhiên loáng một cái, một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện. Sau một khắc, lay động kịch liệt, vòng xoáy hạch tâm khổng lồ, thậm chí ngay cả Viêm Hoàng Điện cũng biến mất rồi. Cái gì? Con ngươi của thú vương muốn rơi trên mặt đất, suýt chút nữa ngất đi. Vòng xoáy này là thế giới hạch tâm hắn luôn ham muốn luyện hóa, hao tốn không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm cũng không thành công, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Thế giới hạch tâm biến mất, không cần thời gian quá dài, thế giới này cũng sẽ đổ nát, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhất định là hắn dùng thần binh đế cảnh lấy đi hạch tâm của ta. Đáng ghét, đáng ghét. Điên cuồng rít gào, thú vương tức giận điên lên. Hắn nhọc nhằn khổ sở thụ ở chỗ này nhiều năm như vậy vì cái gì? Không phải vì luyện hóa hạch tâm trở thành đế thú sao? Ngay lúc sắp thành công, lại bị tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì lấy đi, phẫn nộ tức giận mãnh liệt làm nó sắp thổ huyết. Tiểu tử, ta không giết ngươi, thề không làm thú. Điên cuồng hét lên một tiếng, thú vương phẫn nộ gào thét. Hết thảy phần thiên thú nghe lệnh, truy tìm tâm tích của nhân loại kia, một khi phát hiện tung tích, lập tức bẩm báo ta. Vâng. Nương theo tiếng gào liên tiếp, mấy triệu con phần thiên thú đồng thời phát động. Thời gian trở lại một khắc, Nhiếp Vân tiến vào Viêm Hoàng Điện, cướp đi trái cây rèn luyện thân thể, hắn biết lại trốn không được công kích của đối phương, không dám do dự chút nào, lấy ra Viêm Hoàng Điện. Có thần binh đế cảnh bảo vệ, công kích của đối phương quả nhiên không còn hiệu quả. Trước luyện hóa trái cây lại nói, khoanh chân ngồi xuống, nhìn trái cây trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân không chút do dự nuốt xuống. Trước dùng vọng khí pháp quan sát, đã nghiên cứu phương pháp dùng trái cây một lần, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng. Ục ục ục. Trái cây tiến vào yết hầu, vừa vào miệng liền tan ra, một luồng lực lượng mênh mông dâng lên, dọc theo kinh mạch tiến vào mỗi tế bào toàn thân. Bắp thịt cũng ở dưới lực lượng này ra chỉ không ngừng tăng cường. Sảng khoái. Cảm nhận được lực lượng thân thể giờ khắc nào cũng đang điên cuồng tiến bộ, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái không thôi, cả người toàn bộ xâm nhập trong đó. Không biết qua bao lâu, rốt cục cảm thấy dược lực từ từ tan rã, thân thể tăng trưởng cũng đạt tới phần cuối. Phì phò. Nhiếp Vân mở mắt ra. Tuy trái cây này mạnh mẽ, nhưng một trái vẫn quá ít. Chỉ làm cho cơ thể ta tấn thăng đến hoàng cảnh đỉnh cao, tuy cách hoàng cảnh viên mãn chỉ kém một tia, nhưng vẫn không có đạt đến. Tuy hiệu quả của trái cây này vượt xa hồng hà linh quả, nhưng số lượng thực sự quá ít, chỉ có một trái. Thân thể tiến bộ không nhỏ, vẫn như cũ không đạt đến hoàng cảnh viên mãn. Bất quá, coi như không đạt đến, giờ khắc này thân thể cộng thêm lực lượng, cũng có thể ung dung chém giết đám người Đa Ba Vương tử. Thậm chí bên ngoài thân thể tạo thành một tầng khí tức đặc thù, có thể dự kiến, mặc dù giờ phút này hắn không sử dụng vạn giới vũ y, tương tự có thể thuận lợi đi tới nơi này, không hề sợ hãi không gian áp bức phía ngoài. Đúng vậy, thực lực tăng lớn không ít. Nếu như có thể tìm được mấy trái cây như vậy, hoàn toàn có thể ung dung đột phá thân thể hoàng cảnh viên mãn. Đứng dậy, trong mắt Nhiếp Vân tỏa ánh sáng. Tuy trên cây chỉ có một trái, nhưng xem bộ dạng của cây liền biết ở đây tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, hẳn là kết qua không ít trái cây. Coi như thú vương ăn không ít, nhưng vẫn còn sót lại một phần nằm trong tay nó. Chỉ có điều rõ ràng điểm ấy, nhưng Nhiếp Vân cũng biết không phải đối thủ của đối phương. Đánh không lại nó, tự nhiên không thể giành được trái cây. Hả? Bên ngoài làm sao vậy? Lắc đầu một cái, đang định cân nhắc làm sao mới có thể tìm được hạch tâm tiếp tục tăng cao thực lực, đột nhiên cảm thấy Viêm Hoàng Điện kịch liệt lay động. Luyện hóa trái cây nói rất dài, trên thực tế bất quá mấy cái hô hấp, giờ khắc này, thú vương vừa đẩy Viêm Hoàng Điện vào vòng xoáy hạch tâm. Hả? Vòng xoáy? Lẽ nào này là hạch tâm của thế giới? Nhiếp Vân mới đầu sững sờ, trong mắt lập tức tràn đầy cuồng nhiệt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến hoàn toàn không mất công phu. Hắn cam nguyện bị tóm, đối mặt thú vương mạnh mẽ, mục đích chủ yếu chính là vì thế giới hạch tâm, vừa nãy tìm một vòng cũng không tìm được. Vốn tưởng rằng muốn tìm được cần phải hao phí càng nhiều tay chân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thú vương lại ném hắn và Viêm Hoàng Điện vào. Vòng xoáy hạch tâm có thể tiêu diệt lực lượng trên trận pháp, một khi lực lượng tiêu hao hết, ta chắc chắn phải chết. Tuy ý nghĩ của thú vương rất tốt, nhưng đáng tiếc lại gặp ta. Một cái chớp mắt, Nhiếp Vân liền rõ ràng dụng ý của đối phương, nở nụ cười. Thế giới hạch tâm hình dáng vòng xoáy, có lực phá hoại cực mạnh, vẫn đợi ở chỗ này, không tốn thời gian dài. Lực lượng duy trì trận pháp của Viêm Hoàng Điện sẽ tiêu hao sạch, mà dựa vào thực lực bây giờ, của hắn còn không có cách tiếp tục duy trì thần binh đế cảnh này vận chuyển. Thật đến tình huống đó, hắn tất nhiên sẽ bị đối phương tươi sống chém giết. Đổi lại những người khác, gặp phải tình huống như thế, trốn cũng trốn không thoát, lại không dám rời Viêm Hoàng Điện, chỉ có chờ chết, nhưng Nhiếp Vân không giống. Hắn nắm giữ thế giới nạp vật, lại thôn phệ qua nhiều thế giới, sớm có kinh nghiệm, mặc dù cái hạch tâm trước mắt này đáng sợ, nhưng đối với hắn không có quá nhiều uy hiếp. Thu. Nương theo một tiếng quát to, thế giới hạch tâm xoay tròn trong nháy mắt bị bắt vào thế giới nạp vật,
Cùng thời khắc đó, cả người cùng Viêm Hoàng Điện cũng biến mất ở tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rầm rầm ầm. Nhiếp Vân đứng ở chính giữa thế giới nạp vật, hai tay giơ lên, thận trọng khống chế toàn bộ thế giới. Hạch tâm của phần thiên khu là hàng tỷ năm qua vô số thế giới va chạm hình thành, có chứa lực lượng cường đại đến cực điểm, thôn phệ nó tương đương với cắn nuốt chí ít mấy vạn hỗn độn thế giới, mặc dù thế giới nạp vật vô cùng cường đại, như trước có chút không chịu nổi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở trên thế giới khống chế lực lượng, từ từ luyện hóa hạch tâm. Thân là chủ nhân của thế giới nạp vật, đối với thế giới này có lực khống chế tuyệt đối, mặc dù hạch tâm của phần thiên khu cường đại, nhưng dùng hết thủ đoạn vẫn có thể khống chế. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân ngừng lại. Thế giới nạp vật trước mắt, lực lượng như triều tịch dâng trào, xuất hiện nhật nguyệt luân hồi, trên bình nguyên nguyên bản trống không, lúc này các loại thảm thực vật sinh trưởng, một ít động vật nhỏ xuyên toa trong đó. Tinh thần khẽ động, trước mắt cây cỏ khô vàng, bích lục, lần thứ hai khô vàng bích lục, thời gian nháy con mắt biến hóa chẳng biết bao nhiêu lần. Thời gian của thế giới nạp vật do ta khống chế, hiện tại ta đã có thể để cho thế giới này gia tốc hơn ức lần, hơn nữa bản thể cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Trước đây ở dưới thế giới nạp vật gia tốc thời gian, tối đa gấp một vạn lần, bản thể hắn vẫn không thể hưởng thụ thời gian gia tốc mang tới chỗ tốt, lúc này bất đồng, nương theo thế giới nạp vật tấn cấp, một niệm động, hoàn toàn có thể cho thời gian gia tốc hơn ức lần, thậm chí bản thể còn có thể tu luyện ở trong đó. Nói như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể nhiều hơn người bình thường ức lần thời gian tu luyện. Bên ngoài qua một ngày đêm, bên trong tiếp cận 30 vạn năm, ngẫm lại cũng kinh khủng. Đương nhiên, tu luyện ở dưới thời gian gia tốc, đối với cảm ngộ quy tắc trợ giúp không lớn, dù sao gia tốc thời gian quy tắc bị vặn vẹo, dù tỉ mỉ quan sát, cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Hoàn toàn luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu, thế giới nạp vật đạt tới cấp 8, cách thần giới cũng kém không xa. Nhiếp Vân mỉm cười, ngón tay điểm về phía trước, không gian trước mắt như đụng vào mặt nước, xuất hiện từng tầng văn lộ nhộn nhạo. Trước đó hắn phân cấp thần giới, nếu như là 10 cấp mà nói, thế giới nạp vật trước khi tiến nhập vạn giới động thiên chỉ có cấp 4, cách tương đương thần giới còn có một khoảng cách rất lớn. Mấy ngày này trải qua quan sát phần thiên khu, luyện hóa hạch tâm, thế giới nạp vật có tiến bộ bay vọt, trực tiếp đạt tới cấp 8. Cấp 8, kém thần giới chỉ 2 cấp, xem ra giới vực hoàn mỹ, rất nhanh thì có thể thực hiện. Ngẩng đầu nhìn lại các đan điền. Thời khắc này nhiều đan điền đều huyền phù ở trong thế giới nạp vật, tham lam hấp thu lực lượng trong đó, mặt ngoài xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, có vẻ càng cường đại hơn. Giống như hắn đoán, nương theo thế giới nạp vật tấn cấp, nhiều đan điền đại biểu tam thiên đại đạo cũng có tiến bộ cực lớn, hắn lý giải tam thiên đại đạo cũng nâng cao một bước. Ngẫm lại liền minh bạch, một ngày thế giới nạp vật tấn cấp thành thế giới ổn định giống như thần giới, tam thiên đại đạo dung nhập trong đó, làm chủ nhân của thế giới, lý giải tự nhiên càng thêm dễ dàng. Tất cả đại đạo tấn chức một mảng lớn, thực lực của ta bây giờ cũng có bay vọt về chất. Dù không cần đại đạo dung hợp, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng có thể đánh bại. Nắm tay siết chặt, ánh mắt của Nhiếp Vân lóe ra, vẻ mặt đều là hưng phấn. Nương theo thế giới nạp vật tấn chức đến cấp 8, lực chiến đấu của hắn cũng có đề thăng rất lớn. Hiện tại không sử dụng đại đạo dung hợp, cũng có thể chiến đấu với cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, thậm chí thắng lợi. Vương cảnh viên mãn liền hơn thâu thiên tá thọ. Loại năng lực chiến đấu vượt cấp này là thần giới hàng tỷ năm qua chưa bao giờ có. Dù thời kỳ thượng cổ có nhiều thánh nhân đế cảnh, bọn họ ở vương cảnh viên mãn, cũng tối đa chiến đấu vượt 2-3 cấp, chém giết hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ đã rất nghịch thiên. Tình huống như hắn, nghe cũng chưa nghe nói qua. Không nghĩ tới luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu này, lại hao tốn 1 tháng. Bình phục hưng phấn trong lòng, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, cảm ứng thời gian biến hóa. Từ khi tiến nhập thế giới nạp vật, đến thời khắc này triệt để luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu, dĩ nhiên đã qua 1 tháng. Nhìn bên ngoài là tình huống gì? Thế giới nạp vật vững chắc, Nhiếp Vân lần thứ hai có chỗ dựa, không gian chi lực lan tràn, nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền nhịn không được sửng sốt. Sau một khắc, thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở phần thiên khu. Thời khắc này phần thiên khu giống như một phiến tinh tế chảy loạn, chung quanh đều là không gian sụp đổ, vô số thế giới va chạm hình thành lực lượng hỗn độn, tàn sát bừa bãi kéo tới, cọ rửa ở trên vạn giới vũ y, phát sinh thanh âm phần phật. Này, Nhiếp Vân tràn đầy khiếp sợ. Hết thảy cảnh tượng trước mắt làm hắn rung động. Trước trung tâm của phần thiên khu còn vô cùng vững chắc, thế nào 1 tháng không gặp liền biến thành bộ dáng này. Xem ra ta lấy đi hạch tâm, không gian nguyên bản củng cố triệt để đổ nát. Nhiếp Vân hiểu được, sở dĩ khu vực trung tâm của phần thiên khu vững chắc, có thể để cho nhiều phần thiên thú sinh sôi nảy nở, nhất định là duyên cớ trụ cột. Hạch tâm bị hắn thôn phệ luyện hóa, khu vực trung tâm không có lực lượng đối kháng lực áp bách chung quanh, tự nhiên liền hỏng mất.
chẳng biết những phần thiên đó thú kia còn có thể sống được không. Bất quá, thân thể chúng nó cường đại, sẽ không có quá nhiều sự tình. Khu vực trung tâm đổ nát, trong đó sinh sống chẳng biết bao nhiêu phần thiên thú chẳng biết như thế nào, tỉ mỉ nghĩ đến, thân thể chúng cường đại, phòng ngự vô địch, sẽ không bị thương tổn quá lớn. Hiện tại chẳng biết đám người như Hạ Vương Tử như thế nào. Hắn một thân một mình đến khu vực trung tâm, đám người như Hạ Vương Tử dựa theo ước định ở bên ngoài chờ, thấy khu vực trung tâm đổ nát, sợ rằng sẽ lầm cho là mình đã chết. Mặc kệ nói như thế nào, trước tìm được bọn họ lại nói. Vạn giới vũ y triển khai, Nhiếp Vân tế xuất tầm hướng châm, tinh thần khẽ động, chỉ rõ một phương hướng, bay thẳng ra ngoài. Trung tâm phần thiên khu đổ nát, phần thiên thú mất đi gia viên, tất cả đều ly khai, về phần thú vương đi nơi nào, Nhiếp Vân vẫn không có gặp phải. Tuy bây giờ thực lực của hắn gia tăng không ít, nhưng đối mặt thú vương thiên đạo cảnh mà nói, còn có chút không đủ, nên không muốn gặp người này, miễn cho ta ngộ phiền phức. Liên tục phi hành 3 ngày, trước mắt một mảnh trắng xóa, vô số hỗn độn thế giới huyền phù. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp vạn giới vũ y, toàn lực phi hành 3 ngày, từ lâu đã ly khai phạm vi phần thiên khu, nhưng thủy chung không thấy được đám người Nhữ Hạ. Đó là cái gì? Dọc theo phương hướng tầm hướng châm chỉ, không ngừng đi tới, đột nhiên tinh thần khẽ động, bàn tay của Nhiếp Vân Lăng không chảo một cái, giữa hỗn độn hải dương, một mảnh nhỏ khôi giáp xuất hiện ở trước mắt, tỏa dương kim giáp. Thấy mảnh nhỏ này, Nhiếp Vân nhận ra được, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Khôi giáp trên người Diệp Đào. Lẽ nào hắn gặp bất chắc? Trước đây Diệp Đào dùng là Khâu Minh giáp, ở trong Thúy Ngọc Các đưa cho Nhiếp Vân, sau khi trở thành công tước, dùng tỏa dương kim giáp cao cấp hơn, cái giáp trụ này có thể chống đối hoàng cảnh viên mãn toàn lực công kích, làm sao sẽ nghiền nát, hơn nữa mảnh nhỏ ở chỗ này. Trừ khi Diệp Đào bị bất chắc, khôi giáp bị người đánh nát. Đa Ba Vương Tử. Nhiếp Vân híp mắt lại. Từ khi mình được sắc phong làm thái tử, Đa Ba Vương Tử tất nhiên sẽ ở vạn giới động thiên đánh cược một lần trước khi chết. Hơn một tháng qua, vẫn luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu, bọn họ tìm không được, tự nhiên sẽ đi tìm Nhữ Hạ Vương Tử cùng Diệp Đào. Có thể đám người Diệp Đào bị tìm được rồi. Lúc này mới có giao chiến, tỏa dương kim giáp cũng bị đánh nát. Đa Ba, tốt nhất đám người Diệp Đào không có việc gì, bằng không. Ta sẽ để ngươi hối hận đi tới vạn giới động thiên. Sắc mặt khó coi, Nhiếp Vân siết nắm đấm, hỗn độn hải dương lập tức phát sinh nổ vang rít gào. Hắn có thể nhanh như vậy dừng bước ở Vân Châu Thành. Ít nhiều có Diệp Đào trợ giúp, trong thời gian đi kiếm linh cốc, cũng thua thiệt Nhữ Hạ Vương Tử hỗ trợ. Hai người hắn đã coi là bằng hữu. Đa Ba Vương Tử thật dám hạ thủ với bọn họ, Nhiếp Vân không ngại tiêu diệt toàn bộ Đa Ba Vương Phủ. Long có nghịch lân, động vào hẳn phải chết. Bất quá, lúc này tuy tỏa dương kim giáp của Diệp Đào nghiền nát, nhưng người hẳn không có vấn đề quá lớn. Nếu không, tầm hướng châm liền tìm không được phương hướng rồi. Dù vậy, khẳng định cũng lọt vào truy sát. Nhiếp Vân không dám ngừng, nhắm ngay phương hướng tầm hướng châm chỉ dẫn, rất nhanh bay về phía trước. Liên tiếp phi hành 7 ngày, trên đường lần thứ 2 thấy một ít khôi giáp binh khí nghiền nát, thậm chí còn có nhiều chỗ xuất hiện lỗ thủng to lớn. Có thể ở hỗn độn hải dương đánh ra lỗ thủng, đủ thấy chiến đấu thảm liệt. Ngày thứ 10, Nhiếp Vân ngừng lại. Tầm hướng châm. Tìm không được phương hướng rồi. Lẽ nào? Bọn họ đã xảy ra chuyện. Trong lòng lột bột một cái. Tầm hướng châm tìm không được phương hướng, có 2 loại khả năng. Thứ nhất, người muốn tìm đã chết, không có cảm ứng, tự nhiên không tìm được. Thứ hai, người muốn tìm đi địa phương đặc thù, mặc dù tầm hướng châm cũng không thể sưu tầm. Thật giống như mình tiến vào thế giới nạp vật, ngay cả thú vương là cường giả thiên đạo cũng không tìm được. Tầm hướng châm là ở chỗ này không thấy tung tích. Đi qua nhìn một chút. Trong lòng lo lắng, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, một hỗn độn thế giới to lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái hỗn độn thế giới này ở vạn giới động thiên cũng được cho là rất lớn, tuy không gian không vững chắc bằng thần giới, nhưng lực lượng trong đó bình ổn. Sinh linh nơi này sợ rằng có thể đản sinh ra hoàng cảnh viên mãn, thậm chí càng mạnh. Loại hỗn độn thế giới này, trong đó ẩn chứa đại đạo đã rất mạnh, nếu như người giấu ở trong đó, tầm hướng châm tìm không được cũng có khả năng. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không chút do dự, tung người bay về phía hỗn độn thế giới kia. Hỗn độn thế giới trước mắt, từ ngoại giới xem là giống như viên cầu. Thể tích không lớn, nhưng vừa tiến vào trong đó liền biết, lớn đến thần kỳ, nói riêng về diện tích đã tương đương một châu của thần giới. Một châu của thần giới. Nếu như dùng Tà Nguyệt Chí Tôn vực đối lập mà nói, ít nhất là gấp mấy trăm lần. Không gian của thế giới này cư nhiên đạt tới cấp 7. Tiến nhập hỗn độn thế giới, Nhiếp Vân lập tức cảm ứng được cường độ không gian. Khoảng cấp 7. Đã rất đáng sợ. Thế giới cường độ cấp 7, đủ để sinh ra cường giả thâu thiên tá thọ cảnh. Nhãn thần dùng mình. Hỗn độn hải dương đều là cá thể độc lập, chỉ cần thời gian đủ, tất nhiên có thể sinh ra sinh mệnh có thể tu luyện. Quy tắc của thế giới cấp 7 áp lực rất lớn, cường giả đế cảnh không có khả năng xuất hiện,
nhưng thâu thiên tá thọ cảnh sợ rằng đã tồn tại. Không gian chi lực của thế giới nạp vật. Tiến nhập thế giới, Nhiếp Vân vẫn chưa sốt ruột tìm kiếm, mà lơ lửng ở trên không trung, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài. Thế giới nạp vật đạt đến cấp 8, phạm vi thế giới chi lực lan tràn đã gia tăng không ít, hơn nữa ở đây không bằng thần giới. Không gian gông cùm xiềng xích không lớn lắm, thời gian nháy con mắt đã bao bọc toàn bộ thế giới. Không có. Không gian chi lực của thế giới nạp vật bao phủ toàn bộ thế giới, bất quá vẫn chưa phát hiện tung tích đám người Diệp Đào, Nhữ Hạ. Đó là đám thủ hạ của Đa Ba Vương Tử. Tuy không thấy đám người Diệp Đào, lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Là những người sau khi tiến nhập vạn giới động thiên, đã từng xuất thủ với hắn. Những người này theo sau Đa Ba Vương Tử, vẫn luôn muốn giết mình. Thân là tay sai của Đa Ba Vương Tử, không đi tìm khu vực trung tâm cảm ngộ, lại trốn ở trong một tiểu thế giới như vậy, khẳng định có vấn đề. Thân hình lóe lên, sau một khắc, Nhiếp Vân đã thuấn di ly khai. Chỉ cần địa phương không gian chi lực của thế giới nạp vật có thể đạt tới, hắn liền có thể thuấn di, cự ly lại xa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hàng cổ hoàng thành, hoàng cung. Hàng cổ hoàng triều là hoàng triều lớn nhất của hỗn độn thế giới cấp 7 này, nhất thống thiên hạ, hoàng đế hàng cổ càng có thực lực siêu tuyệt, đạt đến thâu thiên tá thọ cảnh, thiên hạ vô địch. Bất quá, giờ phút này hắn không có hình dạng thiên hạ vô địch, mà vẻ mặt sợ hãi đứng ở trước mặt mấy người. Hàng cổ, đã 3 ngày, ta không tin mấy người kia cứ như vậy hư không tiêu thất. Nhanh cha, cho ngươi 1 ngày đêm nữa, không cha được mà nói, ta sẽ để hoàng cung này, kể cả ngươi cùng nhau tiêu thất. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói chuyện là một thanh niên áo trắng, nếu như Nhiếp Vân ở đây có thể nhận ra, chính là chó săn trung thực của Đa Ba Vương Tử. Duyên Hoắc Vương Tử. Trước đây trước khi tiến nhập vạn giới động thiên, hắn ở ngoài hoàng cung cố ý khiêu khích Nhiếp Vân, bị đánh thành đầu heo. May mắn thân là vương tử, có vô số dược vật chân quý, lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ của hắn, không chỉ thương thế khôi phục, thực lực cũng có đột phá, đã đạt đến hoàng cảnh viên mãn. Xem ra sau khi tiến nhập vạn giới động thiên, hắn cũng có đột phá rất lớn. Một hoàng cảnh viên mãn, dựa theo đạo lý, không đến mức để hàng cổ là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh sợ hãi như vậy. Mấu chốt là một lão giả râu bạc trắng đứng phía sau Duyên Hoắc Vương Tử. Tuy lão giả này không nói chuyện, nhưng khí tức trên người lại như nước sông thâm trầm, làm cho người nhìn không ra sâu cạn. Đây là một thế giới cấp 7, dù trong đó đản sinh thâu thiên tá thọ cảnh, thực lực cũng thấp hơn ở thần giới, tối đa sấp xỉ hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm của thần giới. Thực lực sấp xỉ tự nhiên không thể để cho người kiêng kỵ, làm hàng cổ sợ như vậy, sợ rằng bạch y lão giả kia cũng là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh của thần giới. Tuy tiến nhập vạn giới động thiên có yêu cầu cứng nhắc, không cho phép hậu nhân cửu đế mang người bên ngoài tiến nhập, nhưng thân là vương tử, vẫn có pháp bảo loại không gian. Hơn nữa vạn giới động thiên đối với lĩnh ngộ tân đại đạo có chỗ tốt cực lớn, có thể hấp dẫn không ít cường giả thâu thiên tá thọ cảnh mạo hiểm đến. Vị lão giả này rất hiển nhiên chính là một người trong số đó. Đại nhân yên tâm, ta đã phái ra nhân thủ, nhất định sẽ ở trong 1 ngày đêm tìm được mấy người kia. Hằng cổ vội vàng gật đầu, không dám vi phạm. Trước đây, hắn vẫn cho là tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong của thế giới. Không người có thể hơn, nhìn thấy những người này mới biết được, loại ý nghĩ này ấu trĩ cỡ nào. Trong vòng 1 ngày, người nhớ kỹ câu nói này. Lão giả hừ lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo sấm sét kịch liệt xuất hiện ở đầu ngón tay. Ánh chớp lấp lóe, không gian ở đầu ngón tay bắt đầu vặn vẹo, biến thành một điểm đen đen kịt. Không gian phá toái, hòa vào một điểm. Hàng cổ run run thoáng một cái. Hắn toàn lực ra tay, cũng có thể ung dung đánh ra hố đen. Kéo ra không gian liệt ngân, nhưng như đối phương, duỗi ra ngón tay, dễ như ăn cháo ở đầu ngón tay làm ra hố đen, mình căn bản không làm được. Này biểu thị đối phương trưởng khống lực lượng đã đạt đến cảnh giới nhập vi, muốn động thủ chém giết mình, không cần nhiều lực lượng, 1 ngón tay là đủ. Không chỉ như vậy, đầu ngón tay của đối phương sấm sét chớp giật, rất rõ ràng là một loại đại đạo lĩnh ngộ đến cực hạn mới có thể hoàn thành, ngưng tụ một đại đạo ở đầu ngón tay, uy lực còn không thấy được. Nếu như toàn bộ thả ra ngoài, e là toàn bộ đế quốc sẽ biến thành tro bụi. Nhìn thấy điểm ấy, trong lòng hắn chỉ có 2 chữ. Đáng sợ. Tuy biết đối phương làm như vậy để hắn cảnh giác sợ sệt, nhưng biết mục đích của đối phương hoàn thành, mình thật không đối phó được. Đại nhân yên tâm, coi như ta dốc hết quốc lực, cũng sẽ tìm bọn họ ra. Giao cho mấy vị đại nhân xử trí. Hàng cổ vội nói. Thấy mục đích đạt đến, lão giả không tiếp tục nói nữa. Bắc hư đại nhân. Lần này chúng ta nhất định phải sớm tìm được bọn họ trước Trinh Tường Vương Tử, nếu không bị đám người Trinh Tường giết, sẽ khó tiêu mối hận trong lòng ta. Duyên Hoắc nhìn về phía lão giả nói. Lão giả gọi Bắc Hư lão nhân, 50 vạn năm trước có tiếng tăm rất lớn, toàn bộ thần giới cũng có tên tuổi.
Bất quá 50 vạn năm trước liền mất tích, rất nhiều người đều cho rằng chết rồi, không nghĩ tới từ lâu đột phá thâu thiên tá thọ, lặng lẽ ẩn giấu đi. Yên tâm đi, chỉ cần tìm được, ta liền ra tay bắt bọn chúng, mấy con kiến mà thôi, ta ra tay đối phó, sự tình một cái tát. Bắc Hư lão nhân nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Thân là thâu thiên tá thọ cảnh, người mạnh nhất dưới thiên đạo, có tư bản tự ngạo. Đại nhân phải cẩn thận, như Hạ Vương tử từng tranh cướp thái tử vị, khó bảo toàn không có hậu chiêu gì. Duyên Hoắc nói, ban đầu như Hạ Vương tử ở trong rất nhiều vương tử bộc lộ tài năng, xác thực có thực lực khó có thể chống lại. Một hoàng cảnh viên mãn mà thôi, dù cho lĩnh ngộ giới vực nhất phẩm, cũng không đáng để lo. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều là chuyện cười, ta muốn giết hắn, không khó hơn giết một con gà. Bắc Hư lão nhân hừ lạnh, có thể đạt đến thâu thiên tá thọ, ai không lĩnh ngộ giới vực nhất phẩm. Vậy thì tốt, ánh mắt của Duyên Hoắc lóe lên. Đợi một lúc nữa tìm được Nhữ Hạ, đại nhân giam cầm lại là được, trước tiên không nên chém giết, ta hỏi rõ ràng Nhiếp Vân kia đi đâu. Chỉ cần giết hắn, Đa Ba điện hạ kế thừa đại vị, cường giả đế cảnh lưu lại thư tịch trong hoàng cung, muốn xem như thế nào đều được. Điểm ấy không cần ngươi nói, Đa Ba điện hạ đã đáp ứng ta. Bắc Hư lão nhân nhàn nhạt nói một tiếng, đột nhiên nhíu mày. Người nào? Nghe được hắn hét lớn, lúc này mọi người mới ý thức được không đúng. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hoàng cung chẳng biết lúc nào đứng một bóng người, đang mặt lạnh nhìn sang. Nhiếp Vân. Hạc hạc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới, ta xem lần này ngươi còn trốn chỗ nào. Nhìn rõ ràng người tới, Duyên Hoắc tràn đầy hưng phấn đứng lên, lộ ra thù hận nồng đậm. Xuất hiện ở trước mắt, đúng là gia hỏa hắn vẫn muốn giết. Nhiếp Vân. Ở trước hoàng cung bị đối phương nhục nhã, không nghĩ tới ở đây lại gặp mặt. Trốn. Ta vì sao phải trốn? Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn mấy người trước mắt. Không nghĩ tới không tìm được đám người Nhữ Hạ, lại trước tiên thấy được bọn họ. Ngươi chính là Nhiếp Vân. Nghe được Duyên Hoắc xưng hô, Bắc Hư lão nhân dương mắt nhìn sang, ngồi tại chỗ cũng không đứng dậy. Có thể lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, thật có chút thủ đoạn. Bất quá, loại thủ đoạn nhỏ này ở trước mặt thực lực chân chính, không dùng được. Lập tức quỳ xuống, hủy bỏ tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, vạn giới động thiên này, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Quỳ xuống hủy bỏ tu vi. Đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Nhiếp Vân không còn gì để nói. Hặc hặc, Nhiếp Vân, ta cho ngươi hung hăng, Bắc Hư đại nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, tồn tại cao nhất dưới thiên đạo, ngươi dám nói như vậy, lần này chết chắc rồi. Ở vạn giới động thiên, ý niệm của đại đế không thể đi vào, ta xem ai có thể cứu được ngươi. Duyên Hoắc cười. Dưới cái nhìn của hắn, thiếu niên trước mắt này quả thực điếc không sợ súng. Coi như thực lực ngươi không yếu, có thể so với hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm thì thế nào? Ở trước mặt cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, chỉ có một con đường chết. Rất tốt, chẳng trách phổ thiên đại đế phong ngươi làm thái tử, quả nhiên có gan. Bất quá, không biết thực lực của ngươi có tốt như vậy hay không? Bắc Hư lão nhân cũng không tức giận, trái lại cười lạnh. Ngươi biết ta là thái tử. Nếu biết, ngươi nên rõ ràng. Giết ta sẽ chịu đựng lửa giận của phổ thiên đại đế. Nhiếp Vân kỳ quái nhìn sang. Biết mình là thái tử, còn nghe Đa Ba vương tử hứa hẹn, tên này là đầu óc có vấn đề hay tâm lý có vấn đề. Hiện tại Đa Ba bất quá là vương tử chán nản. Sau khi sắc phong thái tử, mình hoàn toàn có thể bắt lấy, chém giết, cống hiến cho một gia hỏa đã không có cơ hội, đến ám sát thái tử, đầu óc tên này là nghĩ như thế nào. Hặc hặc, không cần lấy phổ thiên lão tặc tới dọa ta. Bắc Hoang đảo ta chính là diệt ở trong tay hắn. Ta từ lâu cùng hắn không đội trời chung. Chỉ cần có thể đột phá đại đế, nhất định sẽ đi giết hắn. Ngươi đã là con trai ruột của hắn, giết ngươi, cũng coi như thu một chút lợi tức. Sắc mặt của Bắc Hư lão nhân dữ tợn, nói tới phổ thiên đại đế, trong mắt tràn đầy thù hận. Thì ra là như vậy. Nhiếp Vân bừng tỉnh. Phổ thiên đại đế nhất thống Vân Châu, cường giả chết ở trong tay hắn đếm không xuể. Bắc Hư lão nhân cùng hắn có thâm cừu đại hận, chẳng trách biết mình là thái tử, còn dám ra tay. Xem ra vị trí thái tử cũng không dễ làm như vậy. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đặc biệt là thế lực bá chủ như phổ thiên hoàng triều, vì nhất thống, tiêu diệt thế lực khẳng định đếm không xuể, làm hậu nhân của những thế lực này, giết không được phổ thiên đại đế, tự nhiên sẽ chút cừu hận đến trên người mình. Đừng nói nhảm, ngoan ngoãn chịu chết đi. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi ngay, sẽ từ từ giản vặt, dùng để an ủi mọi người Bắc Hoang đảo ở trên trời có linh thiêng. Rít gào xong, Bắc Hư lão nhân cười lạnh. Răng vàng lộ ra, bàn tay lăng không tóm tới Nhiếp Vân. Vừa ra tay, chung quanh hoàng cung đại điện đều là sấm sét, lực lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi, bao phủ Nhiếp Vân ở bên trong. Thật mạnh. Hằng Cổ ở một bên, thấy cảnh này, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Quả nhiên giống như hắn suy đoán,
lực lượng của vị lão giả trước mắt này thực sự quá đáng sợ. Nếu như chiêu này đánh lên người hắn, nửa chiêu cũng không chống đỡ được. Ngươi nếu không rất phách lối sao? Ta xem lần này ngươi còn phách lối thế nào? Nhìn thấy Nhiếp Vân bị điện mang của Bắc Hư lão nhân bao phủ ở bên trong, Duyên Hoắc Vương tử cười điên cuồng. Trong mắt oán độc như chất lỏng chảy xuôi. Đường đường vương tử, ở Vân Châu thành một mực hô phong hoán vũ, dù là công tước đứng ở trước mặt, cũng không dám nói gì quá phận, lại bị Nhiếp Vân đánh hôn mê, nhục nhã như thế làm sao có thể quên. Đối phương trở thành thái tử, vốn cho rằng không có cơ hội báo thù, nằm mơ cũng không nghĩ đến, Bắc Hư lão nhân này không những không sợ hắn là thái tử, còn nguyện ý xuất thủ. Xuất thủ ở vạn giới động thiên, coi như sau đó phổ thiên đại đế biết, cũng không có biện pháp. Nếu tham gia thí luyện, liền hẳn phải biết sinh tử không thể khống chế, bị giết cũng chỉ có thể nói mình học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Phách lối. Ta không có cảm thấy mình phách lối. Ngay thời điểm Duyên Hoắc Vương tử gầm thét, trung tâm điện mang, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm vững vàng, tựa hồ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Bắc Hư đại nhân. Nghe thanh âm của hắn không có bối rối cùng hoảng sợ, càng không có tuyệt vọng, Duyên Hoắc Vương tử vội vàng nhìn về phía Bắc Hư lão nhân cách đó không xa. Hừ, ta để ngươi mạnh miệng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Bắc Hư lão nhân cũng không nghĩ đến thanh âm của đối phương vững vàng như vậy, sắc mặt trầm thấp, hừ lạnh một tiếng. Lôi điện chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, trở nên càng thêm cường đại, vô số điện mang màu tím đậm đánh nát không gian chung quanh, xuất hiện từng vết rách to lớn. Kiên trì bao lâu? Nếu như công kích của ngươi chỉ như vậy, ta nghĩ kiên trì 10 năm cũng không có vấn đề, chủ yếu là lực lượng của ngươi có thể duy trì 10 năm sao? Ngay thời điểm Bắc Hư lão nhân cho rằng lần này đối phương tất nhiên nói không ra lời, một thân ảnh chậm rãi từ trong sấm sét đi ra. Vô số lôi điện còn chưa tới bên cạnh hắn, liền bị một vách ngăn ngăn ở bên ngoài, mà thân ảnh này giống như không có cảm giác đến lôi điện, từng bước một đi tới. Ngươi! Bắc Hư lão nhân không thể tin được, cửu thiên huyền lôi chân pháp của hắn thi triển ra, hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm oanh kích thành cặn bã, cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng khó cản kỳ phong, kẻ trước mắt này không có việc gì. Thật hay giả? Nhất định là bảo vật. Nhất định là trên người hắn mặc một loại bảo vật phòng ngự nào đó. Trong mắt Bắc Hư lão nhân sinh ra tham lam nồng nặc. Nếu như ta được loại bảo vật này, đối kháng thiên đạo đại kiếp khẳng định có phần thắng rất lớn. Có thể ngăn cản lôi điện của hắn, tất nhiên cũng hữu dụng với thiên đạo đại kiếp. Chỉ cần chém giết tiểu tử này, món bảo vật kia liền là của mình. Phổ thiên lão tặc thật đúng là rộng rãi, có thể ngăn cản cửu thiên huyền lôi chân pháp của ta công kích, bảo vật phòng ngự trên người ngươi, chỉ sợ đã đạt tới thiên đạo cấp. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Bắc Hư lão nhân cười lạnh. Bảo vật thiên đạo cấp. Duyên Hoắc Vương tử hô hấp dồn dập, trong mắt cũng đầy tham lam nồng nặc. Người bình thường không biết thiên đạo chí bảo là gì, nhưng hắn thân là vương tử lại rất rõ ràng. Loại bảo vật này còn gọi nửa bước thần binh đế cảnh. Một khi mặc vào coi như cường giả thâu thiên tá thọ cảnh cũng không thể tổn thương. Khó trách gia hỏa này cuồng vọng như thế, biết rõ Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh còn dám tới, nguyên lai có ỷ vào. Loại bảo vật cấp bậc này, ngay cả Đa Ba, Lưu Mộc, Nhữ Hạ cũng không chiếm được, đủ thấy chân quý. Thiên đạo cấp, có thể nói như vậy. Nhiếp Vân ngăn trở lôi điện của đối phương, dùng là không gian chi lực của thế giới nạp vật, bất quá cũng không nói tỉ mỉ. Dù sao chuyện hắn có Linh Lung Chân Châu Tháp, rất nhiều người đều biết, không tính là bí mật gì. Hắc hắc, cho là có thiên đạo thần binh liền có thể ngăn trở công kích của ta. Ngươi sai rồi. Thực lực bản thân không đủ, chỉ bằng vào một món bảo vật là không thể nào ngăn trở ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn bao nhiêu. Để ngươi biết, món bảo vật này sẽ rơi vào trong tay của ta. Bắc Hư lão nhân rít lên một tiếng, lôi điện ở trong lòng bàn tay lần nữa biến hóa. Lần này điện mang mang theo màu lam nhạt, thẳng tắp phóng tới Nhiếp Vân. Những lôi điện này mang theo lực lượng công kích linh hồn. Nhìn thấy những tia chớp màu lam này, Duyên Hoắc Vương tử còn có chút xem không rõ, nhưng hàng cổ cùng là thâu thiên tá thọ cảnh, nhìn nhất thanh nhị sở. Những tia chớp màu lam này mang theo lực lượng công kích linh hồn, có thể không nhìn phòng ngự vật lý đâm thẳng linh hồn. Thật mạnh. Nghĩ đến điểm này, phía sau lưng hàng cổ xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. May trước đó không đối nghịch hắn, nếu không, chỉ bằng vào loại lôi điện này công kích, hắn liền ngăn cản không nổi. Cái này là toàn bộ thủ đoạn của ngươi. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng thiếu niên bị công kích, cho dù có thiên đạo thần binh cũng ngăn không nổi, Nhiếp Vân mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo thất vọng. Ngươi, không có việc gì. Thấy đối phương tỉnh queo, giống như không có bất kỳ cảm giác gì, Bắc Hư lão nhân khó mà tin được. Thiên đạo thần binh lợi hại không giả, nhưng nhiều nhất ngăn cản công kích vật lý, điện mang của hắn công kích linh hồn, chỉ cần linh hồn không đủ,
có thể trực tiếp đánh tan, làm sao sẽ không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ta cũng chỉ phải động thủ. Nhiếp Vân lắc đầu, tiến về phía trước một bước, căn bản không đi quản điện mang rậm rạp chẳng chịt trước mắt, bàn tay đánh ra. Cái gì? Nhìn thấy hắn vỗ đến một chưởng, Bắc Hư lão nhân muốn trốn tránh, lại phát hiện, vô luận như thế nào cũng tránh không ra, giống như thủ ấn của đối phương ẩn chứa một loại quy tắc đặc thù, để hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào cũng tránh không thoát. 3. Một cái tát rút ở trên mặt, đầu của Bắc Hư lão nhân xoay chuyển, lăng không bay ra ngoài, đụng lên vách tường hoàng cung, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Cái gì? Một cái tát tát bay Bắc Hư lão nhân. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người điên rồi. Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, trong lòng mọi người là nhân vật tựa như thần thoại. Một cái tát đánh bay. Thật hay giả? Người thiếu niên trước mắt này không phải chỉ là vương cảnh viên mãn sao? Loại thực lực này, ở trong hoàng cung làm hộ vệ cũng không có tư cách, làm sao có thể một tát quất bay cường giả thâu thiên tá thọ cảnh? Có thể thi triển ra lực lượng lôi điện mạnh mẽ như vậy, nói rõ lý giải lôi điện đại đạo không yếu, ta sẽ không khách khí. Một tát quất bay Bắc Hư lão nhân, Nhiếp Vân giống như là một sự tình không có ý nghĩa, cười nhạt một tiếng, bước một bước, đi vào trước mặt đối phương, bàn tay chộp tới. Giống như nắm một con gà con, xách Bắc Hư lão nhân lên. Ngươi, không phải vương cảnh viên mãn. Ngươi là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, nếu không không có khả năng có thực lực như thế. Bị một tát quất bay, lục phủ ngũ tạng của Bắc Hư lão nhân đều rạn nứt đau đớn, giờ phút này lại bị xách lên, sắc mặt trở nên vàng như nến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ở trước mặt đối phương, hắn không có năng lực phản kháng chút nào, nói rõ thực lực của đối phương không phải vương cảnh viên mãn đơn giản như vậy. Khẳng định không yếu hơn mình. Thâu thiên tá thọ lại có thiên đạo thần binh. Sớm biết như vậy, mình sẽ không nhúng vào vũng nước đục này. Bất quá, giờ phút này lại nghĩ rời đi đã chậm. Nhiếp Vân híp mắt, lòng bàn tay thiêu đốt một đạo hỏa diễm. Không. Hỏa diễm nhen nhóm ở trên người Bắc Hư lão nhân, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Gào thét vang lên một hồi. Liền chậm rãi yếu bớt, một cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, biến thành tro bụi. Một quyển thư tịch rơi trên mặt đất. Quả nhiên có. Sắc mặt của Nhiếp Vân vui vẻ. Bình thường lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, đều sẽ ghi chép lại đại đạo tu luyện. Vừa rồi Nhiếp Vân cũng không xác nhận có hay không, dùng hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, quả nhiên phát hiện thứ này. Thứ này dung nhập thân thể, chỉ có bỏ mình mới có thể xuất hiện. Bình thường cường giả sau khi chết đều hy vọng có thể có người truyền thừa y bát. Xem ra Bắc Hư lão nhân này cũng không ngoại lệ. Luyện hóa. Tinh thần khẽ động, thư tịch bị Nhiếp Vân thu nhập thân thể, thời gian nháy mắt liền luyện hóa. Trong nháy mắt, liền cảm thấy đối với lôi điện đại đạo có lý giải cùng cảm ngộ kinh người. Bắc Hư lão nhân bị một chiêu đánh giết. Hàng cổ đứng ở một bên xém chút nữa ngất đi. Trước khi Bắc Hư lão nhân đến, hắn cho rằng mình là người mạnh nhất thế giới. Sau khi đối phương đến, mới hiểu được giống như ếch ngồi đáy giếng. Bắc Hư lão nhân cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng Bắc Hư là cường đại nhất, giờ phút này mới biết, loại ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi kia, lại là đáng sợ nhất. Không có khả năng. Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, tinh thông các loại bí thuật, càng lĩnh ngộ lôi điện đại đạo xếp hạng thứ 20. Làm sao sẽ bị một chiêu đánh giết? Ta không tin. Duyên Hoắc Vương tử sắp điên rồi. Vốn cho rằng có Bắc Hư lão nhân tạo chấn, muốn đánh giết Nhiếp Vân này dễ như trở bàn tay. Nằm mơ cũng không nghĩ đến chỗ dựa lớn nhất lại bị một chiêu miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Vì sao gia hỏa này lại có thực lực mạnh như vậy? Không có gì không thể cả. Luyện hóa xong cảm ngộ của Bắc Hư lão nhân, Nhiếp Vân nhìn về phía bọn người Duyên Hoắc Vương tử. Ngươi không thể giết ta là hậu nhân của Phổ Thiên Đại Đế, chúng ta có chung huyết mạch. Thấy ánh mắt của hắn không có một tia biểu lộ, Duyên Hoắc Vương tử không còn khí thế như trước, vội vàng hô. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm. Đối với kẻ muốn giết mình, Nhiếp Vân luôn không nương tay, lại nói ra hỏa này còn muốn giết bọn người như Hạ Vương tử, là tội không thể tha. Ngón tay búng một cái, hỏa diễm đi vào trên người bọn hắn, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, bọn người Duyên Hoắc Vương tử liền hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Vô một cái, nạp vật giới chỉ trên tay đối phương liền bị lấy đi. Tiền bối, bọn người Duyên Hoắc Vương tử bị giết, hằng cổ dọa đến không ngừng run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Trước đó bọn hắn muốn ngươi tỉnh người, có phải mấy người này hay không? Đối với vị hoàng đế thổ dân này, Nhiếp Vân cũng không có ý định hạ sát thủ, tùy ý khoát tay áo, ngón tay búng ra, vài bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chính là bọn người như Hạ Vương tử. Vâng. Hằng cổ nhìn thoáng qua, liền vội vàng gật đầu. Đi cha đi, có tin tức lập tức bẩm báo. Nhiếp Vân nói. Tuy thực lực của hắn mạnh, ý thức có thể bao trùm toàn bộ thế giới,
nhưng muốn tìm được mấy người như Hạ Vương Tử quá khó khăn. Dù sao trong một thế giới độc lập, có quá nhiều không gian ẩn nấp, bảo tàng mật thất, cho dù dùng hết lực lượng từng tấc truy tìm, cũng khó mà tìm được, chớ nói chi là tùy ý tìm tòi. Bọn người như Hạ Vương Tử hẳn là tiến vào loại địa phương này, nếu không, bằng vào lực lượng của Bắc Hư lão nhân, chỉ sợ sớm đã tìm được. Ta liền đi. Có đám người Bắc Hư làm ví dụ, Hằng Cổ không dám vi phạm, lập tức đi ra ngoài. Biết bọn người như Hạ Vương Tử trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm, Nhiếp Vân liền nhẹ nhàng thở ra, ngồi dưới đất tiếp tục tu luyện. Một ngày sau, Hằng Cổ Hoàng đế vội vã đi đến. Tiền bối, đã có tin tức, có người ở Bắc Thần Hải gặp qua mấy người này. Bắc Thần Hải. Nhiếp Vân nhíu mày. Cái thế giới cấp 7 này hắn cũng là lần đầu tiên đến, không biết Bắc Thần Hải ở nơi nào. Bắc Thần Hải ở cực Bắc, là một hải dương hàn băng, là cấm địa ở nơi này, ngay cả ta cũng không cách nào xâm nhập. Thấy sắc mặt của hắn không tốt, Hằng Cổ Hoàng đế vội vàng giải thích. Dẫn đường đi. Nhiếp Vân khoát tay. Mặc dù Hằng Cổ này ở trong mắt hắn không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là thâu thiên tá thọ, Nhữ Hạ Vương Tử cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Cường giả như vậy cũng không dám đi Bắc Thần Hải, nơi này khẳng định không đơn giản. Nếu không, Bắc Hư lão nhân không có khả năng không tìm được. Dẫn đường. Sắc mặt của Hằng Cổ Hoàng đế khó coi. Bắc Thần Hải, hắn chỉ đi qua một lần, xém chút chết ở bên trong. Sau đó mới không dám đi qua, bất quá bây giờ vị tiền bối này yêu cầu. Không dám cự tuyệt, đành phải gật đầu, thân thể nhảy lên bay ra ngoài. Hắn thân là thế giới đệ nhất nhân, tốc độ cực nhanh, thời gian nháy mắt liền bay ra mấy vạn dặm. Tốc độ phi hành như vậy quá chậm, người nói Bắc Thần Hải ở phương vị nào, ta mang ngươi qua. Đang toàn lực phi hành, trước mắt bóng người lóe lên, thiếu niên xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy tốc độ của đối phương, Hằng Cổ giật nảy mình, kém chút từ không trung rơi xuống. Thực lực của hắn có khả năng không bằng đối phương, nhưng hắn cực kỳ tự tin tốc độ của mình. Toàn lực thi triển, ở thế giới cấp 7 này, không cần 10 ngày liền có thể đi một vòng. Chính vì vậy, nhìn thấy thực lực của Nhiếp Vân mạnh mẽ, mặc dù cảm thấy kém xa tít tắp, lại không tự ti. Giờ phút này nhìn thấy tốc độ phi hành của đối phương, giờ mới hiểu được. Quả thực là ếch ngồi đáy giếng. So sánh với đối phương, mình chậm như ốc sên. Bắc Thần Hải ở hướng Bắc nơi này, 300 triệu 7 ngàn vạn dặm, là một hải dương hàn băng. Hằng Cổ Hoàng đế vội nói. 300 triệu 7 ngàn vạn dặm. Theo lời hắn nói, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn. Thế giới nạp vật là một thế giới cấp 8. So với thế giới này còn cường đại hơn, lực lượng lan tràn căn bản không bị ước thúc. Khoảng cách lại xa cũng có thể tùy tiện đến. Ân, tìm được. Đi. Không quá một cái hô hấp, trong thế giới nạp vật liền rõ ràng phản ứng ra vị trí của Bắc Thần Hải, giống người này miêu tả như đúc. Nếu tìm được, Nhiếp Vân không nói thêm lời, chào bả vai của Hằng Cổ Hoàng đế một cái, thân thể khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện ở trên Bắc Thần Hải. Thuấn di. Vô luận bay qua như thế nào, cũng phải tốn thời gian, chỉ có thuấn di mới có thể nhanh nhất. Hải dương hàn băng này nhiệt độ rất thấp, người bình thường. Hằng Cổ đang tiếp tục giải thích Bắc Thần Hải, sửng sốt một cái, cảnh tượng trước mắt nương theo thiếu niên bắt lấy bờ vai của mình triệt để thay đổi, đã đi tới trên không Bắc Thần Hải. Đây là Bắc Thần Hải. Ta. Hằng Cổ Hoàng đế chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, sắp điên rồi. Mới vừa rồi còn không có rời Hoàng Thành, làm sao? Nháy mắt liền đến nơi này. Không phải nằm mơ chứ. Cái thế giới cấp 7 này chưa bao giờ sinh ra cường giả đế cảnh, tự nhiên không có người biết sử dụng thuấn di. Mặc dù Hằng Cổ Hoàng đế cường đại, trở thành thế giới đệ nhất nhân, cũng không biết thuấn di là cái gì, nên không có tâm lý chuẩn bị. Mới vừa rồi còn ở trên Hoàng Thành, cách nơi này hơn 300 triệu dặm, thời gian nháy mắt liền đến. Cái này còn là tốc độ của nhân loại sao? Toàn thân Hằng Cổ run rẩy, lần nữa nhìn về phía ngươi trước mắt, đã không còn e ngại, mà là sợ hãi. Không nói thực lực đối phương như thế nào, chỉ nói loại tốc độ này, cũng không phải hắn có thể chống lại. Người của ngươi thấy bọn hắn đi địa phương nào? Không để ý tới khiếp sợ của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày hỏi. Giống như đi bên kia. Hằng Cổ vội vàng trả lời. Đi. Nhiếp Vân bay nhanh, còn chưa tới mặt nước, thi triển thiên phú tường thủy sư, mặt biển lập tức sôi trào, xuất hiện một thông đạo to lớn. Dọc theo thông đạo hai người thẳng tắp phi hành vào trong. Nhìn thấy nước biển tách ra, Hằng Cổ cũng cảm thấy hơi choáng. Từ khi gặp được thiếu niên này, hắn trải qua một chuyện so với một chuyện kinh khủng, một chuyện so với một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trái tim sắp không chịu nổi. Hắn đến Bắc Thần Hải, muốn đi vào biển, đầu tiên phải chuẩn bị thần binh phòng ngự loại chí dương chí cương, sau đó thận trọng bơi vào, không dám vào quá sâu, sợ bị hàn băng đông cứng, mà người ta trực tiếp để nước biển tách ra, thẳng tắp bay vào trong. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Biết cùng thiếu niên trước mắt này là người của hai thế giới, hắn cũng không xoắn suýt nói.
Truyền thuyết Bắc Thần Hải, có một di tích cổ xưa, là chỗ cổ thần vẫn lạc, ta cũng bởi vì truyền thuyết này mới tới qua. Chỉ bất quá, không tìm được. Cổ thần vẫn lạc. Nhiếp Vân lắc đầu. Loại truyền thuyết này khắp nơi đều có. Hiện tại hắn coi như cường giả thần cấp, bằng vào loại thực lực này, trước kia rất nhiều cổ thần cũng không phải đối thủ. Cái gọi là chỗ cổ thần vẫn lạc, cũng không có gì kỳ quái, chỉ sợ chỉ là một số người đồn bậy mà thôi. Bất quá, nơi này chỉ sợ thật có một động thiên bí ẩn, nếu không, bằng vào không gian chi lực của thế giới nạp vật, không có khả năng tìm không được. Dọc theo đường thủy một mực xuống dưới, phi hành mấy chục tức, Nhiếp Vân không còn ý khinh thường, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Mặc dù không có sử dụng thuấn di, nhưng bằng tốc độ phi hành của hắn, một hô hấp mấy chục vạn dặm, trăm vạn dặm nhẹ nhõm có thể đạt tới, dọc theo mặt nước thẳng xuống dưới, liên tục phi hành mấy chục cái hô hấp, lại còn không có thấy đáy biển. Cái này có chút quá khoa trương đi. Chẳng lẽ nước biển này sâu mấy chục triệu dặm? Không có khả năng. Coi như biển của thần giới, cũng sẽ không sâu như thế. Không đúng, đây là trận pháp. Đột nhiên Nhiếp Vân ngừng lại. Trước mắt vẫn như cũ là nước biển, sau lưng cũng không biết đi bao xa. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định không phải nước biển cực sâu, mà là lâm vào trong trận pháp nào đó. Hơn nữa trận pháp này cực kỳ cường đại, cho dù là hắn, lâm vào trong đó cũng không phát giác. Một thế giới cấp 7, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại sao có thể có người bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy? Nhiếp Vân nghi hoặc. Thế giới cấp 7, có thể đản sinh người mạnh nhất cũng chỉ như hàng cổ. Loại thực lực này, hắn một ngón tay liền có thể bóp chết, làm sao lại bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy? Ngay cả hắn lâm vào trong đó, cũng không có phát giác. Chỉ sợ thế giới cấp 7 này không đơn giản. Trong lòng Nhiếp Vân run lên. Chỉ là thế giới cấp 7 phổ thông, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa, thậm chí phá hủy, thế giới trước mắt này, lại ẩn chứa trận pháp ngay cả hắn giờ phút này cũng không nhìn ra. Đủ để chứng minh thế giới này có vấn đề. Chỉ sợ bọn người như Hạ Vương Tử chạy trốn tới nơi này, cũng không phải đi bậy, mà là đã sớm biết thế giới này đặc thù. Thế giới nạp vật dò xét. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, lại không khẩn trương. Thế giới nạp vật tấn cấp đến cấp 8, kém thần giới không xa, đã không có quá nhiều sự tình để hắn sợ hãi. Không gian chi lực của thế giới nạp vật nương theo ý chí của hắn lan tràn ra phía ngoài, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ Bắc Thần Hải ở bên trong. Bắc Thần Hải cực kỳ bao la, chiếm diện tích chừng mấy trăm vạn dặm. Người tu luyện bình thường phi hành mấy chục ngày cũng chưa hẳn có thể tìm tới cuối cùng, nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân không tính là gì. Quả nhiên có trận pháp. Không gian chi lực của thế giới nạp vật khác biệt linh hồn lực hay lực lượng bình thường, là một loại quy tắc không gian, trận pháp mạnh đi nữa cũng không ngăn cản được, rất nhanh để hắn nhìn ra trận pháp đặc thù. Toàn bộ Bắc Thần Hải chính là một trận pháp to lớn. Trận pháp này mang theo tác dụng mê huyễn, chỉ cần đi vào hải dương, tìm không thấy sinh môn, rất dễ dàng lâm vào nước biển, vĩnh viễn không tìm được cuối cùng. Căn cứ đặc điểm của trận pháp, sinh môn ở chỗ này. Không đúng, nếu như ở chỗ này, chỗ vị trí của ta, không chỉ là nước biển đơn giản như vậy. Nhiếp Vân rất hiểu rõ trận pháp, bất quá, trận pháp trước mắt này lại hết sức cổ quái, nhìn cả buổi cũng không xác nhận được vị trí sinh môn. Không được, như vậy không đúng. Đi bên này, sẽ chỉ lâm vào mê loạn sâu hơn. Thời gian qua một lát, hắn liền hủy bỏ mấy chục phương án, toàn bộ đại trận ở trong não hải không ngừng xoay tròn, lại tìm không thấy cửa ra cùng vị trí chính xác. Không đúng. Đây không phải một huyễn trận, mà là tâm trận. Nếu như ta cứng rắn muốn tìm sinh môn mà nói, tương đương với lâm vào trạng thái tâm ma, vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân đột nhiên giật mình, giống như hiểu cái gì. Trận pháp thần giới, chia làm rất nhiều loại, khốn trận, sát trận, huyễn trận. Còn có một loại trận pháp cực kỳ đáng sợ, gọi tâm trận. Tâm trận, thoạt nhìn đơn giản, bên ngoài giống như sát trận, huyễn trận, khốn trận, nhưng thời điểm thực muốn tìm sẽ nhiễu loạn tâm trí của con người, để cho người ta lâm vào trong phỏng đoán vĩnh viễn. Loại trận pháp này không có sinh môn duy nhất, hơn nữa, ở giữa sinh môn tử môn, hoàn toàn không có quy luật đáng nói, muốn tìm nhất định sẽ chỉ chắp vá lung tung, không hợp đạo lý. Nếu như dựa theo phương thức bình thường phá giải trận pháp đến cân nhắc, rất dễ dàng lâm vào hỗn loạn, tìm không rõ phương hướng. Thấy được loại trận pháp này, chỉ cần người có nghiên cứu với trận pháp, đều sẽ không rõ ràng, triệt để sụp đổ. Có thể nói, loại trận pháp này, rất dễ dàng khốn nhập trận pháp đại sư ở trong đó, mà đối với người không biết trận pháp, thường thường có thể tìm được cửa ra. Cho nên, dựa theo trận pháp cân nhắc, sẽ chỉ lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tâm trận, thật khiến người ta tâm lực tiểu tụy. Rõ ràng đây là trận pháp gì, Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu. Đi vào thần giới, chỉ nghe nói qua loại trận pháp này, nằm mơ cũng không nghĩ đến tự mình gặp được, mà lại là loại hoàn cảnh này.
Nếu như hắn không thông trận pháp, còn dễ phá vỡ, nhưng biết trận pháp càng nhiều, ngược lại càng ngày càng do dự, không biết như thế nào cho phải. Xem ra chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Mặc dù không biết làm sao tìm được đường ra, nhưng nếu xác định là tâm trận liền dễ làm. Trong lòng của Nhiếp Vân hơi động, một chiếc giày con xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tuyệt chiêu. Trong lòng Hằng Cổ run lên. Nhiếp Vân không có che giấu, hắn cũng nghe được hai chữ tuyệt chiêu, vội vàng nhìn qua. Trên đường đi thiếu niên cho hắn rung động thực sự quá lớn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lực lượng vô cùng vô tận, chính là thần thoại bất bại. Đương nhiên, thấy được nhiều như vậy, hắn cũng biết chỉ là một phần nhỏ thực lực chân chính của đối phương, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trước khi thi triển tuyệt chiêu, ai cũng không cách nào xác nhận. Bây giờ có thể tận mắt nhìn đến loại cường giả này sử dụng tuyệt chiêu, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Cổ tay khẽ đảo, một ký ức thủy tinh xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn không chỉ muốn nhìn đối phương thi triển tuyệt chiêu như thế nào, còn quyết định ghi chép lại, về sau lúc tu luyện hảo hảo quan sát, kỳ vọng từ đó đạt được cảm ngộ, để thực lực tiến thêm một bước. Hằng Cổ đứng ở cách đó không xa trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Thời khắc này Nhiếp Vân động, không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc giày, ném lên không trung. Giày rơi xuống, vị trí mũi giày chỉ một phương hướng. Tốt, là cái phương hướng này. Thấy rõ ràng vị trí mũi giày chỉ, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, rất phách lối nói. Phương hướng, tiền bối. Hằng Cổ ở một bên đang ở ghi chép, thấy thiếu niên cứ như vậy xác định phương hướng, dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Cái giày này giống như rất phổ thông, không phải là pháp bảo gì làm sao tùy tiện ném lên một chút liền xác định được phương hướng. Không phải mới vừa rồi tìm thời gian thật dài cũng không tìm được sao. Thế nào? Thấy hắn mê hoặc, Nhiếp Vân nhìn lại. Tiền bối ngài làm sao ném giày lên, liền xác định được phương hướng, này chẳng lẽ liên lụy đại đạo gì sao? Do dự một lát, Hằng Cổ nhịn không được hỏi. Không hỏi thực sự nhịn không được, đối phương dùng là tuyệt chiêu, không hỏi rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ thành tâm ma, không cách nào tiến bộ. Đại đạo, Nhiếp Vân sững sờ, nháy con mắt, lập tức hiểu ý hắn, nhịn không được cười lên. Liên lụy đại đạo cộng lông, đây là tâm trận, ta tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể ném giày tìm đường. Ném giày. Hằng Cổ cẩn thận suy tư sự tích ném giày như thế nào, hy vọng có thể tìm được mục đích làm như vậy. Tâm trận là một loại tâm ma đại trận, nhằm vào bản thân người tu luyện, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, phá như thế nào, khẳng định cũng sẽ sai. Nếu như vậy, còn không bằng không nghĩ, tùy tiện ném giày, tâm linh không minh, như vậy có lẽ còn có thể tìm được đáp án. Nhiếp Vân giải thích nói. Cái này. Khụ khụ khụ. Hằng Cổ bị sặc nước đến mấy lần. Này cũng được. Đây chính là tâm trận trận pháp người người sợ hãi, ném giày là được rồi, ngươi không đủ chứ. Tuyệt chiêu, cái này con mẹ nó là tuyệt chiêu gì chứ? Được rồi, dựa theo phương hướng này đi thôi. Không để ý tới hắn khiếp sợ, Nhiếp Vân đưa tay nắm giày lên, dọc theo phương hướng mũi giày bay tới đằng trước, bay mấy chục vạn dặm, lần nữa ném giày ra ngoài. Ném giày phá trận, thoạt nhìn vô cùng hoang đường. Trên thực tế thần giới thực sự có người làm như vậy phá được tâm trận. Tâm trận, tâm ma trận. Chỉ cần quan sát thì sẽ sinh ra tâm ma, chỉ cần tâm ma tồn tại, liền vĩnh viễn ra không được, chính vì vậy trận pháp này mới đáng sợ như thế. Ném giày, bên ngoài nhìn hoang đường đến cực điểm, lại làm cho người không cần suy tư, không cần quan sát trận pháp, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đương nhiên sẽ không sinh ra tâm ma, cái gọi là tâm trận cũng không có bất kỳ tác dụng nào, tự nhiên sụp đổ. Hằng Cổ cũng không biết loại tình huống này, da mặt co giật đi theo sau lưng thiếu niên, nhìn hắn không ngừng ném giày. Sau khi ném vài chục lần, nước biển đột nhiên lắc lư, mặt đất kiên cố xuất hiện ở trước mắt. Đáy biển, đến rồi. Như vậy cũng được. Nhìn thấy thực được như nguyện đến đáy biển, Hằng Cổ dùng sức xoa xoa con mắt, sợ nhìn lầm rồi. Vừa rồi nhìn thấy ném giày, còn tưởng rằng là thiếu niên không có biện pháp, làm lung tung, nằm mơ cũng không nghĩ đến trận pháp lợi hại như thế, dựa vào ném giày liền tìm được đường ra, thuận lợi đi ra. Chẳng lẽ này thực sự là tuyệt chiêu? Xem ra sau này gặp được sự tình khó làm, ta cũng phải ném giày. Trong lòng Hằng Cổ âm thầm quyết định, cái tuyệt chiêu này lợi hại như thế, hắn đã cân nhắc về sau vạn nhất gặp được quốc gia đại sự khó giải quyết, có phải cũng nên thử một chút hay không? Ân, rất khả thi, ở trong hoàng cung nên chuẩn bị thêm vài đôi. Đến đáy biển, không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào ném giày có thể phá trận, cũng không nói tâm trận không cường đại, mà là tâm trận này chỉ là cấp thấp nhất. Một khi gặp được tâm trận cao cấp, đừng nói ném giày, coi như ném dưa leo cũng vô dụng. Trong lịch sử cường giả bị tâm trận khốn chết nhiều vô số kể, mặc dù Nhiếp Vân tự nhận là thực lực cường đại, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến loại trận pháp quỷ dị này. Trừ khi đối với tâm ma đại đạo có hiểu rõ cực sâu, tinh thông tâm ma, nếu không lâm vào trong đó, chỉ có một con đường chết.
Nhẹ nhàng thở ra, Nhiếp Vân nhìn lại chung quanh. Đáy biển trước mắt bình tĩnh không lay động, như lục địa hoàn toàn yên tĩnh, không có chỗ đặc thù gì, chỉ là có chút hàn khí bức người. Thấy hàng cổ không ngừng run rẩy, Nhiếp Vân duỗi ngón tay, đưa qua một dòng khí nóng rực, lúc này mới để hắn có chuyển biến tốt đẹp. Có thể bố trí trận pháp lợi hại như thế, đáy biển này tất nhiên ẩn giấu thứ rất lợi hại, chỉ là đáy biển bát ngát như thế, làm sao tìm kiếm? Nhiếp Vân cũng không sốt ruột hành động, mà trầm tư. Có thể ở trong nước biển bố trí tâm trận để cho người ta thần không biết quỷ không hay, nói rõ đáy biển tất nhiên ẩn giấu thứ rất lợi hại, chỉ là đáy biển bao la, không biết phương hướng, chỉ bằng vào tìm kiếm không có mục đích, không biết muốn tìm tới năm nào tháng nào. Đang trầm tư, Nhiếp Vân chỉ thấy hàng cổ ở một bên, một mặt nghiêm túc nhìn qua. Tiền bối, ta có biện pháp tìm được. Ngươi có thể tìm. Nhiếp Vân cũng vô kế khả thi, đối phương có thể tìm được, để hắn hiếu kỳ không thôi. Hàng cổ gật đầu, cởi giày dưới chân ra, đưa tay quăng lên, thấy rõ ràng phương hướng của mũi giày, chỉ về phía trước. Đi thẳng cái phương hướng này, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhiếp Vân. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Vân cuối cùng không có lựa chọn phương pháp hàng cổ. Vừa rồi vì bài trừ tâm trận, rơi vào đường cùng mới ném giày. Hiện tại không có trận pháp, ném giày có tác dụng cho gì? Tinh thần khẽ động, lấy tầm hướng châm ra, ý niệm suy tư như Hạ Vương tử. Tầm hướng châm nhẹ nhàng xoay chuyển. Cư nhiên hữu dụng. Nhiếp Vân nở nụ cười. Trước đó tầm hướng châm tìm không thấy tung tích đám người như Hạ Vương tử, không nghĩ tới đến đáy biển lại có thể sử dụng. Xem ra trước đó ngăn cách tầm hướng châm tìm kiếm cũng không phải không gian đặc thù, mà là tâm trận. Đi, tìm được phương hướng, Nhiếp Vân không do dự, theo phương hướng tầm hướng châm chỉ bay đi. Hai người một trước một sau bay đại khái nửa canh giờ, trước mắt một cổ thành chậm rãi xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.